Ngươi cái này chó má mau dừng tay. Ta hiện đang cảnh cáo ngươi, lập tức buông ra. Jamio tiên sinh nói áy náy, nếu không. Vậy Lý Ngọc Mẫn cũng là một mặt hốt hoảng, nhìn Trần Phi giống như là huyết hải thâm cừu kẻ địch vậy, lập tức xông lên, nước miếng văng tung tóe chỉ Trần Phi trách cứ. Oanh! Nhưng mà Trần Phi đối với hết thảy các thứ này cũng bịt tai không nghe, chỉ gặp hắn cũng chỉ là một cái tay, lại có thể giống như là kéo một cái chó chết vậy. Đem vậy Jamio có chừng một thước 90 mấy, đến gần 100 kg thân thể ung dung tùy ý kéo đi. Hắn mặt không cảm giác hướng đang cùng vậy hiến mị người trung niên không mặn không lạt nói chuyện Tachi đi tới, tiện tay giống như là ném rác dưới giống vậy cầm trong tay Jamio vứt xuống Tachi dưới chân, đối mặt một mặt giật mình vô cùng, miệng mở lớn mọi người lạnh lùng nói, Tachi tiên sinh, thật là thật lâu không gặp à, người còn nhớ được ta sao? Tình cảnh này, toàn trường cây ết yêu ta sợ. Là ngươi. Vậy nguyên bản diễn cảm không mặn không là tóc vàng mập người ngoại quốc Tachi, sắc mặt lập tức liền biến, là loại kích động đó trong mang vô cùng hưng phấn. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được Trần Phi hình dáng, hơn nữa còn là cái loại đó sâu đậm khác ở trong lòng. Ngày đó ở Đại học Bắc Sơn phòng đọc sách, hắn đột phát cơ tim tắc nghẽn, nếu như không phải là Trần Phi diệu thủ hồi xuân, lấy quỷ thần khó lường y thuật cứu hắn, sợ rằng hắn bây giờ cũng sớm đã đi gặp Thượng Đế. Đâu còn có thể tiêu sái như vậy. Đổi câu mà nói chính là Trần Phi là cứu mạng hắn ân nhân, đối với hắn có ơn huệ lớn như trời. Vốn là, ở hắn bệnh tình có chuyển biến tốt có thể xuất viện lúc đó, hắn liền từng rất muốn tìm được Trần Phi, mời hắn ăn một bữa cơm, bày tỏ mình nội tâm cảm ơn, Thượng Đế phù hộ. Nhưng mà hắn lại không có Trần Phi bất kỳ liên lạc nào phương thức, hơn nữa, cho dù là hắn ban đầu để lại mình danh THIOTA, phương thức liên lạc, đối phương cũng không có bất kỳ liên lạc nào hắn ý nghĩa, chưa bao giờ liên lạc nàng, cái này cũng được hắn lần này phó hoa khảo sát thị trường thời gian, tiếc nuối lớn nhất. Bởi vì là hắn lập tức phải rời đi, trở lại Italy, đến lúc đó khẳng định càng không có cơ hội gặp vị kia Trung Quốc thần y. Nhưng ngay khi hắn đắm chìm trong loại tiếc nuối này bi thương tâm trạng trong, Thượng Đế nhưng đưa tới cho hắn một cái lễ vật lớn, để cho vị kia Trung Quốc thần y. Để cho vị kia đã cứu tính mạng hắn ân nhân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Oh my God phù hộ, thật là rất cảm tạ ngài, thật. Ngươi là ai, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Nhưng vào lúc này, vậy mập người ngoại quốc Tachi còn đắm chìm trong mới gặp lại ân nhân kinh ngạc vui mừng lúc này một đạo giận dữ thanh âm từ bên tai hắn vang lên. Chỉ gặp vậy một mặt hiến mị người trung niên giờ phút này tránh thần sắc giận dữ, sau lưng hiện ra từng tầng một mịn mồ hôi lạnh. Hắn đầu tiên là hốt hoảng nhìn một cái bị Trần Phi gắng gượng kéo trên đất, giống như chó chết giống vậy Jamio, rồi sau đó đựng cương quyết, dùng không cho phép nghi ngờ lạnh như băng ra lệnh, bảo an ở đâu? Nơi này có người quấy rối chẳng lẽ các người bỏ mặc sao? Còn có ngươi, chàng trai, ngươi có biết hay không Jamio tiên sinh là thân phận gì? Hắn nhưng mà Tachi tiên sinh chất tử. Một nói tới chỗ này, vậy hiến mị sắc mặt của người trung niên đổi được hơn nữa tái nhợt. Một mặt sợ hãi xoay người hướng về phía Tachi cả lăm, rung giọng nói tôn kính Tachi tiên sinh, mời không muốn tức giận, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Người này lại dám tổn thương Jamio tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta Lý Hào coi như là không đếm xỉa đến, cũng biết để cho hắn trả giá thật lớn. Ngươi lại dám đánh ta, cho ta chờ, ta nhất định phải nói với ngươi, để cho ngươi đời sau cũng ở trong ngục vượt qua. Vậy Jamio vậy một mặt dữ tợn gầm hét lên, nhưng là hắn cả người vẫn còn là tựa như bị một cổ lực lớn đè, căn bản không đứng nổi, mặt dữ tợn dán vào lạnh như băng trên sàn nhà, vô cùng mất mặt, chật vật tới cực điểm. Người tuổi trẻ, người có biết người đang làm gì? Jamio tiên sinh nhưng mà khách nước ngoài, nếu là xảy ra vấn đề người đảm đương hắn. Người nếu là lại không buông tay nói tối nay liền cho ta đi đồn công an đợi đi. Vậy quan viên chánh phủ thật giống như không nhận ra Trần Phi, một mặt nghĩa chánh ngôn từ quát, muốn cho Trần Phi vào đồn công an. Trần Phi, thấy tình cảnh này, Mộ Dung San khuôn mặt tĩnh lệ vô cùng hốt hoảng, xách lễ phục dạ hội tà áo khẩn trương kéo Trần Phi cánh tay, muốn cho hắn dừng tay, lời đến khóe miệng nhưng có chút không nói ra được. Một bên đại mập tiểu mập còn có Mộ Dung San những bạn học kia cũng là một mặt lộ vẻ xúc động, vô cùng cây ết yêu ta sợ. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể lớn như vậy gan, lại dám đối với Jamio cái này tôn quý khách nước ngoài, Italy tập đoàn Saint Laurent phó hoa hạ tỉnh Giang Nam khảo sát đoàn thành viên,
thế giới cao cấp nhất nhà thiết kế tắt chi chất tử động thủ, đây quả thực quá không lý trí, làm bọn họ đờ đẫn không nói ra lời. Phải biết, loại chuyện này nếu như một cái không xử lý tốt, vậy thì rất có thể lên cao thành là ngoại giao chuyện kiện, đến lúc đó, ai gánh nổi trách nhiệm này? Người tuổi trẻ, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, lập tức buông ra Jamio tiên sinh, sau đó cùng ta đi đồn công an tự thú, nếu không, tối nay không có người nào có thể cứu được ngươi. Cuối cùng, vậy hiến mị người trung niên một mặt lãnh khốc khiển trách. Bót, coi như sau đó một khắc, vậy mập người ngoại quốc tắt chi trở giận dữ nhảy cỡn lên, một cái tát hung hăng phiến đến vậy hiến mị người trung niên sắc mặt, mặt lạnh nổi giận mắng, phắc. Ai cho phép người dùng loại giọng nói này cho Trần tiên sinh nói chuyện, người có phải hay không muốn tìm cái chết? Vậy hiến mị người trung niên bụng mặt ngây dại. Vậy bị Trần Phi kéo trên đất, giống như chó chết giống vậy Jamio ngây dại. Vậy nguyên bản khẩn trương đến không được Mộ Dung San, còn có lớn mập tiểu mập các người, người này cũng đều toàn bộ ngây dại. Dĩ nhiên, vậy một mặt giữ tợn Lý Ngọc Mẫn tự nhiên vậy thử ra. Cái này, đây tột cùng là cái quỷ gì? Thúc thúc, ngươi, đang làm gì? Vậy bị Trần Phi kéo trên đất giống như chó chết vậy Jamio không dám tưởng tượng một màn này là thật, lắp bắp nói. Câm miệng cho lão tử. Bót. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là tắt chi tức giận một cái tát, chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn chăm chú cháu mình, sau đó xoay người vượt qua hướng Trần Phi nói, à, thân ái hoa hạ Trần, ta ân nhân cứu mạng, mặc dù thằng nhóc này là ta tắt chi chất tử, nhưng cháu ta còn nhiều mà, không kém cái này một cái. Cho nên hắn nếu là đắc tội ngươi mà nói, ngươi không cần cho ta mặt mũi, muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể. Một màn này xoay ngược lại thật là để cho mọi người tại đây sợ ngây người, miệng há thật to hợp không được. Tắt chi là người nào? Đây chính là Italy Mochi cũng Milan đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong, hơn nữa còn ở Italy Saint Laurent có địa vị hết sức quan trọng, là siêu cấp nhân vật lớn. Đừng xem vậy cái gì Jamio dựa vào mình là tắt chi chất tử. Cái gì tập đoàn Saint Laurent phó hoa khảo sát đoàn một thành viên, ngay tại Lý Ngọc Mẫn, Mộ Dung San cùng trước mặt người rất châu. Nhưng thực cũng chính là tắt chi chỗ Italy nhà giàu có gia tộc một cái tầm thường dòng thứ đệ tử mà thôi, là hắn đông đảo chất tử ở giữa một cái, ở hắn trong mắt căn bản cũng không có cái gì tầm quan trọng. Cho nên hôm nay làm tắt chi dùng loại giọng nói này cho hắn lúc nói chuyện, vậy Jamio lập tức hù được chân mềm, thiếu chút nữa hồn cũng muốn bay. Tứ chi lạnh như băng. Chán ở đổ mồ hôi lạnh. Còn như nói tắt chi trong miệng cái gì đó ân nhân cứu mạng, nghe vào mọi người lỗ tai lại là giống như động đất vậy rung động, chẳng lẽ, hắn còn đã cứu tắt chi tiên sinh số mệnh. Chàng trai, thật sự là ngươi. Vậy quan viên chính phủ cũng tốt giống như rốt cuộc nhận ra Trần Phi, một mặt lúng túng nói. Tắt chi tiên sinh, mặc dù ta bất giác được ngươi sẽ cùng ngươi cái này chất tử phẩm cách như nhau, nhưng dầu gì, đây cũng là chúng ta hoa hạ địa bàn. Người bất giác được loại này người hẳn an phận một chút sao? Nhưng mà, Trần Phi sắc mặt vẫn là rất không tốt xem, một mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ nguyên bản run rẩy cộng thêm rất cung kính tư thái, lại không cầm được chấn động run lên một cái. Thằng nhóc này lá gan rốt cuộc có bao nhiêu lớn, hắn lại dám cùng Tắt Chi tiên sinh nói như vậy nói. Vốn là Tắt Chi tiên sinh đều đã có thể nói là rất cho hắn mặt mũi, nhưng mà... Hắn đây là được voi đòi tiên. Càn rỡ, vậy Lý Ngọc Mẫn đảo trong mắt một vòng, bắt được cơ hội này quát Trần Phi. Ở nàng nhìn lại, chính là một người trẻ tuổi lại dám cùng Tắt Chi tiên sinh nói như vậy, cho dù là hai người có quan hệ, vậy rất dễ dàng để cho đối phương sinh ra không ưa, chỉ cần như thế, Tắt Chi tiên sinh lại nữa tôn kính hắn, còn sót lại sự việc còn không phải là do bọn họ định đoạt. Im miệng, coi như sau đó một khắc. Tắt chi giận dữ quát một tiếng xích nhưng trực tiếp đem nàng hồn giật nảy mình. Chỉ gặp hắn lạnh lùng quét Lý Ngọc Mẫn một cái, trong mắt hiện ra lau một cái chán ghét, sau đó tôn kính hướng Trần Phi gật đầu, rồi sau đó hướng một bên người hộ vệ da trắng các, đưa cái này đồ không có mắt đưa về Italy, thuận tiện để cho trong nhà những tên kia lần lượt hắn xuất gia tộc, từ bây giờ về sau, ta không muốn sẽ ở Saint Laurent gia tộc thấy hắn một mặt. Thúc thúc không muốn à? Van cầu ngươi không muốn lần lượt ta xuất gia tộc. Van cầu ngươi, vậy Jamio bị thúc thúc hắn lời này ngay tức thì hù được hồn phi phách tán, cũng không biết từ chạy ra lực lượng, lại có thể tránh thoát Trần Phi tay, chạy đến Tắt Chi trước mặt không ngừng cầu xin tha thứ, còn kém cho Tắt Chi quỳ xuống. Phải biết,
hắn mặc dù có thể cũng như bây giờ như thế thành tựu, hôm nay loại này người trên người sinh hoạt, liền bởi vì là gia tộc hắn tên gọi là Saint Laurent, chính là Italy đứng đầu nhất nhà giàu có một trong những gia tộc. Mà nếu là hắn bị trục xuất Saint Laurent gia tộc, không ra bất kỳ bất ngờ, hắn sẽ đem lập tức từ đám mây ngã vào địa ngục, thành là hạ đẳng người, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Cút, các, cho ta đem hắn mang đi. Nhưng mà, Tắt Chi chẳng qua là chê nhìn hắn một cái, liền giống như là khu đuổi con ruồi giống vậy khoát khoát tay, hướng Trần Phi cung kính nói, à, thân ái Hoa Hạ Trần, ngươi cảm thấy ta cái này xử lý ngươi có hài lòng không? Đa tạ Tắt Chi tiên sinh, Trần Phi sắc mặt lúc này mới đổi được đẹp mắt không thiếu. Dù sao đối phương quả thật rất cho hắn mặt mũi, loại này xử trí, đã rất tốt. Vậy thì tốt, thân ái Hoa Hạ Trần, đa tạ ngươi ngày đó xuất thủ cứu mạng ta, vừa vặn ngày hôm nay có cơ hội, chúng ta trò chuyện một chút đi, ta muốn cảm ơn ngươi. Tắt Chi nhiệt tình được mời Trần Phi, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, muốn phải thật tốt cảm ơn hắn. Dẫu sao, hắn cũng nhanh phải về Italy, sau này thì không có cơ hội lại để báo đáp phần này cứu mạng ân tình. Cảm ơn cũng không cần, ta đi một vào phòng rửa tay, xin lỗi không tiếp chuyện được. Trần Phi cười một tiếng, xoay người hướng phòng vệ sinh đi về phía. Thân ái Hoa Hạ Trần, lần này ngươi cũng không thể đi không từ giả, ta ở bên kia cùng ngươi. Vậy mập người ngoại quốc Tắt Chi hướng về phía Trần Phi hình bóng kêu một tiếng, xoay người cười tủm tỉm đi liền yến hội khu khách quý. Tắt Chi tiên sinh, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, ta cũng phải đi một chuyến phòng rửa tay. Vậy quan viên chính phủ người đàn ông trung niên trong mắt ánh sáng nhạt chớp mắt, bỗng nhiên vậy rời đi. Này, các người thấy không? Cái này Trần bác sĩ lại có thể trâu bò như vậy. San San bạn trai ngươi thật là thật lợi hại, lại có thể liền Tắt Chi tiên sinh đều bị hắn đã cứu số mệnh. Ha ha ha, ta đã sớm nhìn vậy cái gì Jamio không vừa mắt, đáng đời, lần này đạt được báo ứng đi, ha ha. Trần Phi rời đi sau đó, yến hội đám người lập tức xôi trào. Đặc biệt là đại mập, tiểu mập khoa trương tay chân động tác còn có lời nói, làm tại chỗ không ít người cũng đi theo phụ họa. Chủ yếu là vậy Jamio bắt đầu quá trong mắt không người, đem bọn họ tất cả đều không coi vào đâu, lần này có báo ứng chứ. Thật là sống nên, ha ha. Nhưng chỉ có một người không có tham dự đến các bạn học trong hưng phấn đi, đó chính là Lý Ngọc Mẫn, chỉ gặp hắn giờ phút này cả người run rẩy, thoa khắp tai đỏ trên mặt cũng không ngừng được tái nhợt vẻ. Bởi vì là nàng nhớ tới mới vừa rồi mình đối với Trần Phi nhằm vào, còn có đối với Mộ Dung San giễu cợt. Nếu là đối phương vì vậy khó chịu, ở Tắt Chi tiên sinh trước mặt nói xấu đôi câu nói. Nàng trước mắt tối sầm, căn bản không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ một chút đi. San San, vị kia mới vừa chàng trai là người bạn học đi, rất tốt, nhớ ngươi nhất định đem hắn chiêu đãi tốt, chỉ cần có thể để cho hắn ở Tắt Chi tiên sinh trước mặt nói tốt vài câu, vậy chúng ta Lý gia thì sẽ phát đạt, ha ha ha. Vậy hiến mị người trung niên cũng chính là Lý Ngọc Mẫn phụ thân còn chưa hiểu trạng thái. Lại có thể lấy là Trần Phi là Lý Ngọc Mẫn bạn học, tới đây một mặt hồng quang nói. Đây càng để cho Lý Ngọc Mẫn nội tâm hốt hoảng đến trình độ cao nhất, khóc không ra nước mắt, cả người đều ngây người. Ở phòng rửa tay, Trần Phi mới từ trong phòng rửa tay đi ra, cả người đang chứa người trung niên Trịnh thư ký liền cười tủm tỉm đi tới, hướng về phía Trần Phi mở miệng nói, chàng trai, chúng ta lại gặp mặt, người tốt, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Trịnh Thục Hán, bây giờ là vốn là Chu phó thị trưởng thư ký. Chu phó thị trưởng, chẳng lẽ là Chu Trác, Chu phó thị trưởng. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì làm cho này cái Chu Trác, không phải là và Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng cạnh tranh vị kia. Không sai, chính là Chu Trác Chu phó thị trưởng. Vậy Trịnh thư ký cười tủm tỉm mở miệng, vừa tiếp tục nói, không nghĩ tới ta thành phố lại có Trần tiểu huynh đệ ngươi như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt. Y thuật cao siêu, có thể cứu sống người bị thương, coi như chúng ta thành phố Bắc Sơn nhân dân có phúc. Cái này Trịnh thư ký lại bắt đầu gợi lên giọng quan, làm Trần Phi hơi có chút nhíu mày, không khỏi nói, Trịnh thư ký quá khen, bất quá, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vậy Trịnh thư ký nghe vậy ngẩn ra, chán ở giữa mịt mờ thoáng qua một vẻ tức giận, nhưng đi theo cũng rất tốt che giấu đi, cười tủm tỉm tiếp tục nói, là như vậy, ta cái này có chuyện. Không biết có thể hay không mời ngươi Trần tiểu huynh đệ ngươi giúp một chuyện. Trịnh thư ký có lời xin nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phi con mắt hơi lóe lên nói.
là như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi mở miệng như thế, vậy Trịnh thư ký dứt khoát vậy lười được nói nhảm nữa, hạ thấp giọng mở miệng nói, người hẳn biết Tắc Chi tiên sinh bọn họ đoàn người thân phận, là đại biểu Italy tập đoàn Saint Laurent tới chúng ta tỉnh Giang Nam đầu tư khảo sát. Vốn là, bọn họ đã chọn tỉnh lỵ cùng thành phố Châu một nhà lúc làm ra vẻ thương hiệu công ty hợp tác, cũng chính là đang cử hành chàng này đám tiệc Lý gia. Bất quá, ta xem Tắc Chi tiên sinh ý nghĩa, tựa hồ đối với người rất coi trọng, cho nên, có thể hay không mời ngươi ở trước mặt hắn nói tốt vài câu, coi như là xem ở chúng ta thành phố Bắc Sơn phụ lão hương thân trên mặt, đem chuyện này tranh thủ một chút, là thành phố mình phát triển xây dựng cống hiến ra ngươi một phần lực lượng. Nghe đến chỗ này Trần Phi dĩ nhiên là toàn rõ ràng, nguyên lai là vậy chính thư ký gặp Tắc Chi tiên sinh như vậy coi trọng mình, liền nổi lên oai môn tâm tư, muốn cho mình từ trong hoạt động một chút. Thúc giục Tắc Chi sau lưng đại biểu tập đoàn Saint Laurent cùng bọn họ thành phố Bắc Sơn xí nghiệp hợp tác. Mà cứ như vậy mà nói, phần này công lao, thành tích tự nhiên sẽ rơi vào hắn Trịnh Thục Hán cùng với sau lưng hắn Chu Trác Chu phó thị trưởng trên đầu, tính toán ngược lại là đánh được gắng gượng khôn khéo. Nghĩ đến đây, Trần Phi đối với hắn phần ấn tượng giảm nhiều, bình thản mở miệng nói, Trịnh thư ký ngươi nhưng mà nâng đỡ ta, chỉ bằng ta bực này thì tỉnh tiểu dân, nào có năng lượng lớn như vậy. Ta xem ngươi hay là tìm người khác đi. Đứng lại. Vậy Trịnh thư ký sắc mặt lập tức liền biến, dùng một loại nghiêm túc giọng quát lạnh, chàng trai ngươi cần phải hiểu rõ, bây giờ là để cho ngươi là văn phòng chính phủ chuyện, là làm cống hiến ra ngươi một phần lực lượng, đây là vì quốc gia. À, phải không, ta cũng không biết chính là một cái phó thị trưởng thư ký có thể đại biểu chính phủ, đại biểu đảng, đại biểu quốc gia. Nhưng mà Trần Phi chẳng qua là lạnh lùng quét hắn một cái. Liền khóe miệng phẩy một cái, trên mặt giống như là treo giễu cợt vậy rời đi. Làm vậy Trịnh thư ký sắc mặt thật khó xem. À, thân ái Hoa Hạ Trần, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ta cũng lấy là ngươi lại phải đi không từ giả đây. Vừa gặp Trần Phi từ phòng rửa tay gian phòng đi ra, vậy Tắc Chi lập tức ánh mắt tỏa sáng nghênh đón, hét lớn. Tắc Chi tiên sinh ngươi đây là suy nghĩ nhiều, hai chúng ta lại không thù, làm gì tránh ngươi. Trần Phi dở khóc dở cười đồng thời, lại cảm thấy cái này mập người ngoại quốc thật có ý tứ, trêu ghẹo nói. À, không thù, chúng ta dĩ nhiên không thù. Ngươi là ta Tắc Chi ân nhân cứu mạng, chúng ta dĩ nhiên không thể nào có thù oán, các người nói là chứ. Vậy Tắc Chi đột nhiên lập tức nghiêm túc, hướng người chung quanh lớn tiếng mở miệng nói. Không sai, không sai, ông chủ ngươi nói không sai. Trần bác sĩ thật là lợi hại. Không hổ là Hoa Hạ trung y, thật là bò. Những người hộ vệ kia một bên phụ họa, một bên xông lên Trần Phi giơ ngón tay cái lên. Ở trong mắt bọn họ, Trần Phi không chỉ là cái y thuật siêu cấp như bức trung y, hơn nữa còn là một võ lực siêu quần người châu bò. Samio vậy có chừng gần 100kg trọng lượng, lại có thể bị hắn một cái tay ung dung kéo trên đất đi, cái này coi như là đổi lại bọn họ, cũng là tuyệt không thể nào làm được, cho nên cái này thật rất châu. Trần bác sĩ thật là còn trẻ có là, làm Lý Mỗ bội phục à. Không biết Trần bác sĩ bây giờ ở đâu cao tựu, vừa vặn ta có mấy người bạn đều ở đây tỉnh bệnh viện công tác, cũng coi là giới bên trong có chút năng lượng, có cần hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vậy hiến mị người đàn ông trung niên Lý Hảo vậy chen miệng vào, mặc dù hắn chủ ý chỉ sợ là giao hảo Trần Phi, nhưng nói ra lời này, làm sao cũng có loại khoe khoang hỏi để cho người nghe rất không thoải mái. Trần Phi dứt khoát không để ý tới hắn. Xin lỗi, Tắc Chi tiên sinh, thân thể có chút không thoải mái, cho nên về trễ, mời đừng thấy lạ. Ngay tại lúc này, vậy Trịnh thư ký lững thững tới chậm, mịt mờ dùng một loại uy hát iota mắt nhìn Trần Phi, ý kia thật giống như Trần Phi nếu là không dựa theo hắn nói đi làm, thì sẽ muốn hắn xinh đẹp như nhau. Thấy vậy, Trần Phi tự nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cười lên tiếng, Tắc Chi tiên sinh. Nghe nói các người tập đoàn Saint Laurent muốn tới chúng ta tỉnh Giang Nam khảo sát đầu tư, không biết các người tìm xong rồi mục tiêu hợp tác không có, thuận lợi tiết lộ một chút sao? Lời vừa nói ra, miễn cưỡng duy trì trên mặt nụ cười Lý Ngọc Mẫn cũng thân thể mềm mại run lên, hiện ra lau một cái tái nhợt vẻ. Cái này, cái tên đáng chết này muốn làm gì? Không sai, xem ra thằng nhóc này vẫn đủ biết điều. Vậy Trịnh thư ký nghe vậy chính là trong lòng lập tức liền thư thản, thầm nói Trần Phi biết điều, không có vi phạm hắn ý nghĩa. Nếu là thật có thể đem tập đoàn Saint Laurent ở lại bọn họ thành phố Bắc Sơn, vậy hắn lần này liền quen công lao lớn,
Chu phó thị trưởng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn, giúp hắn vững bước lên chức. À, Hoa Hạ Trần, ngươi đối với chuyện này có hứng thú. Vậy đơn giản, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tập đoàn Saint Laurent cùng ai hợp tác đều được. Tát Chi nghe lời này một cái cũng biết là chuyện gì, đều không hỏi cụ thể cái gì, liền trực tiếp đem Lý Gia vứt xuống một bên, miệng đầy tùy ý đáp ứng. Đây đối với hắn mà nói vốn chính là một chuyện nhỏ, thậm chí liền hắn lần này cũng Hoa Hạ cái gọi là đầu tư khảo sát, thật ra thì tất cả đều là tới xử lý những chuyện khác. Chính là mấy chục triệu, riêng biệt trăm triệu đầu tư đối với bọn họ tập đoàn Saint Laurent mà nói, căn bản không phải cái chuyện này, cùng ai hợp tác đều giống nhau, dù sao đều là kiếm tiền, đây cũng là bọn họ thành tựu cao cấp xa xí phẩm thương hiệu hào khí. Còn như những người khác, Đại Mập Tiểu Mập cùng Mộ Dung San tất cả bạn học ngu, bởi vì là bọn họ thật không nghĩ tới Tát Chi tiên sinh lại có thể đối với Trần Phi coi trọng đến loại trình độ này. Mấy chục triệu, hơn trăm triệu lớn như vậy quy mô đầu tư, lại có thể để cho hắn định đoạt, muốn cùng ai hợp tác liền cùng người đó hợp tác. Đây quả thực, thật là quá ngạo mạn. Cơ hồ chính là nháy mắt tức thì, tại chỗ tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng hướng một mặt mờ mịt, trắng nõn tay nhỏ bé chặt níu chặt quần áo giáp, thân thể mềm mại khẽ run Mộ Dung San nhìn. Mọi người đều biết Trần Phi là Mộ Dung San bạn trai, mà Mộ Dung San thủ hạ lúc công ty thời trang lại vừa vặn có thể cùng đối phương hợp tác, đây không phải là rõ ràng sao? Vậy Trần bác sĩ tuyệt đối là vì bạn gái mình mới nói ra những lời này. Tôn kính Tát Chi tiên sinh, chỉ có vậy Lý Hào còn có Lý Ngọc Mẫn sắc mặt đại biến, nằm mơ vậy không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bây giờ bước này, trong chốc lát như bị sét đánh, hai người cũng sợ ngây người. Nhà bọn họ công ty vì lần này hợp tác, leo lên tập đoàn Saint Laurent cái này cái bắp đùi, có thể nói là bỏ ra người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng giá thật lớn, hoàn toàn có thể nói là dốc toàn lực, có thể bây giờ đối phương nhưng lập tức sắp nói không hợp tác với bọn họ, mặc dù nhà bọn họ chưa đến nỗi sẽ lập tức phá sản, nhưng tuyệt đối sẽ lập tức rơi vào to lớn kinh tế nguy cơ. Ngươi lập tức cho ta im miệng, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, không cho phép nói sau những lời đó, nếu không, ta lập tức kêu bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Vậy Lý Ngọc Mẫn đoán chừng là điên rồi, lại có thể giống như là thấy huyết hải thâm cừu kẻ địch như nhau, xông lên phía trước quát Trần Phi. Vậy Tát Chi tiên sinh sắc mặt ngay tức thì biến đổi, đổi được 10 phần âm trầm, còn có những thứ khác bạn học vậy dùng một loại đáng buồn thần sắc nhìn nàng. Cũng đến bây giờ, nàng lại còn không phân rõ tình thế, bày ra như vậy một bộ yến hội chủ nhân tư thái khiển trách Trần Phi, thật là hoàn toàn không dài đầu óc. Trách không được từ đầu chí cuối nàng cũng không sánh bằng Mộ Dung nhiều hoa khôi trường học, thật là tự tìm. Tát Chi tiên sinh, xem ra chúng ta được rời khỏi nơi này. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Tốt lắm, chúng ta liền rời đi đi. Tát Chi hoàn toàn không có bất kỳ bất mãn, cười tủm tỉm gật đầu, rồi sau đó xoay người hướng đứng ở bên người Lý Hào nhàn nhạt nói. Lý tiên sinh, xem ra lần này chúng ta là không có biện pháp hợp tác. Vậy cứ như vậy đi, tạm biệt. Trong lúc nói chuyện, hắn đã cùng Trần Phi các người hướng thang máy đi tới, chuẩn bị rời đi. Vậy Lý Ngọc Mẫn thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên đất. Tôn kính Tát Chi tiên sinh, thật ra thì chúng ta thành phố Bắc Sơn cũng có không thiếu ưu tú lúc xí nghiệp thời trang thương hiệu, ở bên trong tỉnh bên ngoài đều có danh tiếng không nhỏ, chất lượng rất tốt, bán ra sau vậy tuyệt độ có bảo đảm, cũng sẽ không so cùng thành phố Châu những cái kia xí nghiệp kém. Hơn nữa Trần tiên sinh cũng là chúng ta Bắc Sơn người. Vậy Trịnh thư ký nhìn đúng thời cơ, ở trên đường, hắn liền mở miệng như thế nói, còn mang theo Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng ở Tát Chi trong mắt Trần Phi rất có phân lượng, nếu như đem hắn dắt kéo tiến vào, rất có thể đem cái này Italy tập đoàn Saint Laurent khảo sát đầu tư đoàn ở lại thành phố Bắc Sơn. Nếu là Tát Chi tiên sinh ngươi có hứng thú, ta có thể là ngươi tiến cử vốn là kiệt xuất mốt thương hiệu công ty. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng, Tát Chi tiên sinh. Vậy Trịnh thư ký nước miếng văng tung tóe, hết sức tranh thủ. Nhưng mà vậy Tát Chi nhưng căn bản không xem hắn mấy lần, chẳng qua là cười tủm tỉm được hướng Trần Phi nói, thân ái Hoa Hạ Trần, ngươi cảm thấy ta hẳn ở đâu đầu tư đâu. Tát Chi tiên sinh ngươi hay là gọi tên ta đi, ta kêu Trần Phi. Hoa Hạ Trần, ngươi cái này gọi là ta nghe là lạ. Trần Phi đầu tiên là mở miệng như thế. Lại khóe miệng nhỏ câu, có chút nghiền ngẫm nhìn Trịnh thư ký một cái, rồi sau đó giống như là vô tình hay cố ý, tùy tiện liền bật thốt lên mà trừ, thành tựu thành phố Bắc Sơn người,
ta dĩ nhiên hy vọng ngươi có thể tại bổn thị đầu tư. Tắt chi tiên sinh ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể vì ngươi tiến cử vốn là hoàng phó thị trưởng, ta và hắn rất quen. Cái gì, hoàng phó thị trưởng? Vậy Trịnh thư ký sắc mặt lập tức liền biến, xuất mồ hôi lạnh ra, tứ chi run rẩy. Nguyên lai cái này Trần Phi lại là hoàng phó thị trưởng người, đây chẳng phải là ngày hôm nay phần này công lao, thành tích, bọn họ cũng chỉ có thể đủ chắp tay muốn cho. Phải biết sau lưng hắn Chu phó thị trưởng hôm nay nhưng mà đang cùng vị kia hoàng phó thị trưởng tranh lên chức, nếu để cho đối phương đạt được phần này đại lễ, này tiêu người dài, há chẳng phải là Chu phó thị trưởng lần này tranh lên chức liền nguy hiểm. Đáng chết à, tại sao sẽ là như vậy? Ngươi nói gì? Thành phố Bắc Sơn, ngân than khu một chỗ nào đó giá cả không rẻ bên trong tiểu khu. Một người nửa chọc trước đầu, diện mạo nhìn như hết sức hung ác người đàn ông trung niên, vốn là đang thích ý hưởng thụ một người yêu mị thiếu phụ đấm bóp, có thể làm hắn tiếng chuông điện thoại vang lên, không nhịn được sau khi nhận nghe, sắc mặt hắn lập tức liền biến, bạo giận lên. CMN, thúi bưu tử cho ta cút. Hắn một cái lật đổ đang cho hắn đấm bóp yêu mị thiếu phụ, hùng hùng hổ hổ tỏ ý hắn cút đi. Rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, hướng về phía bên đầu điện thoại kia nổi giận mắng, Trịnh Thục Hán, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao chuyện đầu tư tình sẽ bị hoàng đào người khuấy hoàng, còn đoạt đi thành tích. Hiển nhiên cái này nửa chọc trước đầu hung ác người đàn ông trung niên chính là Trịnh Thục Hán, Trịnh thư ký cấp trên. Thành phố Bắc Sơn hiện đảm nhiệm một trong phó thị trưởng, thành phố đại bí thư Mạc Thành dòng chánh Chu Trác. Người này vốn là ở hệ thống công an nhậm chức, sau đó đạt được thành phố đại bí thư Mạc Thành mời chào cùng trọng dụng, từ một cái nho nhỏ khu cấp bậc hình cảnh đại đội dài, một đường lên như diều gặp gió, một bước lên mây, lại có thể chỉ tốn mấy năm thời gian liền ngồi lên phó thị trưởng vị trí này, hiển nhiên Mạc Thành là ở trong đó ra khí lực lớn. Chẳng qua là mặc dù hắn đã leo đến hôm nay loại độ cao này, nhưng lại bởi vì là đã từng là hình cảnh đại đội dài, thường và những cái kia cùng hung cực ác tội phạm giao tiếp, cho nên khó tránh khỏi nóng nảy sẽ hết sức nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn, đưa đến bây giờ rất nhiều người cũng đối với hắn xa lánh, có chút sợ hãi. Bên đầu điện thoại kia, Trịnh Thục Hán thân thể run rẩy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy mở miệng nói, Chu thị trưởng ngươi nghe ta nói, chuyện là như vậy. Sau đó hắn đem liên quan tới Trần Phi sự việc đầu đuôi nói cho mình cấp trên, bên kia sau khi nghe xong trầm mặc. Thật là ẩu tả, ngươi nói là liền bởi vì là một cái gì phá bác sĩ, sẽ để cho hoàng đào tên kia bằng nhặt không một cái như vậy công lao lớn, ngươi có biết nếu để cho cái này bút thành tích rơi vào hắn trên đầu, vậy ta căn bản là không có cách nào và hắn cãi, khóa sau thị trưởng vị, nhất định là hắn hoàng đào. Chu Trác tâm tình của giờ khắc này thật không tốt, vô cùng tức giận. Vốn là, liên quan tới Italy tập đoàn Saint Laurent tới tỉnh Giang Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đầu tư hợp tác chuyện này hắn là vô cùng coi trọng. Bởi vì là cái này không chỉ có quan hệ đến mấy chục triệu, hơn trăm triệu bên ngoài tư đầu tư thành tích, nếu có thể để cho đối phương nếm được ý niệm, nguyện ý cùng bọn họ thành phố Bắc Sơn xí nghiệp đạt thành hợp tác lâu dài mà nói, trong tỉnh mặt đều là hết sức coi trọng, cho hắn sĩ đổ lý lịch tăng thêm vô cùng là mắt sáng một khoản. Cho nên hắn mới sẽ phái ra thư ký của mình vững vàng đi theo đối phương, xem có cơ hội hay không. Mặc dù đến cuối cùng vẫn bị thất bại, đối phương lựa chọn cùng tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng thành phố Châu một cái xí nghiệp hợp tác. Hắn cảm thấy hết sức đáng tiếc, khá vậy không suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì là coi như là hắn là đối phương, đại biểu một cái thế giới 500 mạnh xí nghiệp tới tỉnh Giang Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm hợp tác đầu tư, vậy nhất định là sẽ chọn cùng thành phố Châu. Mà không phải là bọn họ Bắc Sơn. Đây chính là tỉnh lỵ thành phố cùng bình thường cấp thành phố khác biệt. Trọng yếu nhất chính là đối phương lựa chọn và hắn không có xung đột lợi ích, cho nên vậy không có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn đối thủ cạnh tranh, từ đối đầu thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào nhưng khó hiểu kỳ diệu lượng một cái như vậy tiện nghi lớn. Mọi người đều biết, thường vụ phó thị trưởng vốn chính là phó thị trưởng cái này cấp bậc trong xếp đệ nhất. Là danh chánh ngôn thuận nhiệm kỳ kế thị trưởng người nối nghiệp, nếu là hơn nữa như thế một khoản lớn thành tích mà nói, chỉ sợ cũng coi như là hắn sau lưng núi dựa Mạc bí thư ra tay, vậy rất khó có vãn hồi chỗ trống, đây mới là hắn chân chính tức giận địa phương. Chu thị trưởng, chuyện này ta quả thật vậy không có biện pháp à. Vậy Italy người ngoại quốc rất cố chấp, căn bản nói không thông. Trịnh Thục Hán vẻ mặt đưa đám, nói. Được rồi, cho ta im miệng.
Vậy Chu Trác hiển nhiên lười được nghe những thứ này nói nhảm, mặt âm trầm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên lãnh khốc nói, chính là một cái phá bác sĩ, lại dám xấu xa ta Chu Trác chuyện tốt, cũng không thể cứ tính như vậy. Nghe được Chu Trác trong lời nói vậy làm người ta xương cũng phát rét lãnh ý, Trịnh Thục Hán cả người giật mình một cái, run rẩy nói, Chu thị trưởng, muốn không muốn ta đi sờ một cái thằng nhóc kia căn cơ, xem hắn cùng Hoàng phó thị trưởng rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hắn gọi Chu Trác cái này phó thị trưởng là thị trưởng, mà gọi Hoàng Đào cái này thường vụ phó thị trưởng là phó thị trưởng, cái này rất lộ vẻ lại chính là ngôn ngữ nghệ thuật, ai kêu hắn là Chu Trác thư ký đâu. Câu thường nói, gần vua như gần cọp à. Đối mặt Chu Trác loại này tính tình nóng nảy, không nói phải trái đến cuối mà, hơi không chú ý liền có thể sẽ ra phiền toái lớn, dĩ nhiên chỉ có thể dè đặt. Cha, cho ta cẩn thận cha. Trong vòng một ngày ta muốn gặp được thằng nhóc kia tất cả tư liệu, đến lúc đó, ha ha. Chu Trác mặt trầm như nước cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, lại bỗng nhiên bấm khác một cú điện thoại, này, là Hoàng phó thị trưởng sao? Là ta à, lão Chu. Thành phố Bắc Sơn Kim Lương Khu, Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng nhà. Mới vừa xuất viện Hoàng phó thị trưởng đang ở nhà xem TV, đột nhiên, hắn tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại nghe được từ micro một đầu khác truyền tới thanh âm ngẩn người, không nghĩ tới lại là Chu Trác cho hắn gọi điện thoại. Có thể nói bởi vì là cạnh tranh thị trưởng vị chuyện này, hai người bọn họ hoàn toàn là đối lập quan hệ, hơn nữa chính hắn cũng cùng thành phố đại bí thư Mạc Thành cái đó hệ phái không cùng, cho nên hắn chân thực không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là tại sao cho hắn đánh cú điện thoại này. Bất quá, cho dù là nội tâm nghi ngờ trùng trùng, mặt ngoài văn chương vẫn là được làm. Hoàng Đào làm bộ như hết sức kinh ngạc mở miệng nói, nguyên lai là lão Chu à, gió gì đem ngươi điện thoại thổi tới. Hoàng phó thị trưởng ngươi lời nói này, cũng không là gió nào đem ta thổi tới, mà là Hoàng phó thị trưởng ngươi lại là chúng ta thành phố Bắc Sơn làm một chuyện tốt, lớn chuyện thật, muốn đến, thị trưởng vị Hoàng phó thị trưởng ngươi hẳn là 10 phần chắc chín chứ. Thật là chúc mừng, chúc mừng. Chu Trác trơ cháo không cười, mở miệng nói. Cái gì chuyện thật tốt, lớn chuyện thật. Còn có liên quan tới điều động sự tình đó còn không có chính thức thông báo, ta cũng không dám nói bừa. Lão Chu, ngươi cho ta đánh điện thoại này rốt cuộc là ý gì? Ta làm sao có chút không rõ? Hoàng Đào nghi ngờ nói, cảm thấy đối phương tại sao như vậy kỳ quái. Nghe đến chỗ này, Chu Trác rất hiển nhiên rõ ràng đối phương cũng còn hoàn toàn không biết chuyện này, liền bỗng dưng vô cớ lượm một cái như vậy tiện nghi lớn, không khỏi hơn nữa ghen tị. Trong lòng hơn nữa căm hận phá xấu xa hắn chuyện tốt Trần Phi. Nhưng là những thứ này cũng chỉ có thể ở hắn trong lòng nghĩ, không thể biểu lộ ra, hắn vẫn là cười nói, nguyên lai Hoàng phó thị trưởng ngươi còn không biết, đó chính là ta lắm mồm, bất quá, hẳn rất nhanh sẽ có người thông báo ngươi đi. Trước hết như vậy đi, tạm biệt. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, Hoàng Đào tự nhiên cảm giác hết sức không giải thích được, nhưng vào lúc này, Trần Phi điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này quả thật Trần Phi cho hắn đánh tới. Này, là Trần bác sĩ sao? Xin hỏi ngươi có? À, ngươi nói gì, có thật không? Hắn vốn đang tôn kính mở miệng, có thể ở hắn nghe được Trần Phi tiếp theo nói sau đó, trên mặt lập tức không nhịn được hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ ý, kêu to lên. Lão Hoàng ngươi làm gì, ré bất ngờ. Phùng Ngọc Quyên từ trong thư phòng đi ra, không cao hứng nói. Nhưng mà Hoàng Đào giờ phút này nhưng căn bản không để ý biết nhiều như vậy, đắm chìm trong to lớn phim hài trong. Đúng như Chu Trác tự biết mình như nhau, hắn dĩ nhiên cũng đúng mình trạng huống trước mắt rất rõ ràng, hắn vốn là thường ủy phó thị trưởng, còn liệt là thị ủy, tuyệt đối có thể nói là công nhận nhiệm kỳ kế thị trưởng người nối nghiệp. Mà bây giờ duy nhất có ý tưởng cùng hắn tranh Chu Trác, thật ra thì thật nếu nói, lý lịch vẫn là quá mức đơn bạc, chỉ là phó thị trưởng, còn chưa nhập thị ủy. Thậm chí liền hắn hôm nay chức vị cũng là mới vừa mới điều đảm nhiệm đi lên, dưới tình huống bình thường mà nói tuyệt không có tư cách cùng hắn tranh. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đứng sau lưng một cái Mạc bí thư, thành phố Bắc Sơn người đứng đầu. Hơn nữa trước mắt ở trên tay hắn quả thật không có một kiện cầm được xuất thủ thành tích, đưa đến đối phương hữu cơ có thể thừa dịp, có rãnh rỗi có thể chui, cũng chính là trước mắt hắn khổ não địa phương. Nhưng bây giờ nhưng tình huống bất đồng. Trần Phi đưa tới cho hắn một cái lễ vật lớn, quan hệ đến bên ngoài tư đầu tư, quan hệ đến thế giới 500 xí nghiệp mạnh, phía trên tuyệt đối sẽ hết sức coi trọng, làm hắn bắt lại thị trường vị tỷ lệ tăng nhiều, hắn làm sao có thể mất hứng. Lúc này, Trần Phi điện thoại đã cắt đứt,
nhưng đột nhiên lại có thể lại có một thông điện thoại gọi tới. Hoàng Đào gặp vậy tới điện biểu hiện lên tên chữ ngẩn người, nhận nghe điện thoại, này, là lão Hợp Kim sao? Mà lần này nói chuyện điện thoại xong sau đó, sắc mặt hắn thay đổi có chút âm trầm một chút, Phùng Ngọc Quyên thấy vậy có chút không lớn đúng, vội vàng tới đây dò hỏi, lão Hoàng à, kết quả chuyện gì xảy ra, người đây là? Trần bác sĩ là ta kéo tới một khoản mấy chục triệu, hơn 100 triệu công ty nước ngoài đầu tư, đối phương là thế giới 500 xí nghiệp mạnh. Nếu như phía trên là ta cộng thêm cái này bút thành tích mà nói, thị trường sự việc, hẳn là 10 phần chắc chín. Hoàng Đào mở miệng nói. 10 phần chắc chín. Phùng Ngọc Quyên nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó mừng rỡ, cái này không phải là chuyện tốt sao? Vậy Trần bác sĩ thật là có đại năng chịu đựng, quay đầu thật tốt hảo cảm cảm ơn người ta mới được. Ngươi còn như thế mặt mày ủ rột làm gì, ta xem ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ thăng quan, leo lên sao? Hoàng Đào lắc đầu một cái, giọng nghiêm túc nói, mới vừa rồi là thành phố tổ chức bộ lão Hợp Kim tự mình cho ta gọi điện thoại, nói Lâm An huyện bên kia thiếu người, muốn ta đem Tiểu Lưu còn có Tiểu Vương bọn họ mấy cái phái qua, điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng lịch luyện một chút. À, phải đem Tiểu Lưu Tiểu Vương bọn họ điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến Lâm An huyện đi. Đây là ý gì? Tiểu Lưu là Hoàng Đào thư ký, Tiểu Vương bọn họ mấy cái cũng là Hoàng Đào một tay cất nhắc lên người. Hôm nay đều ở đây chính phủ thành phố các ngành nhậm chức. Theo lý thuyết, điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng lịch luyện đây nhất định là một chuyện tốt, cho dù là năm đó Mạc Thành, Hoàng Đào, bọn họ đều là như thế tới, có thể chồng mình sắc mặt cũng không phải chuyện như vậy, Phùng Ngọc Quyên hết sức nghi ngờ. Quan trường lên những thứ này đạo đạo thực ra quá nhiều, khó mà hiểu. Ai, cái này chuyện hư hỏng, nếu như là ta đã lên làm thị trưởng, hết thảy cũng ổn định lại sau đó. Cái này dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ hết thảy chuyện cũng chữ bát còn không có phẩy một cái, hắn cái này tương đương với thay đổi pháp suy nhược ta trong tay lực lượng. Người suy nghĩ một chút, coi như là ta thành công lên làm thị trường, trong tay lại không người, làm gì? Dẫu sao ta trên đầu còn có một mạc bí thư à? Hoàng Đào lắc đầu một cái, xúc động đối phương có dụng ý khác. Không cần nghĩ, chuyện này nhất định là vị kia ra lệnh. Bởi vì là vô luận là Chu Trác hay hoặc là thị ủy ban tổ chức cán bộ vị kia bộ trưởng, đều là mạc bí thư người, cơ hồ có thể một tay che trời. À, vậy có muốn cự tuyệt hay không bọn họ? Phùng Ngọc Quyên lập tức có chút bối rối, không biết nên làm cái gì. Cự tuyệt, chuyện này sợ rằng còn không có biện pháp cự tuyệt, dẫu sao ta là bỗng dưng vô cớ lượm lớn như vậy một cái tiện nghi, để cho bọn họ trước tất cả bố trí cũng rơi vào khoảng không, nếu không phải nhường lại một chút, không nói được. Hoàng Đào nhíu mày nói, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái than thở một tiếng. Tóm lại vẫn là lượm lớn như vậy một cái tiện nghi, để cho điểm sẽ để cho điểm đi, ngày mai ta đi liền thông báo Tiểu Lưu bọn họ điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện Lâm An. Trần Phi dĩ nhiên không biết mình tùy tính một lần cử động, đối với thành phố Bắc Sơn quan trường tạo thành biết bao to lớn chấn động, dĩ nhiên, hắn vậy không có hứng thú biết. Ngày thứ hai sáng sớm. Trần Phi rất sớm liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, đổi lại một bộ mới vừa hơ khô bộ đồ mới, một mặt thần thanh khí sảng, rời đi khách sạn California Garden liền hướng thành phố bệnh viện trung ương đi. Rất hiển nhiên, hôm nay là hắn lớn như vậy tới nay lần đầu tiên trấn giữ môn trần, tự nhiên vẫn là có như vậy một chút xíu hưng phấn rồi. Đại khái 7-8 giờ dáng vẻ, Trần Phi đuổi chật trội xe buýt đi tới thành phố bệnh viện trung ương. Mặc dù ở tu vi đạt tới luyện khí tầng 2 sau đó, hắn đã so người bình thường rất ít toát mồ hôi, nhưng ở vậy chật trội trên xe buýt như thế một chuyến xuống, lại là mùa hè nóng bức, hay là để cho sau lưng hắn hiện ra từng tầng một mịn mồ hôi nóng, xác xác thật thật có chút quá nóng, cái này làm cho hắn kiên định gần đây phải đi mua chiếc xe thay đi bộ. Dẫu sao cái này cứ đuổi xe buýt, thật giống như còn thật không phải là cái chuyện này à. Thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương vốn phải là ở khu thành phố trung tâm địa khu, có thể bởi vì là năm gần đây không ngừng khuếch trương chiều rộng, mà đưa đến sử dụng đất đai diện tích chưa đủ, không được mấy, liền rời đến nội thành phía bên ngoài khu cao tân sáng nghiệp bên này. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đứng vào trước ba tổng hợp tính bệnh viện tam giáp, thành phố Bắc Sơn bệnh viện trung ương hưởng dự bên trong tỉnh bên ngoài, mỗi năm đều có không thiếu vùng khác người bệnh mộ danh tới. Mặc dù là sáng sớm, nhưng cái này loại bệnh viện lớn vậy vẫn là có rất nhiều người đã ở lấy số. Nhất là tất cả y học phòng chuyên gia số, lại là cung không đủ cầu,
rất nhiều đều đã xếp hàng mấy ngày, sau một tuần đi. Vừa vặn ngày hôm nay đến phiên vị kia Vương Khải thúc thúc, Lưu Chi song trực, hắn bởi vì là chỗ ở khoảng cách bệnh viện tương đối gần, cho nên vậy quá sớm liền đi tới bệnh viện, có thể làm hắn thấy giống vậy đã tới bệnh viện Trần Phi bóng người sau đó, lập tức thân thể run lên, nguyên bản cả nhỗng thần sắc đổi được khẩn trương. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được ngày đó ở nhà hàng Hồng Hà sự kiện kia, liền liền bọn họ khoa tâm huyết quản lớn nhất boss, Lưu Trường Sơn đều phải lấy lễ đối đãi nhân vật, hắn nhưng không có mắt ngây ngốc đụng vào, đây quả thực để cho hắn hối hận tới cực điểm, rất sợ đối phương một cái mất hứng, để cho hắn bước vậy trung y phòng ban phó chủ nhiệm bác sĩ Trịnh Nghị theo gót, vậy hắn mới là muốn khóc cũng khóc không được. Thật may, đối phương tựa hồ lười được so đo với hắn, cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ, hắn lại có thể lại cùng đối phương đụng phải, cái này làm cho tim hắn không chịu thua kém nhanh chóng nhảy cỡn lên, trong lòng hết sức hốt hoảng. Nhưng hắn do dự hồi lâu, cuối cùng còn là tuyệt đối đi lên chào hỏi, rồi sau đó thận trọng đi lên trước mở miệng nói, Trần bác sĩ ngươi tốt, ngày hôm nay ngươi là tới làm sao? Tới thật sớm à? Ngươi là, nha, nguyên lai là Lưu bác sĩ à, làm sao, ta như vậy Vương đại trưởng lớp mấy ngày nay thế nào? Trần Phi nhận ra đối phương, cười híp mắt nói. Vậy Lưu Chi xong nghe vậy giật mình một cái, lập tức cười xòa nói, ta đã để cho thằng nhóc kia cút đi. Trần bác sĩ ngươi xin yên tâm, ta sau này tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại này chuyện hồ đồ, không để cho người bất kỳ từ ta cái này đi cửa sau. Biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên, Lưu bác sĩ ngươi vẫn là thật không tệ, được rồi, trước hết như vậy đi, vừa vặn ta cũng phải đi khoa tâm huyết quản đưa tin, liền cùng đi chứ. Trần Phi nghe xong cũng cảm thấy rất đúng Phương là người thông minh, vậy lười được lại cong cong đạo đạo, cười lên tiếng. Là... Trần bác sĩ mời cùng ta tới, bệnh viện ta quen thuộc, ta lập tức mang người đã qua. Vậy Lưu Chi song hiển nhiên nghe được Trần Phi trong giọng nói ý nghĩa, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Vừa nói, hắn liền dẫn Trần Phi đi tới thành phố bệnh viện Trung ương lá bài chủ chốt phòng ban khoa tâm huyết quản. Tiểu Phi ngươi tới, tới, mau tới đây, ta đã là người sắp xếp xong xuôi môn trần gian phòng, người tới xem có hài lòng không. Không nghĩ tới như thế một sáng sớm, Lưu Trường Sơn còn có vị kia Chu viện trưởng thì đã tâm huyết quản khoa chờ ngươi, trận này chiến đấu lập tức đem một bên đi theo Lưu Chi song sợ hết hồn, vui mừng mình thông minh, cứu vãn coi như kịp thời. Chỉ gặp vị kia Chu viện trưởng vừa lên tới liền nhiệt tình kéo Trần Phi, đem hắn dẫn tới tâm huyết quản khoa bên trong một cái cửa trần gian phòng, bên trong bố trí rất tốt, hơn nữa rất sạch sẽ, hơn nữa hết thảy đều là mới tinh. Tuyệt đối là cái này hai ngày mới vừa chuẩn bị xong phòng tân hôn ở giữa. Còn có rất nhiều trung y khoa đặc biệt có đồ, tỉ như ngân châm, ống rác lửa các loại. Chu viện trưởng các người đây thật là tốn kém, không cần phải à. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng vẫn là có chút cảm động. Cho dù trước lão này ở hắn trong ấn tượng gắng gượng kém, nhưng không thể không nói, liền chuyện như vậy, là hắn vãn hồi không thiếu phần ấn tượng. Không phá phí. Cái này có gì tốn kém, có thể làm cho tiểu phi ngươi tới ta viện nhậm chức chấn giữ, lại làm mấy gian phòng ở giữa đi ra cũng không việc gì, dù sao khoa thất chúng ta địa phương lớn, chứ hạ, ha ha. Lưu Trường Sơn ở một bên mở miệng cười nói, rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này trong tất nhiên còn có hắn một phần công lao. Trần bác sĩ, ngươi xem cái này những thứ khác đều chuẩn bị xong, chính là lý lịch sơ lược này phải thế nào viết. Ngay tại lúc này, vậy Chu viện trưởng đột nhiên nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nguyên lai, ở mỗi một vị có tư cách môn trần chủ nhiệm bác sĩ, phó chủ nhiệm bác sĩ môn trần thất bên ngoài, theo quản lý cũng sẽ ngã treo một bản giới thiệu tuyên truyền toan tính, tỉ như lấy được cái gì giải thưởng, cái gì trong ngoài nước điểm chính đại học y khoa tốt nghiệp, hay hoặc là cái gì trong ngoài nước y học tiến sĩ sinh đạo sư, một nước nào đó tay hóc trò đắc ý đợi một chút. Giống như Lưu Trường Sơn môn trần thất bên ngoài treo sơ lược lý lịch. Phía trên liền viết là, Lưu Trường Sơn, nam, chủ nhiệm bác sĩ, ra đời với năm 1973, tốt nghiệp từ Canada McGill Đại học, học vị tiến sĩ, từng lấy được Canada Mai Tây Á y học giải thưởng lớn thi đấu hạng nhất, từng vinh lấy được Bắc Mỹ top 10 tâm huyết quản vinh dự chuyên gia danh hiệu. Lâm sàng giải phẫu gần 20 năm, kinh nghiệm phong phú, là ta tỉnh nhiều vị lãnh đạo xem bệnh. Rất hiển nhiên, vậy một chuỗi các loại hạng nhất. Danh hiệu vinh dự hoàn toàn đủ để nổi lên ra Lưu Trường Sơn ngạo mạn, cùng với hắn ở tỉnh Giang Nam thậm chí cả nước trong phạm vi tâm huyết quản bên trong khoa quyền uy tín.
có thể vật này đến Trần Phi vậy lại để cho Chu viện trưởng phạm vào khó khăn, cái này giới thiệu vắn tắt rốt cuộc hẳn viết như thế nào, mới thích hợp đây. Cái này đơn giản, nhưng mà Trần Phi lại không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng, mà là tùy tiện tìm tờ giấy nhỏ, viết viết vẽ, sau đó đưa tới Lưu Trường Sơn trên tay, cười nói cứ như vậy viết đi. Chỉ gặp tờ giấy kia trên viết, Trần Phi, nam, năm 1989 sinh, thuở nhỏ truy tìm danh gia nghiên tập trung y, sở trường các loại nghi nan tạp chứng. Ách, cái này, Trần Phi muốn không muốn đưa cái này giới thiệu sửa đổi một chút. Vậy Chu viện trưởng nghiêng đầu đi vừa thấy, sắc mặt lập tức liền đắng ép đứng lên. Bởi vì làm cho này giới thiệu vắn tắt chân thực quá mất mặt, hắn căn bản không dám tưởng tượng có cái gì bệnh nhân sẽ loại này đến muốn văn bằng không văn bằng, chức vụ trọng yếu gọi không chức danh, muốn sư môn sâu xa không sư môn sâu xa trẻ tuổi bác sĩ xem bệnh, trừ phi hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Nhưng mà, hắn quả thật biết Trần Phi thực lực, như thế há chẳng phải là lãng phí. Cứ như vậy đi, ta như thế trẻ tuổi, nếu là cưỡng ép cho ta mang mấy đỉnh mũ cao phỏng đoán vậy không ai tin. Dù sao chỉ cần bệnh viện cần ta lúc này nói cho ta một tiếng là được, ta hết sức mà là. Trần Phi cười khoát tay một cái nói, bỏ đi đối phương băn khoăn. Vậy viện trưởng, trước hết như vậy đi. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Sơn vậy hiểu không tốt miễn cưỡng nữa, dứt khoát vừa hướng trước Trần Phi nháy mắt ra dấu, vừa đem Trần Phi tiến cử môn trần thất, bắt đầu hướng hắn giới thiệu bệnh viện môn trần lưu trình đứng lên. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu chính thức đi làm. Trần Phi một người ngồi ở môn trần thất bên trong, nguyên vốn còn có chút hùng tâm tráng trí, chuẩn bị tới một hành nghề y tế thế, lớn cứu người trong thiên hạ, có thể sự thật lại để cho hắn hết ý kiến. Bởi vì là không nghĩ tới sự thật lại có thể đúng như trước Chu viện trưởng lo lắng như vậy, những thứ khác môn trần phòng ban chuyên cửa nhà cũng xếp hàng thành đội ngũ thật dài, nhưng mà hắn môn này trước, chỉ một người cũng không có, thậm chí thỉnh thoảng có hai ba cái bị ngẫu nhiên phân phối đến hắn nơi này bệnh nhân. Chạy tới cũng còn vào cửa, liền khác thường nhìn Trần Phi mấy lần, không nói hai lời quay đầu liền đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất hiển nhiên, Trần Phi một cái như vậy tuổi trẻ hình tượng thật giống như quả thật không có biện pháp bị những bệnh nhân tín nhiệm. Thậm chí có người lúc rời hắn môn trần thất, quay đầu đi gác cửa bên ngoài tường kia lên treo ngược giới thiệu toan tính, cũng khoa trương lắc đầu một cái, làm Trần Phi khóc cười không được. Thậm chí có chút liền chính hắn cũng ngượng ngùng. Hắn đều ở đây cái này môn trần thất bên trong đợi hơn nửa ngày, lại có thể liền một bệnh nhân cũng không có, đây quả thực để cho hắn tự mình cảm giác có chút lỗi vậy phần tiền lương. Dẫu sao năm ấy lương 300 ngàn cũng không phải cầm không đi. Ngay tại lúc này, rốt cuộc có hai người đi vào hắn môn trần thất, khoát tay, nhưng phát hiện lại là người quen Hoàng Phong. Trần bác sĩ, người khỏe, rất hiển nhiên. Cùng trước kia thái độ so sánh, Hoàng Phong hôm nay thấy Trần Phi đổi được cung kính rất nhiều, không phải rất nhiều, mà là rất nhiều. Người khác không biết Trần Phi có cái gì bản lãnh, nhưng hắn Hoàng Phong hôm nay nhưng có thể nói là rõ ràng. Chỉ là không trước khi nói Hoàng Đào trong miệng dính dấp đến nào đó mê tín quái lực loạn thần, liền nói đối phương chỉ tốn mấy ngày thời gian, sẽ để cho hắn vậy ngồi cốt gãy xương, ngồi cốt tổn thương thần kinh phụ thân bình phục xuất viện. Đây đã là một người bình thường có thể làm được chuyện tình, để cho trong lòng của hắn có sâu đậm kính sợ. Nói sau, hôm nay Trần Phi còn giúp trước hắn phụ thân kéo tới như thế một số lớn ngoại thương đầu tư, đây quả thực là giúp hắn phụ thân bận rộn, càng làm cho hắn không đắc tội nổi, mỗi lần nghĩ đến cũng cảm giác khó hiểu phát rét. Mà ở thấy đường đường Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng công tử, lại có thể dùng như vậy nhún nhường thái độ cùng một trẻ tuổi bác sĩ phát biểu. Cái này làm cho đứng ở Hoàng Phong bên cạnh người nọ trợn tròn mắt, vội vàng cúi đầu, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, tay chân lạnh cả người. Hắn là ngày hôm nay mới vừa được cất nhắc lên, mặc dù trước kia cũng đã cho hắn cây sẽ, để cho hắn làm được trong lòng hiểu rõ, có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến đối phương năng lượng lại có thể như vậy khủng bố. Liền đường đường thường vụ phó thị trưởng con đều như vậy cẩn thận một chút, dùng như vậy nhún nhường giọng phát biểu, sinh sợ đắc tội cái gì, cái này quả thực. Chân thực có chút thật không tưởng tượng nổi đi. Có thể hắn lại nơi nào biết, hôm nay Trần Phi, chỉ sợ cũng coi như là vị kia Hoàng phó thị trưởng đích thân tới, hơn phân nửa cũng là cái này bức thận trọng thái độ, không dám bất kỳ mạo hiểm. Dẫu sao ở hắn trong lòng, Trần Phi hẳn đã không tính là người bình thường, để cho hắn cảm thấy sợ. Ngươi là, Trần Phi nghi hoặc nhìn người nọ, mở miệng hỏi. Vậy Hoàng Phong nghe vậy lập tức muốn giới thiệu,
bất quá lại bị người nào cướp trước một bước, nói Trần bác sĩ ngươi tốt, ta kêu Tiền Hướng Vinh, là Hoàng lãnh đạo mới vừa cất nhắc lên thư ký. Ngươi kêu ta Tiểu Tiền là được rồi. À, nguyên lai là Hoàng phó thị trưởng thư ký, rất hân hạnh được biết ngươi. Phong thiếu, ngươi là đến thăm ngươi vậy bệnh dạ dày chứ? Trần Phi hướng hắn gật đầu một cái, coi như là biết, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về hướng Hoàng Phong hỏi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước đối phương nói là muốn tới tìm hắn nhìn một chút hắn vậy bệnh dạ dày. Trần bác sĩ ngươi có thể đừng gọi ta cái gì Phong thiếu, nếu để cho ba ta biết, bảo đảm được quất chết ta, ngươi sau này thì kêu ta Tiểu Phong đi, dù sao ta tuổi tác hẳn so ngươi nhỏ một chút. Vậy Hoàng Phong lập tức hốt hoảng mở miệng, sau đó nói, Trần bác sĩ, ta bệnh này thật giống như có chút nghiêm trọng, hai ngày trước mới phạm vào một lần, đau được ta chết đi sống lại. Phải không, ngươi tới đây ta xem. Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, để cho Hoàng Phong ngồi xuống là hắn bắt mạch. Trưng bài, đương nhiên ý nghĩa muốn thu phí, ta biết bởi vậy có thể sẽ có không ít bạn đọc sẽ chọn rời đi, khí cầu cũng quả thực không có cách nào, dù sao muốn ăn cơm, muốn sinh hoạt. Vì vậy chỉ có thể cảm tạ các ngươi đã từng cổ vũ còn có chống đỡ. Mà nếu chúng vị bằng hữu nghĩ khí cầu sách này viết tạm được, có thể để mắt nói, xin mời ở cuốn này sách tối thời khắc quan trọng nhất, cống hiến ra một phần của các ngươi lực lượng. Chống đỡ bản chính, đặt một chút, đây đối với quyển sách tiền đồ còn có khí cầu mà nói đều rất trọng yếu, trước đã cảm ơn. Kỳ thực từng tháng đọc sách về điểm này tiền thực sự không mắc, cũng liền giá trị vài gói thuốc lá vài chai nước. Có thể đây đối với khí cầu ta mà nói cũng duy nhất có thể chống đỡ tiếp động lực, thật lòng. Vì vậy khí cầu sẽ thấy nói nhảm nhiều, lại nhải một câu. Xin ủng hộ bản chính, đặt một chút quyển sách. Mặt khác, các vị bạn đọc nếu có năng lực nói, trưng bày sau xin nhiều cho nhiều quyển sách bỏ phiếu đề cử, khen thưởng, còn có vé tháng. Đặc biệt vé tháng, cái này cũng có thể cho tác giả ta mang đến một điểm thu nhập, vì vậy phiền toái, cảm ơn nhiều. Còn có chính là nhóm thư hữu vấn đề, trước thấy có bạn đọc đang hỏi. 14495878, khí cầu vừa sáng lập một cái QQ đàn, mọi người có thể thêm một chút. Cuối cùng, trưng bày sau bản loại tình huống bình thường một ngày canh ba, cũng chính là 9.000 tự. Có tình huống đặc biệt nói sẽ ngoại lệ. Đã ngoài. Cảm tạ mọi người. Người có phải hay không rất thích uống nước chảy, vô luận là mùa hè hoặc là ngày mùa đông cũng biết lưu đổ mồ hôi. Hơn nữa đến một cái trời lạnh, không khí đặc biệt ẩm ướt thời điểm thì sẽ phản chua, lịch lòng. Trần Phi là Hoàng Phong sau khi bắt mạch, nguyên bản cau mày ngược lại là thư hoãn mấy phần, bình tĩnh nói. Trần bác sĩ người thật là lợi hại, người nói triệu chứng đều không sai. Vậy Hoàng Phong lộ vẻ được vô cùng là thật lòng khâm phục, thậm chí có chút sân hạng mục cứng lưỡi. Có câu nói thật tốt, chuyện không đóng mấy treo thật cao. Mà làm chuyện này chân chính quan hệ đến mình thiết thân ý nghĩa lúc này hắn mới có thể cảm thụ đặc biệt sâu, dễ dàng hơn giật mình. Vị này bệnh đã hành hạ hắn mấy năm dài, chuyện của mình tự nhiên rõ ràng nhất bất quá, không nghĩ tới Trần Phi ước chừng thông qua bắt mạch là có thể như chính mắt thấy, đem hắn tất cả triệu chứng cũng miêu tả rõ ràng, không hổ là thần y. Chỉ là điểm này, Hoàng Phong liền biết Trần Phi y thuật tuyệt đối vẫn còn ở hắn tưởng tượng trên, có thể nói trên đời hoa đà, quốc y thánh thủ. Trần bác sĩ, ta bệnh này có thể trị không? Hắn lấy một loại ánh mắt mong chờ nhìn Trần Phi, hy vọng có thể trị. Ta nói ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngươi vị này bệnh hẳn là đã từng nhận hàn, rồi sau đó lại đạt được sai lầm chữa trị đưa đến bệnh tình tăng thêm, bất quá khá tốt, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Ta cho nghe được kim một lần, trở về nữa uống hai cái đợt điều trị thuốc đông y, thì có thể đủ trừ tận gốc. Trần Phi nghe vậy không nhịn được liếc mắt nói. Hắn và đối phương là bạn cùng lứa tuổi, nói chuyện vậy tùy ý liền rất nhiều. Thật! Vậy Hoàng Phong vừa nghe Trần Phi giọng khẳng định như vậy, lập tức không lý do lòng tin 10 phần đứng lên, vội vàng cởi xuống áo, thuận lợi Trần Phi là hắn hành châm. Còn như vậy trước thư ký, thì ở một bên lặng lẽ cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn cũng coi là Hoàng Phong phụ thân nhận lấy bộ hạ cũ, tự nhiên rõ ràng Hoàng Phong tật xấu này. Nghe nói coi như là trung y chi nhánh viện Đỗ lão cũng không có biện pháp đem trị tận gốc, mà bây giờ, vị này Trần bác sĩ nhưng lại có thể lòng tin 10 phần nói có thể chữa khỏi, hơn nữa xem ra rất dễ dàng. Chẳng lẽ, hắn y thuật sẽ so trung y chi nhánh viện Đỗ lão còn lợi hại hơn? Không thể nào đâu, vị kia nhưng mà trong nước giới y học vang đương đương thái đấu, nghe nói không thiếu kinh thành lãnh đạo tìm khắp hắn xem bệnh, có thể nói quốc y thánh thủ,
so rất nhiều lãnh đạo, thủ trưởng tư nhân chữa bệnh đoàn đội cũng lợi hại. Nhưng mà hắn giờ phút này dĩ nhiên không dám đem hoài nghi trong lòng nói ra, chẳng qua là yên tĩnh xem, bởi vì là Trần Phi đã bắt đầu hành châm. Ngân châm này chất lượng cũng không tệ lắm, từ môn Trần thất đặc biệt chuẩn bị trung y dương dụng cụ bên trong, Trần Phi lấy ra một bộ ngân châm, tổng cộng có lục căn, mặc dù không phải là đặc biệt đầy đủ hết, nhưng vậy hoàn toàn đủ trước mắt hắn nhu cầu. Chỉ gặp hắn tiện tay lấy ra một cây trắng chút nào vậy nhỏ đuôi kim, ngón tay út ở hắn cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra, người sau lại có thể ngay tức thì cũng phát ra một loại vang dội giọng run rẩy, hơn nữa mắt thường có thể thấy được tràn ngập lần trước tầng ánh sáng yếu ớt, rồi sau đó liền gặp Trần Phi nhấc tay một cái, ngân châm kia như tia chớp vậy trực tiếp không vào Hoàng Phong rún phía trên ba tấc. Mà đây nước chảy mây trôi một màn cũng để cho tiền kia bí thuật xem ngây ngẩn, mặc dù, hắn quả thật không hiểu trung y. Nhưng chỉ là trận này chiến đấu liền đủ để cho hắn tin tưởng Trần Phi thành tựu tuyệt đối không kém. Ông, ngay vào lúc này, Trần Phi đã lại lần nữa lục tục xuống châm ba lần, lại mỗi một lần đều là lấy một loại thủ pháp thần kỳ đâm vào Hoàng Phong dạ dày bên huyệt vị trong, dài ngắn không đồng nhất, sâu cạn khó chịu, làm Hoàng Phong không nhịn được thoải mái lên tiếng rên rỉ. Từ có vị này hàn tật xấu sau đó, hắn mặc dù vậy xem qua rất nhiều bác sĩ, đã thử trung y, tây y. Nhưng như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, hắn trong ấn tượng thật vẫn là lần đầu tiên. Trần Phi trên tay mỗi một kim, ở đâm vào thân thể của hắn huyệt vị sau đó, hắn liền có thể cảm giác đến từ dạ dày truyền tới từng cổ một ấm áp dòng nước ấm, cảm giác kia giống như cả người ngâm ở ánh mặt trời phía dưới vậy, thoải mái được hắn nguyên bản bởi vì là khẩn trương mà nhíu lại chân mày cũng thư giãn ra. Được rồi, ngồi cái này chớ lộn xộn, đại khái cùng cái hết sức liền xong hết rồi. Các người đợi một hồi ai đi lấy thuốc. Ngay vào lúc này, Trần Phi ở hắn bên tai mở miệng nói. Ta đi, loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được. Vậy tiền thư ký lập tức đứng dậy, Trần Phi viết xong phương thuốc giao cho hắn. Mà lúc này, Hoàng Phong chỉ cảm thấy mình thân thể vô cùng ấm áp, liền liền trước kia tích lũy lâu ngày đều có chút không quá thoải mái dạ dày, giờ phút này cũng đổi được không như vậy khó chịu đứng lên. Có cái gì so chính mắt thấy càng làm cho người rung động tin phục. Cho đến giờ phút này, Trần Phi là hoàn toàn đối với Trần Phi tâm phục khẩu phục. Đây quả thực là thần y. Trần bác sĩ, nếu để cho bên ngoài những tên kia biết thành phố bệnh viện Trung ương, thần y chân chính ở nơi này, người nói bọn họ có thể hay không ruột cũng hối xanh lơ. Dưới sự hưng phấn, Hoàng Phong nhìn môn Trần thất bên ngoài, những chuyên gia khác môn Trần ngoài cửa khoa thất xếp thành hàng dài nói. Nếu là hai ta không quen không biết, trước kia cũng không nhận ra, người khẳng định cũng cùng bọn họ như nhau không tin ta. Trần Phi liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Ách, điều này cũng đúng. Hoàng Phong nghe vậy ngược lại là ngây ngẩn, bởi vì là Trần Phi nói quả thật không sai. Đổi lại là hắn, nếu như không quen không biết, lại không nhận biết nói, làm sao có thể tin tưởng chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, là một vị siêu cấp lợi hại đại thần y. Cái này phỏng chừng đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Trần bác sĩ, ta nghe nói Cao Kiệt thằng nhóc kia cũng là ngài giúp hắn chữa xong, không biết lấy hắn bây giờ tình huống bao lâu mới có thể khôi phục. Trước mắt trước bầu không khí có chút lúng túng, vậy Hoàng Phong lại tìm một đề tài nói. Hắn trong miệng Cao Kiệt, chính là Cao Chí Nam con trai, trước bởi vì là chạy như gió lốc thiếu chút nữa chết, bất quá lại bị hắn kịp thời cứu chữa trở lại, hôm nay đoán chừng là ở nhà dưỡng thương đi. Ngươi nói hắn à, Cao Chí Nam con trai, nếu như ta nhớ không lầm, hắn cặp chân kia ít nhất còn muốn 100 ngày mới có thể khôi phục, dẫu sao thương cân động cốt 100 ngày, tổng vẫn là phải cần dưỡng một chút. Trần Phi kịp phản ứng, mở miệng nói. Bất quá hắn ở đem nói xong lời này sau đó, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Tiểu Phong, người đối với xe có quen hay không? Xe. Vậy Hoàng Phong nghe vậy sững sốt một chút. Nghi ngờ nói, rõ ràng một chút đi, Trần bác sĩ người muốn mua xe. Đúng vậy, ta bây giờ ở tại khách sạn California Garden, mỗi trời bỏ mặc là tới chỗ nào, vào nội thành, hoặc là tới bên này đi làm cũng không tiện, cho nên muốn mua chiếc xe thay đi bộ, không cần quá mắc, mấy chục ngàn khối chừng 100k là được. Trần Phi một mặt mày ủ rột, nghiêm túc nói. À, mấy chục ngàn khối chừng 100k. Lần này đổi thành Hoàng Phong một mặt đắng cay hình dáng, nghiêm túc nói, Trần bác sĩ, lấy người thân phận tại sao có thể mở cái loại đó xe cùi, quá có mất thân phận, nếu không như vậy đi,
trong nhà ta còn có chiếc Audi A6 một mực để không có mở qua, ngươi nếu là không chê, liền lấy đi mở. Như vậy sao được, phụ công bất thụ lộc, ta cũng không thích như vậy cầm người khác đồ. Nhưng mà Trần Phi cũng rất dứt khoát cự tuyệt, hắn không thích như vậy. Nhưng mà, Hoàng Phong bên kia còn muốn khuyên, cái này kia kêu vô công bất thụ lộc, Trần Phi giúp hắn phụ thân kéo tới như thế một số lớn đầu tư, để cho nó bắt lại cái vị trí kia tỷ lệ tăng nhiều, đừng nói là chính là một chiếc Audi A6, coi như là đắt đi nữa rất nhiều triệu cấp bậc xe sang, Trần Phi muốn cũng hoàn toàn không quá phận. Hơn nữa, hắn tất lại còn có cái cao thúc thúc ở đó, lấy tập đoàn Thương Hải gần 2 tỷ tài sản, chính là một chiếc xe, còn không phải là chuyện nhỏ. Được rồi, chớ nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Chẳng qua là Trần Phi cũng đã lựa chọn kết thúc cái đề tài này. Hắn quả thật không thích như vậy, nếu không, chỉ bằng Cao Chí Nam cho hắn vậy tấm thẻ, hắn cũng có thể tùy tiện lấy ra 30 triệu, đâu còn dùng cân nhắc nhiều như vậy, còn không phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Trần bác sĩ, ngươi xem thuốc này có đúng hay không? Nhưng vào lúc này, tiền thư ký thì đã cầm thuốc trở về. Ồ, làm sao nhanh như vậy? Trần Phi ngẩn người. Vậy tiền thư ký nghe vậy lúng túng cười một tiếng, nói ta trước kia là cục y tế, cho nên ở bên này có mấy cái người quen, ngại quá, Trần bác sĩ. Trần Phi vừa nghe đến cái này tự nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cười một tiếng vậy không nói nhiều, kiểm tra một lần những thuốc kia sau đó, gật đầu một cái nói. Được rồi, những thuốc này không thành vấn đề, ngươi trở về đem những thuốc này dán tốt, một ngày hai lần, 7 ngày một đợt điều trị, đem thuốc toàn bộ sau khi uống xong thì có thể khỏi rồi. Vừa nói, hắn đã giúp Hoàng Phong lấy xuống trên người ngân châm. Người sau cầm thuốc gật đầu một cái, rồi sau đó đứng dậy, vậy Trần bác sĩ, chúng ta liền không quấy rầy ngươi đi làm. Bất quá, xe kia. Được rồi, chuyện này ta tới xem kìa. Ngươi đừng cho ta xen vào việc của người khác à? Trần Phi nghiêm túc mở miệng nói. Vậy cũng tốt, Trần bác sĩ chúng ta đi trước, tạm biệt. Vậy Hoàng Phong vừa nghe Trần Phi đều nói như vậy, tự nhiên cũng không dám lần nữa, để tránh tốt bụng làm chuyện sai lầm, đó mới oan uổng. Đến khi Hoàng Phong, tiền thư ký hai người rời đi sau đó, Trần Phi vươn người một cái, sau lưng nằm ở da thật ngồi ở trên ghế, tự lẩm bẩm ai? Chuyện này thật là có chút phiền toái, thật chẳng lẽ phải đi tìm Cao Chí Nam mượn chút tiền. Nhưng mà, ta không muốn ký chuyện này à, ai thôi, trước đem bằng lái thi xuống nói sau, chân thực không được thì mượn một lần đi, vậy không nhiều lắm chuyện này. Trên thực tế, hắn cũng biết giống như mua một xe loại chuyện này, đối với Cao Chí Nam, Hoàng Phong loại tầng thứ này người mà nói, thật không phải là bao lớn chuyện này, đối với hắn hôm nay mà nói cũng giống như vậy. Tùy tiện nhúc nhích một chút tay thì có, chẳng qua là chính hắn làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm mà thôi. Y thuật, là cầm tới cứu người, không nên thành là dùng để hốt bạc công cụ. Cùng lúc đó, chính phủ thành phố Chu Trác Chu phó thị trưởng phòng làm việc. Chỉ gặp vậy nửa chọc trước đầu Chu Trác đang một mặt cười lạnh tựa vào da thật trên ghế dựa, nghe trước mặt Trịnh Thục Hán cẩn thận báo cáo. Chỉ chốc lát sau, Chu Trác bóp hết trong tay Nguyễn Trung Hoa, một mặt lãnh khốc mở miệng nói. Người nói thế nào tiểu tử chính là một cái bác sĩ nhỏ, liền bởi vì là ngẫu nhiên cứu Cao Chí Nam con trai một mạng, cho nên mới và Hoàng Đào còn có Cao Chí Nam leo lên quan hệ. Vậy Trịnh Thục Hán không hổ là hàng năm biên chế quan trường mạng lưới quan hệ phó thị trưởng thư ký, lại có thể chỉ tốn trong một đêm thời gian, liền đem liên quan tới Trần Phi chuyện điều tra rõ ràng. Còn như Trần Phi thành phố Bệnh viện Trung ương phó chủ nhiệm bác sĩ cái thân phận này, ở Chu Trác trong mắt tự nhiên rắm đều không phải là. Liền coi vào đâu suy tính tư cách cũng không có. Không sai, Chu thị trưởng, ta mới vừa rồi nói mỗi một câu nói cũng thật 100%, tiểu tử thúi kia là thật không bối cảnh gì, chỉ biết một chút xíu y thuật mà thôi. Vậy Trịnh thư ký khẳng định mở miệng nói. Ừ, vậy Chu Trác ánh mắt không tự chủ được híp lại, trong mắt hiện ra lau một cái tàn nhẫn cười lạnh nói, dám ở ta Chu Trác sau lưng thọt đao, thằng nhóc ngươi lá gan vậy thật coi là lớn, chỉ tiếc, ngươi nhưng tìm lộn người. Hắn Chu Trác đường đường thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng, lại bị một cái bác sĩ nhỏ sau lưng thọc đao, trong lòng tự nhiên khó chịu, cảnh cảnh với trong lòng, cho dù là có hắn Chánh Địch Hoàng Đào cho đối phương chỗ dựa, hắn cũng không khả năng đem chuyện này tùy tiện tính. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Đi theo liền gặp hắn không nhịn được phất tay một cái để cho chính thư ký đi ra ngoài, rồi sau đó liền gặp hắn đứng dậy đứng ở cửa sổ vậy, cầm ra điện thoại di động một mặt tàn nhẫn phát ra một thông điện thoại, này.
lão Hứa sao? Là ta, Chu Trác. Làm Hoàng Phong còn có tiền thư ký rời đi sau đó, Trần Phi lại khôi phục vô cùng thanh nhàn trạng thái, bởi vì là quả thật không ai tìm hắn xem bệnh, những người bệnh kia cũng nhận là hắn quá trẻ tuổi, không có độ có thể tin, cái này làm không thế nào, giờ khóc giờ cười đồng thời, vậy chỉ có thể cam chịu số phận, đàng hoàng ở phòng làm việc chơi nổi lên trò chơi anh hùng liên minh. Đây là một khoản do trong nước xếp hạng thứ nhất game Internet công ty đại lý đối kháng loại trò chơi, có siêu cường có thể chơi tính, phong phú bối cảnh kịch bản câu chuyện, cao nhất đồng thời online số người vượt qua 7 triệu, có thể nói toàn bộ bạn trên mạng vòng vị thứ nhất, tự nhiên cũng nhận được Trần Phi loại này người tuổi trẻ thật sâu yêu thích. Chỉ như vậy, Trần Phi ước chừng ở cổng bệnh viện phòng khám bệnh chơi một ngày trò chơi, lúc này mới lắc đầu một cái tan việc về nhà. Đây quả thật là không phải hắn muốn tiêu cực biếng nhác, mà là chân thực không người nguyện ý tin tưởng hắn, để cho hắn xem bệnh, hắn vậy không có biện pháp phải không? Các người muốn làm gì, người đâu, mau cứu chúng ta, mau tới mau cứu chúng ta. Ngay tại Trần Phi tan việc rời bệnh viện, chuẩn bị xuyên gần đạo đi ngồi trở lại khách sạn California Garden xe buýt, bên cạnh đường mòn truyền đến một cô gái tiếng cầu cứu. Chỉ gặp vậy mờ tối đường mòn trong xe gắn máy động cơ tiếng nổ chói tai. Cũng mà còn có hết sức ánh đèn chói mắt đem đất mặt chiếu sáng ngời như ban ngày. Chỉ gặp ở đó đường mòn bên trong bất ngờ có 4-5 chiếc huyễn khốc xe gắn máy, đang vây quanh hai cái ngã nhào trên đất cô gái gào thét bay nhanh, làm thành vòng, một bên còn có không thiếu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì người ồn ào lên vậy sắc mặt cười to, ánh mắt cũng sắc mị mị. Cứu ngươi, ta đây muốn xem ai dám đến cứu các người, là bên ngoài những tên kia sao? Bọn họ dám, ha ha ha. Từ vậy nhức mắt đèn xe phương hướng truyền tới cười to phách lối, lập tức làm người đi đường rối rít mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là giống như tránh ôn thần vậy cúi đầu nhanh chóng rời đi. Đây không phải là nói bọn họ không có thiện tâm, thiếu tránh nghĩa cảm, mà là giống bây giờ loại chuyện này rõ ràng đã không phải là bọn họ một cái hai người, hoặc là tay không có thể giải quyết vấn đề, dưới tình huống này xung động, đó hoàn toàn chính là đứa ngốc. Cho nên bọn họ mới có thể làm ra vẻ làm không thấy gì cả, không nghe được gì, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Dẫu sao tự thân an toàn cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Trần Phi thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể không khỏi lắc đầu, bởi vì là thế giới này chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu. Tất cả dừng tay. Một khắc sau, hắn trong mắt tinh mang chớp mắt, sải bước thật nhanh hướng vậy đường mòn bên trong lao đi, chốc lát ở giữa. Liền gặp hắn đã từ những tên côn đồ kia còn có xe gắn máy ở giữa đi xuyên qua, để ngang vậy hai cái run lẩy bẩy cô gái trước, ngăn ở đường xe chạy ở giữa. U, thật là có người dám cản chúng ta, huynh đệ, người đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Phi xuất hiện ở, lập tức làm vậy gào thét xe gắn máy thắng mạnh xe, không khoát mà yên lặng trên đường chính nhất thời vang lên từng cơn chói tai vỏ ruột xe va chạm mặt đất thanh âm. Chỉ gặp vậy phi xa đảng trung tâm một cái cưỡi huyễn khốc ha ha sấm hạn chế khoản xe gắn máy người đàn ông mái tóc dài cười lạnh, mặt đầy khinh bỉ vẻ. CMN, thằng nhóc người muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem tình thế à, chỉ bằng một mình ngươi, tới đây cho ta làm bao cát sao. Một mảnh, một cái đầu phát nhuộm được đủ mọi màu sắc côn đồ các ké quái khiếu mở miệng, mặt đầy vẻ trào phúng. Ha ha, không sai, thằng nhóc ngươi là tới cho chúng ta làm bao cát sao. Tiếng cười lần nữa vang vọng ở không khoát trên đường chính. Rất buồn cười sao, đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm từ Trần Phi trong miệng truyền ra. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, những cái kia phi xa đảng còn có những tên côn đồ các cái kia đều dùng một loại hung ác ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi. CMN, gắng ngượng phách lối à, đầu kia phát nhuộm được đủ mọi màu sắc côn đồ lộ chỗ trắng hếu răng, trong tay lại có thể nhiều hơn một cái dao cắt dưa. À. Không muốn à, mau cứu chúng ta, van cầu ngươi mau cứu chúng ta. Vậy hai cái ngã nhào trên đất lên run lẩy bẩy người phụ nữ tựa hồ bị dọa sợ, dắt Trần Phi ống quần khóc lóc nói, run rẩy môi. Không có sao. Trần Phi dĩ nhiên không đem điểm nhỏ này tình cảnh coi vào đâu, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây, vậy không có để ý những tên côn đồ kia trong tay đã nhiều hơn các loại các dạng nguy hiểm đao cái, đưa ra ba ngón tay nhàn nhạt nói, bắt đầu từ bây giờ. Ta chỉ đếm 3 tiếng, hoặc là cút, hoặc là cho hết ta ở lại chỗ này. U, ca ca này còn có nam tử hán khí chất. Vậy ngươi cũng tới mau cứu chúng ta đi, ngươi mau xem,
những thứ này người xấu cũng đem chúng ta quần áo kéo xấu xa. Có cái ngồi ở sau xe gắn máy ngồi ở cô gái xinh đẹp Đà Thanh ỏn ẻn cả giận. Nàng trước mặt cái đó bị giáp khắc tuổi trẻ đang dùng đưa tay vào nàng nhỏ dây đeo bên trong, dùng sức giở thủ đoạn, một bên đai tựa hồ cũng bị hắn cho xé đứt. Rất hiển nhiên, cô đó là cố ý cười nhạo Trần Phi. Ha ha ha, vậy từng trận cười to phách lối thanh lại lần nữa vang lên. Ba. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trong miệng khạc ra lạnh lùng ba chữ, làm những người đó tiếng cười bóp nhưng mà chỉ. CMN, ta xem thằng nhóc ngươi là muốn tìm cái chết. Vậy người đàn ông mái tóc dài trong mắt lóe lên một tia hung ác thần sắc, còn có một loại vô hình giễu cợt, lại có thể ùng mãnh cố gắng lên cửa hướng Trần Phi vọt tới. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ là cười lạnh cười, mắt thấy xe gắn máy đảo mắt vọt tới, hắn lại có thể đưa tay về phía trước chợt đập một cái. Một quyền này liền hung hãn rơi vào vậy người đàn ông mái tóc dài trên bả vai, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vậy hạn chế khoản xe mô tô Harley Davidson thẳng đánh về phía một mảnh vách tường, phát ra chấn động to lớn tiếng vang. À, chân ta, còn có ta xe gắn máy. Vậy bị Trần Phi một quyền đánh bay người đàn ông mái tóc dài không nghĩ tới Trần Phi lại có thể phản ứng nhanh như vậy, chỉ cảm thấy một hồi sức lực gió đập vào mặt. Hắn liền bị một quyền này hung hãn đánh bay ra ngoài, rớt tới đất lên, nơi mắt cá chân chuyển tới khó mà chịu được đau nhức, hơn phân nửa là gãy xương. Dĩ nhiên, đây cũng không phải đau lòng nhất, hắn đau lòng nhất dĩ nhiên là hắn chiếc kia hạn chế khoản xe mô tô Harley Davidson, giờ phút này đã rách dưới ngã ở ven đường góc tường, bị đập bể rất nhiều. Thằng nhóc thúi, ta muốn làm thịt ngươi. Vậy người đàn ông mái tóc dài ánh mắt đều đỏ, tức giận điên cuồng hét lên. Cái này hạn chế khoản xe mô tô Harley Davidson nhưng mà hắn xài giá thật lớn, từ hải ngoại mua được, cái này cũng còn không có cưỡi thêm mấy ngày, liền bị Trần Phi trực tiếp cho hắn chỉnh mau bị hỏng, người nói hắn làm sao có thể không giận. Còn như những tên côn đồ các cái kia, phi xa đảng cùng với ngồi ở phi xa đảng hàng sau tiểu thái muội giờ phút này tự nhiên trợn to mắt, không dám tin tưởng một màn này là thật. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới, chính là một cái và bọn họ không lớn bao nhiêu tuổi trẻ. Thân thủ lại có thể như vậy khỏe mạnh, liền khoảng cách gần như vậy xe gắn máy toàn lực tăng tốc đều có thể né tránh, ngược lại là để cho lão đại bọn họ bị thương, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Các người còn ngớ ra làm gì, động thủ à, cho ta chém chết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Ngay tại lúc này, vậy người đàn ông mái tóc dài tức giận quát to lên. CMN, đụng chết hắn. Lên, để cho bọn họ biết biết chúng ta hổ báo đường lợi hại. Người đàn ông mái tóc dài hổn hển gầm thét thức tỉnh hắn những thủ hạ kia cửa, nhất thời tiếng mắng chửi mở ra, từng cái đạp mạnh cần ga ùng ùng hướng Trần Phi đánh tới, hoặc là từ khố đai lưng bên trong móc ra một cái cây chùy thủ hoặc là dao cắt dưa, hướng Trần Phi hung mãnh chém tới. Trần Phi ánh mắt một lệ, những người này thật là coi trời bằng vung. Hai bên đường phố có người mở cửa sổ ra, lại lập tức đóng lại. Loại này bọn côn đồ đánh nhau. Bọn họ cũng không dám xen vào việc của người khác. Hừ, giống như đất bằng phẳng một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, Trần Phi một tiếng hừ lạnh, cả người lại có thể sau đó một khắc bộc phát ra cường đại đến làm người ta run rẩy khí thế. Chỉ gặp ở sau lưng hắn hai cô gái trong mắt giống như một con mãnh hổ vậy, bước chân vừa nhấc, trực hành trực tiến, tựa như mãnh thú vậy lại có thể trực tiếp đem một chiếc chạy nhanh đến xe gắn máy đụng ngã lăn. Rồi sau đó liền gặp hắn tẩu diệt đả. Đả diệt tẩu. Như hoàng hà chi vỡ đê, nhất thời bành 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 thanh nổ vang, từng cái tay cầm đao cụ côn đồ các cái toàn bộ đều bị Trần Phi một quyền mở ra, không phải ngực lõm xuống, chính là tay chân bị phế, hoặc là trực tiếp đầu đẩy lên hoa, hoàn toàn không có chút nào hạ thủ lưu tình. CMN, đừng sợ, người chúng ta nhiều, làm chết hắn cái cẩu tạp trùng. Những cái kia còn dư lại côn đồ các cái, phi xa đảng mặc dù ngây ngẩn, nhưng lại rất nhanh bừng tỉnh. Hổn hển giống to. Đầu năm nay, có thể đánh nhiều người đi, có thể hắn có thể liều chết qua đao. Chớ có nói đùa. Cho lão tử đi chết. Một cái tay cầm chủy thủ côn đồ các kẻ từ Trần Phi sau lưng mặt đánh lén, trắng dao găm lãnh lẽo phần nhọn thẳng đâm về phía Trần Phi giữa eo. Một đao này nếu là thật đâm vào, nếu như người bình thường tuyệt đối sẽ mất mạng. Trần Phi sắc mặt không khỏi run lên, trong tay lại là không cái nặng nhẹ. Tay phải nắm lại giống như chân chính mãnh hổ sổng chuồng vậy, lấy một cái quỷ dị độ cong xoay người một quyền, hung hãn oanh đập ra thanh kia trắng dao găm lãnh lẽo,
thuận thế một quyền tiếp tục rơi vào tên côn đồ nhỏ kia ngực. Oanh! Tên côn đồ nhỏ kia cả người mãnh liệt nện ở trên tường, ngực chẳng biết lúc nào đã máu tươi rầm rề, rơi xuống sụi lơ trên đất liền rên rỉ khí lực cũng không có, hoàn toàn là thở ra thì nhiều vào khí thiếu. T. Những tên côn đồ các cái kia, phi xa đảng, tiểu thái muội thấy tình cảnh này sắc mặt biến, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được cảm thấy một hồi da đầu tê dại, lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này người nhìn như vóc người bình thường, không hề to lớn, nhưng khí lực này, cái này thân thủ nhưng là không thể coi thường. Có thể cùng bọn họ ý thức được điểm này lúc này đã muộn, Trần Phi giờ phút này đã không có dừng tay ý nghĩa, giống như chó sói nhập bầy cừu vậy xông về bọn họ, sức lực gió từng cơn. Mỗi một lần quả đấm lên xuống cũng đi đôi với có lăng liệt tiếng kêu thảm vang lên, hết sức kinh người. Chỉ chốc lát sau, mờ tối đường mòn bên trong đã ngổn ngang nằm đông đảo co rúm bóng người, từng cái rên thống khổ trước. Những cái kia tiểu thái muội mặc dù may mắn tránh khỏi với khó khăn, nhưng giờ phút này cũng là sợ hãi tới cực điểm, ôm chung một chỗ run rẩy ở núp ở vách tường, liền thở mạnh cũng không dám nhiều hơn một chút. Hừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng những côn đồ các cái này lão đại, chính là cái đó người đàn ông mái tóc dài, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta nói cho ngươi, chú ta nhưng mà khu cao tân sáng nghiệp cục công an cục trưởng. Vậy người đàn ông mái tóc dài giờ phút này hai cái chân cũng mềm nhũn, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt giống như là lại xem ác ma. Có thể hắn vẫn là miệng vẫn ở đó cương quyết, muốn uy hát yêu ta. À. Khu cao tân sáng nghiệp cục công an cục trưởng. Vậy thì thế nào? Trần Phi một kiện chuyện cho tới bây giờ đối phương cũng còn muốn uy hát yêu ta hắn, dứt khoát nhất chân chính là một cước hung hăng đạp tới, đạp tại đối diện trên mặt. À, không muốn, buông ta ra. Vậy người đàn ông mái tóc dài hét thảm lên, nhưng lại bị Trần Phi chân hung hăng đạp ở mặt, căn bản không có biện pháp tránh thoát phân nửa, thanh âm đều thay đổi, làm tại chỗ tất cả phi xa đảng, côn đồ các kẽ. Tiểu thái muội cũng cả người giật mình một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cả người run rẩy cái không ngừng. Cũng trước không nói Trần Phi đáng sợ kia võ lực trị giá, chỉ là vậy người đàn ông mái tóc dài nhưng mà khu cao tân sáng nghiệp cục công an cục trưởng chất tử, có thể người nọ nhưng thật giống như một chút cũng không thèm để ý dáng vẻ, cứ thế một cước hung hãn đạp trên mặt đối phương. Đây quả thực, thật là để cho bọn họ hoài nghi giờ phút này là đang nằm mơ, không có biện pháp tin tưởng. Hu hu. Ngay tại lúc này, nhọn xe cảnh sát kèn xe từ xa đến gần vang lên, ba chiếc xe cảnh sát ở dưới đêm tối, lóe lên đèn cảnh sát đang từ đường phố một đầu khác gào thét hướng bên này lái tới. Những tên côn đồ các cái kia, phi xa đảng rối rít như vậy gánh nặng như chút được gánh nặng, khóe miệng không khỏi lại buộc vòng quanh lau một cái lạnh lùng phách lối. Phải biết, vậy người đàn ông mái tóc dài đây chính là cao mới khai phá khu cục công an cục trưởng con trai, bây giờ có cảnh sát tới. Còn cần phải nói là tới giúp ai sao? Ha ha, cảnh sát tới, ngươi cho ta chờ một hồi nhất định phải để cho ngươi biết đắc tội ta là siêu giá phải trả. Vậy bị Trần Phi dẫm ở dưới bàn chân người đàn ông mái tóc dài vậy phách lối giữ tợn cười lớn, đầy mặt đắc ý. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng tối nay chuyện này tuyệt không chỉ là chính là một cái tụ tập đám người đánh lộn đơn giản như vậy, cho dù là bọn họ sở dĩ sẽ ở bệnh viện này vùng lân cận gây chuyện. Thật ra thì, cũng có mục đích nhất định. Dừng tay, lại dám ở nơi này gây chuyện, thật là lá gan không nhỏ à. Ngay tại lúc này, xe cảnh sát rốt cuộc chạy tới, chừng 10 cảnh sát từ vậy từ bên trong xe cảnh sát lao xuống, các trong tay cầm gậy cảnh sát, còng tay, còn có một cái nhìn như 30-40 tuổi hai giang hai sao cảnh sát vừa đưa ra liền uy phong lẫm lẫm khiển trách. Người này chính là thành phố Bắc Sơn khu cao tân sáng nghiệp cục công an trị an đại đội phó đội trưởng Trịnh Bộ Hành. Người này vừa xuất hiện liền thẳng tắp hướng Trần Phi đi tới, nhìn lướt qua bị Trần Phi dẫm ở dưới chân La Siêu, lập tức trong mắt hiện ra lau một cái hung ác vẻ, quát to, thật là to gan, tụ tập đám người đánh lộn, ảnh hưởng xã hội dân chúng an toàn, người đến, cho ta đem hắn trừ, mang về thẩm vấn. Mặc dù này người ta nói nhìn như vô cùng nghĩa tránh ngôn từ, nghiêm túc đang nghĩa, có thể Trần Phi nhưng vẫn là từ đối phương giọng, trong thái độ, đánh hơi được không giống như vậy. Rõ ràng tại chỗ nhiều như vậy cầm đao côn đồ các kẽ, phi xa đảng, hắn bỏ mặc, càng muốn vừa đưa ra liền nhắm vào mình, chẳng lẽ. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem chân thu về. Hắn tóm lại vẫn là không có quên thuở nhỏ sư phụ,
mẫu thân còn có trường học đối với hắn dặn đi dặn lại dạy dỗ, đối mặt cảnh sát vẫn là trung thực ngưng bạo lực được là. CMN, thằng nhóc ngươi không phải mới vừa gắng gượng hoành sao? Lần này biết sợ, xem lão tử chờ một chút làm sao chỉnh ngươi. Vậy người đàn ông mái tóc dài La Siêu lập tức lại đổi kiêu căng lớn lối, từ dưới đất bò dậy, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ thái độ. Trần Phi nghe vậy trong mắt hàn mang chớp mắt, hai quả đấm mãnh kéo căng, La Siêu nhất thời cảm giác được một cổ khí lạnh, lời đến khóe miệng gắng gượng nuốt xuống. Làm gì, còn muốn phản kháng? Người đến, cho ta cài nút, mang về. Vậy Trịnh Bộ Hành lập tức đứng ra lạnh lùng quát, rồi sau đó mịt mờ cùng La Siêu có một lần ánh mắt giao hội. Tỏ ý đối phương trước im miệng, có chuyện gì cùng trở lại bọn họ cục công an nói sau. La Siêu là thành phố Bắc Sơn khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục trưởng La Cường con trai, Trịnh Bộ Hành dĩ nhiên biết, hơn nữa bọn họ vẫn là quen biết đã lâu, trước kia không thiếu đã từng quen biết. Còn như ngày hôm nay chuyện này, hắn rất rõ ràng tuyệt đối không phải một kiện đơn thuần chỉ an gia chuyên cần, bởi vì là chuyện này nhưng mà bọn họ cục trưởng La Cường thân tử phân phó hắn, người phải nói bên trong không việc gì mờ ám, ai tin. Vị này cảnh sát tiên sinh, mới vừa rồi chính là hắn muốn vô lễ chúng ta, liền quần áo cũng cho chúng ta xé rách, người có thể muốn là chúng ta chủ trì công đạo, còn chúng ta một cái rõ ràng à. Đột nhiên, nguyên bản núp ở Trần Phi run lẩy bẩy hai cô gái, lại có thể chợt nói ra lời như vậy, lập tức làm Trần Phi sắc mặt biến. Mụ, vu hãm ta. Trần Phi lập tức ý thức được sự việc không đúng, đây tuyệt đối là có người tại đối phó hắn. Các người, rất tốt. Trần Phi lạnh lùng quét vậy hai cô gái một cái, từng cổ một hung ác tâm trạng từ hắn ngực bên trong hiện ra, phảng phất núi lửa vậy muốn phun ra ngoài, làm hắn cặp mắt hơi đỏ lên, ở dưới đêm tối, khiến cho được vậy hai cái vu hãm hắn người phụ nữ khắp cả người phát rét. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt. Chói tai tiếng còi xe cảnh sát ré dài lạnh như băng trên đường phố, Trần Phi bên trong thân thể tựa như hiện ra hung ác hơi thở, chậm rãi lơ lửng mở, bất kể là những tên côn đồ các cái kia, phi sa đảng, tiểu thái muội, hay hoặc là về sau cảnh sát, Trịnh Bộ Hành các người toàn tất cả mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Trần Phi. Bởi vì là bọn họ không khỏi cảm thấy từng tia âm u kinh khủng hơi thở. Còn đứng ngây ở đó làm gì, cho ta cài nút. Tụ tập đám người đánh lộn, ý đồ cưỡng gian người phụ nữ, tội thêm một bậc, cho ta đem hắn mang về phân cục thẩm vấn. Chỉ có đội kia dài Trịnh Bộ Hành không có bị hù ngây ngô, sắc mặt tái nhợt quát. Loại quan hệ này đến cổ võ khí thế tồn tại, dĩ nhiên không phải hắn cái loại đó người bình thường có thể biết, tự nhiên cũng không biết liên lạc với Trần Phi trên mình, chỉ cho rằng là thiên quá muộn, bệnh viện chỗ này âm khí nặng. Lập tức, thì có hai tên cảnh sát cầm còng tay sẽ tới bấu vào Trần Phi. Đợi một chút, các người dựa vào cái gì trừ ta? Trần Phi vừa gặp những cảnh sát này như thế chăng phân phải trái đúng sai, trong lòng hỏa khí lớn hơn, lạnh lùng chất vấn. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ta Trịnh Bộ Hành ánh mắt thấy, làm sao, người đang chất vấn chúng ta? Rốt cuộc chúng ta là cảnh sát, vẫn là ngươi mới là cảnh sát. Vậy Trịnh Bộ Hành nghĩa tránh ngôn từ khiển trách, lại có thể tiến lên một bước, muốn ních thân bấu vào Trần Phi. Không sai. Cảnh sát bạn học, loại ý này đồ cường gian đàn bà xã hội ung thư, nên để cho hắn đi ở tù, đời này cũng đừng để cho hắn đi ra. Vậy La Siêu ở một bên phách lối kiêu căng ngông cuồng, cười lạnh nói. Rõ ràng hắn mới là những cái kia phi sa đảng, tiểu thái muội, cầm đao côn đồ các cái lão đại, có thể tại chỗ tất cả cảnh sát nhưng thật giống như là thì làm như không thấy vậy, cái này làm cho Trần Phi nội tâm vô cùng âm lãnh, lửa giận 10 phần. Bất quá! Hắn cuối cùng vẫn là nhấn xung động tâm tư xuất thủ, mặc cho đối phương đem hắn cho bấu vào. Ta đây thật muốn xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng sắp đặt đối phó ta, trận này chiến đấu, ngược lại có chút lớn à. Trần Phi nội tâm lạnh như băng nói. Toàn bộ mang đi, vậy Trịnh Bộ Hành vung tay lên, uy phong lẫm lẫm nói. Trần Phi mắt lạnh bên cạnh xem hết thảy các thứ này, đây có thể nói là hắn xuất thân xã hội sau đó lần đầu tiên thấy quyền thế kinh tởm một mặt. Trong lòng giận dữ nhưng dần dần bắt đầu thong thả đứng lên. Lấy hắn bây giờ thực lực, không nói truyền thuyết kia ở giữa tu chân một đạo, cho dù là cổ võ nhất lưu cao thủ đỉnh cấp thực lực, cũng không khả năng là một chính là cục công an cản xuống. Cái này khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục, hắn phải đi, bởi vì là hắn muốn xem kết quả một chút là ai ở sau lưng sắp đặt đối phó hắn, đám người kia kết quả muốn đem hắn Trần Phi như thế nào.
Lên xe, cảnh sát đem Trần Phi dẫn tới trên xe cảnh sát. Tiểu siêu ngươi như thế nào, không có sao chứ? Trịnh Bộ Hành các người vẫn còn ở bên ngoài xe, chỉ gặp hắn vẻ mặt ôn hòa, quan tâm hướng La Siêu hỏi. Vậy La Siêu lau khóe miệng tia máu, hướng Trần Phi nơi lên chiếc xe kia giữ tợn nói, Trịnh thúc thúc ta không có sao, ba ta nên cho ngươi nói đi, nhất định phải hung hăng cho ta chỉnh chết cái thằng nhóc này. Phía trên có người muốn thu thập hắn, cho nên vô luận xảy ra chuyện gì, đều có người chịu trách nhiệm. Cho đến lúc này, hắn mới nói ra chân tướng sự thật, nguyên lai thật là vụng trộm có người muốn đối phương Trần Phi, hơn nữa, người kia thân phận sợ rằng không đơn giản. Tiểu siêu ngươi yên tâm, Trịnh thúc thúc ta biết nên làm như thế nào. Vậy Trịnh Bộ Hành âm u cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy rùng mình. Trên xe cảnh sát, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói, vị sĩ quan cảnh sát này, ta muốn gọi điện thoại. Vậy trên xe cảnh sát Thiết Lan sau lưng, cùng hắn ngồi chung canh chừng hắn trẻ tuổi cảnh sát đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó dùng một loại không khách khí giọng lạnh nhạt nói, gọi điện thoại, ngươi lấy làm cho này trên xe cảnh sát là địa phương nào. Cho ta đàng hoàng đợi, nếu không, ta muốn ngươi đẹp mắt. Nói xong, hắn còn hung tợn giơ giơ côn cảnh sát trong tay, một bộ uy hát yêu ta dáng vẻ. Nhưng mà, Trần Phi căn bản là không có lý hắn. Chỉ gặp hắn tiện tay đem bấu vào hắn hai tay còng tay tạo thành rách bươm, ở vậy cảnh sát trẻ tuổi một mặt sợ hãi trong ánh mắt, không coi ai ra gì cầm ra điện thoại, nhàn nhạt nói, thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa. Ta nếu là ngươi, loại chuyện này cũng sẽ không đơn trung thành đơn tích cực như vậy. Nói xong, hắn liền bấm Hoàng Phong để lại cho hắn điện thoại. Vậy cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy cả người ngẩn người, trầm mặc. Làm Trần Phi cho Hoàng Phong gọi điện thoại lúc này hắn đang ở nhà cho một bên phụng bồi mình phụ thân xem tivi, một bên cho hắn hai chân đấm bóp. Hoàng Đào mặc dù bởi vì là Trần Phi diệu thủ trở về trước thời hạn xuất viện, nhưng hai chân cái mông nơi đó vẫn là có chút không thoải mái, lúc cần thường đấm bóp một chút, mới có thể dần dần khôi phục bình thường, đây cũng là Trần Phi đặc biệt dặn dò. 3. Là Trần bác sĩ điện thoại. Hoàng Phong phát hiện mình điện thoại vang lên, lấy ra vừa thấy. Lại là Trần Phi điện thoại, tim hắn lập tức không chịu thua kém trùng trùng nhảy một chút, mở miệng nói. Vậy ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên tiếp à? Vậy Hoàng Đào nghe vậy cả kinh, lập tức thúc giục. Trần bác sĩ, là ta Tiểu Phong, ngài có chuyện gì không? Nhận điện thoại sau đó, Hoàng Phong cung kính hỏi, rất khiêm tốn. Giống vậy hắn phỏng đoán cũng đoán được Trần Phi tìm hắn có chuyện gì, nếu không... Đối phương vậy mà nói hẳn sẽ không chủ động cho hắn gọi điện thoại này. Ta bị cảnh sát giam, bây giờ ở trong xe cảnh sát. Từ micro bên trong truyền tới Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, điện thoại là nở chỗ nói, nhất thời làm ngồi ở một bên Hoàng Đào sắc mặt biến, Hù Thuận Lợi ở giữa TV remote thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Vậy Hoàng Phong cũng là một mặt cây ết yêu ta sợ diễn cảm, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Trần Phi là nhân vật nào? Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, không phải chỉ là một vị thần y, cứu hắn phụ thân số mệnh còn có sĩ đồ, hơn nữa đây chính là còn là một vị nghi là có lực lượng thần bí siêu cấp nhân vật đáng sợ. Nhân vật như vậy, đừng nói là bọn họ chính là một cái thành phố Bắc Sơn, cho dù là dõi mắt toàn bộ tỉnh Giang Nam, thì có ai dám động hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng bị cảnh sát bắt lại, đây quả thực. Trần bác sĩ, là cái nào phân cục, ngươi yên tâm. Ta lập tức gọi điện thoại kêu bọn họ thả người, ta cái này thì lập tức chạy tới. Vậy Hoàng Đào lập tức tránh thoát Hoàng Phong điện thoại trong tay, dùng một loại run rẩy giọng thận trọng cấp tốc nói. Không có sao, chuyện nhỏ, ta chẳng qua là tò mò có ai ở sau lưng sắp đặt đối với ta, mới có thể có số tiền lớn như vậy, ở thành phố Bắc Sơn hẳn không mấy người có thể làm được đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng nhàn nhạt đem hắn cắt đứt. Hắn nói tiếng nói mặc dù bình thản. Nhưng mà Hoàng Đào nhưng từ trong đó đánh hơi được một tia lạnh như băng dùng mình, vội vàng hoảng hốt vội nói, Trần bác sĩ, người bây giờ ở đâu cái cục công an? Khu Cao Tân Sáng Nghiệp Công an phân cục, Trần Phi vẫn giọng bình tĩnh mở miệng nói, rồi sau đó cúp điện thoại. 3. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phong ở một bên sắc mặt tái nhợt nói. Có người ở sau lưng ngáng chân bắt Trần bác sĩ, ở khu Cao Tân Sáng Nghiệp Công an phân cục. Ta lập tức cho Tiểu Thiền gọi điện thoại. Để cho hắn trước chạy tới, người mau đi xuống lái xe cho ta. Hoàng Đào nói chuyện cơ hồ cũng run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là bởi vì là tức giận, hoặc là hai người đều có.
Thành tựu đã từng bị Trần Phi diệu thủ hồi xuân là tốt rồi. Người trong cuộc, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, Trần Phi tuyệt đối là có một loại lực lượng thần bí, vạn nhất đối phương nổi giận, há chẳng phải là để cho hắn không ăn nổi bao đi. Hắn mặc dù địa vị là vốn là thường vụ phó thị trưởng, nhưng mà, vậy liền chẳng qua là một người bình thường mà thôi, nào dám khinh thị cái loại đó trong truyền thuyết đáng sợ đồ. Thân là thành phố Bắc Sơn thường ủy phó thị trưởng, hôm nay có khả năng nhất đón người thị trưởng vị người Hoàng Đào, thật ra thì vậy mơ hồ biết chút ít liên quan tới cái vòng kia chuyện. Chỉ bất quá, hắn ngày thường cũng vậy xa lánh, bởi vì là hiệp nghĩa vũ khí cấm, hắn tự nhận là trói buộc không nổi loại người như vậy, cho nên chỉ có thể tránh được xa xa. Nhưng bây giờ, bị hắn cho rằng là cái đó đáng sợ vòng Trần Phi Trần bác sĩ, lại có thể bị hắn hạt cái kế tiếp chính là công an phân cục bắt lại, may là hắn thân là thành phố Bắc Sơn thường vụ phó thị trưởng. Sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt liền một phần, vội vàng móc điện thoại ra cho thư ký của mình Tiền Hướng Vinh đánh tới, sau đó, lại cho cục công an thành phố cục trưởng bấm điện thoại, Chu Thiên Diệp đồng chí, mời ngươi ở 15 phút bên trong lập tức chạy tới khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục. Xảy ra chuyện lớn, thành phố Bắc Sơn bên kia, cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp mới vừa về đến nhà cởi quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi, có thể hắn vừa nhận được Hoàng phó thị trưởng điện thoại, đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó lập tức vội vã mặc vào quần áo chạy ra bên ngoài. Nói phải trái, hắn Chu Thiên Diệp thân là đường đường thành phố địa cấp cục công an thành phố cục trưởng, lại là thị ủy thường ủy, dầu gì cũng là cái phó thính cấp, cho dù là lấy Hoàng Đào thường vụ phó thị trưởng, thị ủy thường ủy thân phận cũng không khả năng đối với hắn như vậy nói chuyện, cho nên hắn làm lập tức liền biết, trong này nhất định là có mở ám, chẳng lẽ, thật xảy ra đại sự gì. Hơn nữa, hắn vậy còn từ trước Hoàng Đào cho hắn gọi điện thoại trong, nghe ra đối phương trong giọng nói tức giận cùng với như vậy từng tia run rẩy, để cho hắn lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Xem đùa giỡn, nửa đêm canh ba, đường đường thường vụ phó thị trưởng lại có thể lấy một loại như vậy giọng cho hắn gọi điện thoại, kẻ ngu cũng biết chắc là xảy ra chuyện lớn bằng trời. Mặc dù, hôm nay Bắc Sơn có thể nói là Mạc Bí Thư một người thiên hạ, đủ để làm được một tay che trời. Có thể gần đây trong vòng không phải có tin tức ở truyền sao? Nguyên thị trưởng sắp nghỉ việc lên chức, chống ra thị trưởng vị còn có thị ủy phó thư ký vị, khẳng định được có người thay đi, mà người này, 10 phần chắc chín chính là hắn Hoàng Đào. Đến lúc đó đối phương có thể không phải là chính là một cái thường vụ phó thị trưởng, mà là vốn là chân chính số 2, có tư cách cùng Mạc Bí Thư chìa khóa mở ốc cổ tay. Nghĩ đến đây, Chu Thiên Diệp lập tức một bên thật nhanh xuống lầu. Vừa lấy ra điện thoại di động cho khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục cục trưởng gọi điện thoại tới, nhưng mà, điện thoại nhưng lại có thể không gọi được, cái này làm cho hắn không khỏi tức miệng mắng to, CMN, La Cường tên khốn kiếp này. Hắn bây giờ cho dù là lại ngu xuẩn cũng biết chuyện này nhất định là có vấn đề, nếu không, công an phân cục cục trưởng điện thoại giống như là không thể nào tắt máy. Xuống xe. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bị dẫn tới khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục. Cảnh sát đem hắn mang xuống xe cảnh sát. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải mới vừa thật điên. Bây giờ vào địa bàn ta, xem lão tử đợi một hồi làm sao thu thập ngươi. Từ cạnh truyền tới một tiếng tràn đầy thanh âm giễu cợt, chính là xuất từ vậy La Siêu, chỉ gặp hắn đang nghênh ngang từ một chiếc Passat xe cảnh sát đi xuống, một mặt phách lối, tràn đầy dữ tợn, hoàn toàn không phải hiềm nghi phạm dáng vẻ. Hừ, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. CMN, còn dám ngang như vậy, ta hy vọng ngươi đợi một hồi ở bên trong còn có thể cười được. Vậy La Siêu bị Trần Phi tràn đầy hàn quang ánh mắt hù được, khó chịu uy hát yêu ta nói. Xem ra ngươi là đem cái này cục công an làm nhà ngươi. Trần Phi lạnh lùng nhìn đối phương. Ha ha, ngươi thật đúng là nói không sai. Cái này khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục cục trưởng chính là ba ta, chỉ cần hắn một câu nói, toàn bộ phân cục cũng được là hắn làm việc. Ngươi nói, đây không phải là nhà ta là địa phương nào. Răng lưới đại vĩ một bộ ăn chắc Trần Phi giễu cợt nói. Tiểu Siêu, một bên từ Passat cảnh trên xe xuống Trịnh Bộ Hành lập tức kêu hắn một tiếng, tỏ ý hắn chớ nói bậy bạ, đừng như thế đắc ý vênh váo. Dứt lời ở giữa, hắn lại khôi phục trước cái loại đó uy phong lẫm lẫm dáng điệu, hướng bên cạnh xe cảnh sát lớn tiếng mắng, mấy người các ngươi còn ngớ ra làm gì? Còn không đem người cho ta mang vào. Đây chính là nguy hiểm hiểm nghi phạm, nếu là xảy ra vấn đề gì, trong các ngươi có ai đảm đương nổi trách nhiệm?
đi theo thì có hai cái cảnh sát trẻ tuổi một trái một phải hướng Trần Phi dựa vào tới, đem hắn mang vào công an phân cục. Thằng nhóc thúi ngươi cho lão tử chờ đi, ngươi mới vừa rồi lại dám đánh lão tử, đợi một hồi, ta nhất định phải để cho ngươi biết. Ai u, vậy La Siêu trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ, bên trái một cái lão tử, bên phải một cái lão tử, làm Trần Phi chân thực có chút nghe không nổi nữa, trong mắt hiện ra vẻ hàn quang. Ngươi muốn làm gì, cho ta ở, vậy chị An đại đội đội trưởng Trịnh Bộ Hành mặc dù thấy được Trần Phi trong mắt hàn mang, hơi biến sắc mặt, đang muốn lối ra quát, nhưng là hắn nhưng xong rồi một bước. Chỉ gặp vậy La Siêu oành một tiếng, bị Trần Phi một cước hung hãn đá bay ra ngoài, sau đó trùng trùng té xuống đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Ngươi, nhìn La Siêu trên đất rên rỉ thống khổ trước, hồi lâu không bò dậy nổi, vô luận là Trịnh Bộ Hành hay hoặc là giờ phút này đang hai bên trái phải đánh Trần Phi cảnh sát trẻ tuổi, đều không phải là tự chủ trong lòng sinh ra một cổ khí lạnh, không nghĩ tới Trần Phi thon gầy thân thể lại có thể như thế mạnh, thân thủ như thế lợi hại. Ta muốn đập chết ngươi. Vậy La Siêu rốt cuộc dữ tợn từ dưới đất bò dậy, sau đó khí thế hung hăng, một mặt dữ tợn, hướng Trần Phi gầm hét lên. Tiểu Siêu đừng xung động. Vậy Trịnh Bộ Hành lập tức ngăn cản đã nổi điên La Siêu, vẫy tay tỏ ý, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không cho ta đem hắn mang vào. Nhưng mà bọn họ nhưng lại có thể không đem Trần Phi đợi đến phòng thẩm vấn, mà là một người có hàng rào sắt phòng giam bên trong, hắn hiểm ác dụng ý đã không cần nói cũng biết. Trần Phi, Trịnh Bộ Hành mở cửa sắt ra quát lên. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó khóe miệng vuốt vẻ khinh thường cười nhạt, không nói một lời đi vào. Tuy nói đây là đang công an phân cục, nhưng hắn nếu là thật muốn đi chỉ bằng cái này địa phương rách sợ rằng còn không ngăn được. Thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa rất trâu sao, lại có thể liền Tiểu Siêu cũng dám đánh, ngươi có biết hay không ba ba hắn nhưng mà chúng ta phân cục cục trưởng, thật là ăn gan hùm mật gấu. Ngày hôm nay, xem chúng ta tại sao phải ngươi khỏe bị. Bất quá vậy Trịnh Bộ Hành các người cũng không như thế nhận là. Cái này phòng giam là địa phương nào, bọn họ làm cảnh sát dĩ nhiên rất rõ ràng, nếu người đều đi vào, còn không phải là mặc cho bọn họ xoa tròn xoa biển. Ngươi mới vừa rồi lại dám đối với ta La Siêu ra tay, lão tử ngày hôm nay không giết chết ngươi, ta tên chữ liền viết ngược. Vậy La Siêu lại có thể vậy đi theo đi vào giữ tợn giống to, khuôn mặt ở dưới ánh đèn vô cùng là khó ưa. À, Trịnh cảnh sát đi phải không? Cái này ngu đần làm sao vậy đi theo tiến vào, làm sao, hắn cũng là các người công an phân cục cảnh sát. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó vẫn đi tới góc tường xếp chân ngồi dưới đất. Nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì, ngươi dám nói ta là ngu đần. Vậy La Siêu lập tức nổi giận. Càn rỡ, ai cho phép ngươi nói chuyện. Rốt cuộc ngươi là cảnh sát, vẫn là chúng ta là cảnh sát, đàng hoàng cho ta bên trong đợi. Vậy Trịnh Bộ Hành cũng là một mặt nghiêm túc quát. Dứt lời, liền gặp hắn lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn, hướng về phía Trần Phi giễu cợt rời được mở miệng nói, cũng không biết thằng nhóc ngươi kết quả đắc tội người nào. Lại có thể phía trên muốn chúng ta giết chết ngươi, hơn nữa xảy ra chuyện còn có người chịu trách nhiệm. Tiểu Siêu, xem ra ngày hôm nay chúng ta có thể cứ việc chơi chơi. Ngươi nói gì, có người muốn giết ta? Trần Phi nghe vậy giọng bỗng nhiên lạnh lẽo, trong không khí nhiệt độ đều tựa như đổi thấp rất nhiều, làm người ta không tự chủ phát run. CMN, làm sao lạnh như vậy? Vậy La Siêu một mặt kỳ quái lẩm bẩm. Lại hung tợn hướng Trần Phi giễu cợt nói, chính ngươi đắc tội nhân vật lớn gì cũng không biết sao. Ngươi có biết là ba ta tự mình nhận được trong thì cục mặt rất nhiều cuộc điện thoại, nói ngươi đắc tội người không nên đắc tội, muốn cho ngươi đi tù ngồi xuyên. Vậy chuyện lúc trước, đều là các người một tay an bài. Trần Phi mặt không cảm giác, hỏi tới. Đó là đang, im miệng, ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi bây giờ chỉ cần biết cái này cục công an, ngươi chỉ sợ là tiến vào liền không ra được. Xem lão tử đợi một hồi làm sao chỉnh ngươi. Vậy La Siêu đắc ý cười lớn. Ta khuyên ngươi miệng vẫn là sạch sẽ một chút, nếu không, ta có thể không ngại để cho tới phiên ngươi chó ăn cứt. Trần Phi nghe vậy, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường cười nhạt. CMN, cũng tới đây còn như thế phách lối, Tiểu Siêu đi, chúng ta đi để cho hắn biết chút lợi hại. Vậy Trịnh Bộ Hành không biết lúc nào đã hai tay mang theo tay trắng bộ, trong tay nhiều hơn hai cây đen thui dài gậy cảnh sát. Cái này phòng giam cứ như vậy lớn cái địa phương, hơn nữa bọn họ cùng thành bay bây giờ còn có một đạo hàng rào sắt cách, còn không phải là muốn thu thập thế nào thì thu thập thế đó.
Người bình thường căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Mà ngay lúc này, một chiếc xe bảng số rõ ràng cho thấy cơ quan chính phủ xe Audi đã dường như vội vàng chạy tới khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục. Những cái kia trông chừng cảnh vệ vừa định đón xe, có thể khi bọn hắn thấy xe kia bài lên quen thuộc bảng số xe sau đó, nhất thời hù được hù phải gấp bận bịu chào cho đi. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thường ủy phó thị trưởng Hoàng Đào làm việc dùng xe bảng số xe tự nhiên bị rất nhiều người vững vàng nhớ kỹ. Từ xe Audi vững vàng dừng ở công an phân cục Đại Việt. Sau đó liền gặp Tiền Hướng Vinh từ trên xe vội vội vàng vàng xuống, cùng lúc đó, bên ngoài lại có thể vậy còn đồng thời vang lên từng cơn tiếng còi xe cảnh sát, tiếp theo liền thấy được hai xe cảnh sát gào thét lái vào đi vào, xe một ngừng, cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp lập tức mang người từ trên xe mặt xuống. T. Là Chu cục trưởng, hắn làm sao cũng tới. Những cái kia phân cục cảnh sát viên lập tức hù được không nhìn được rụt cổ xuống, cảm thấy cả người đều ở đây tỏa khí lạnh. Phải biết, thành phố Bắc Sơn công an cảnh sát nhất boss lớn, cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp mới là bọn họ cảnh sát viên chân chính vốn là lãnh đạo tối cao. Có thể cái này nửa đêm canh ba, hơn nửa đêm, không chỉ là có hoàng phó thị trưởng lái xe tới, lại có thể liền Chu cục trưởng loại này đại lão đều tới. Kết quả này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thiên đại chuyện? Chu cục trưởng, ta là Hoàng thị trưởng thư ký, ta họ Tiền, ngươi khỏe. Ngay tại lúc này, vậy Tiền thư ký đã lo lắng hướng Chu Thiên Diệp đi tới. Hắn trước đã lấy được Hoàng Đào gật đầu đồng ý, biết phải nói chuyện như thế nào. À, Tiền thư ký, cái này hơn nửa đêm, rốt cuộc xảy ra sự việc. Vậy Chu Thiên Diệp một thấy người tới là Hoàng Đào thư ký, lập tức có chút nhăn chân mày hỏi. Là như vậy. Vậy Tiền thư ký đi tới Chu Thiên Diệp bên người, dùng ánh mắt sư quang quan sát một chút đứng ở sau lưng cảnh sát viên, rồi sau đó hạ thấp giọng nói, là như vậy, Chu cục trưởng, là Hoàng thị trưởng một người bạn bị bắt, người nọ lai lịch không nhỏ. Hoàng thị trưởng để cho ta cho ngài chuyển đạt một câu nói, hắn nói, mời ngươi giúp một chuyện, hắn thiếu ngươi một cái ân huệ. Hơn nữa hắn bây giờ vậy đang hướng về bên này chạy tới. Vậy Chu Thiên Diệp nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện ra lau một cái chấn động vẻ. Lại có thể làm cho đường đường thường vụ phó thị trưởng nói ra những lời này, giúp hắn chuyện này, hắn liền thiếu mình một cái ân huệ. Vậy người bị bắt đến tột cùng là lai lịch gì? Đáng hắn làm như vậy? Chu Thiên Diệp, quê quán là tới gần thành phố Bắc Sơn một cái khác thành phố hạt hạ một cái huyện thành nhỏ, tuy không có gì rất thật dày của cải hoặc là núi dựa lớn. Nhưng hắn nhưng lấy 49 tuổi tuổi tác, ngồi lên một cái địa cấp thị cục công an thành phố cục trưởng, thị ủy thường ủy vị trí, cũng coi là trung niên rất nhiều thành tựu, làm không thiếu quan trường phía trên người đều hết sức hâm mộ. Bất quá hắn ngày thường lại hết sức khiêm tốn, vừa không cùng ở Bắc Sơn một tay che trời Mạc bí thư một phái có qua lại gì, cũng không phải sắp lên chức điều đi nguyên lai lão thị trưởng người. Hoàn toàn là chỉ một cái phái trung lập, bên kia vậy không đắc tội. Mà trên thực tế, người này còn cùng Hoàng Đào không hề tiểu nhân sâu xa. Còn nhớ được ban đầu bọn họ bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng lịch luyện thực làm sự việc, trùng hợp là ở cùng một huyện. Một người đảm nhiệm huyện đại bí thư, một người đảm nhiệm cục công an huyện cục trưởng, cộng chức liền rất nhiều cái năm đầu, quan hệ cũng xem là tốt, đây cũng là mới vừa rồi Trần Phi một gọi điện thoại tới, Hoàng Đào liền nhớ lại hắn Chu Thiên Diệp nguyên nhân. Dĩ nhiên, vậy bởi vì như vậy, Mạc bí thư nhất mạch cũng đối với hắn có không ít nghi kỵ. Dẫu sao hắn từng cùng Hoàng Đào cộng chức lâu như vậy, hai bên lại là từ cùng một huyện thành thăng đi lên, có thể vừa vặn Hoàng Đào sau lưng vị kia một mực cùng Mạc bí thư có chút không đúng lắm chi tiền. Hắn Chu Thiên Diệp mặc dù là một phó thính cấp, cục công an thành phố cục trưởng, thị ủy thường ủy, nhưng thật nếu nói, thật ra thì cũng chính là một vận khí tốt, không nhiều lắm bối cảnh người nhàn rỗi mà thôi. Cho nên hắn những năm gần đây vẫn luôn là thận trọng, tránh cuốn vào không cần thiết chính trị phân tranh. Chẳng qua là, có chút thời điểm một ít người hay là làm được thật là quá đáng, làm hắn những năm gần đây áp lực càng ngày càng lớn. Vậy đang do dự, có phải hay không nên tỏ thái độ? Trên thực tế, lấy trước mắt hắn cục công an thành phố cục trưởng loại này thực quyền ngành người lãnh đạo vật, là rất đáng giá được lôi kéo. Nếu không phải hắn những năm này đều không quyết định, chân chính tỏ thái độ độ. Hắn tình cảnh tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế quẫn bách, lúng túng. Chu Thiên Diệp nội tâm có muôn vàn ý niệm thoáng qua, trong mắt hiện ra lau một cái lau tinh mang, bỗng nhiên gặp hắn mở miệng, hỏi tiểu Tiền,
người ngoan ngoãn nói cho ta lão hoàng và cái đó người bị bắt là quan hệ như thế nào. Người nọ rốt cuộc là thân phận gì? Vậy tiểu tiền, cũng chính là tiền thư ký nghe vậy cả người một lăng, hồi tưởng lại mấy ngày nay hoàng phó thị trưởng không ngừng ở bên tai mình nhắc tới Trần bác sĩ danh tự này, còn có ngày hôm nay ở trung tâm thành phố bệnh viện, hoàng phó thị trưởng con Hoàng Phong vô cùng rất cung kính thái độ, liền gặp hắn chợt nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói Chu cục trưởng, vậy Trần thân phận thầy thuốc ta là thật không biết. Bất quá, liền ta ngày hôm nay quan sát được hoàng phó thị trưởng còn có hoàng công tử đối với vị kia thái độ, sợ rằng, vị kia lai lịch là thật không đơn giản. Phải không, vừa nghe đến tiền thư ký như thế nói, vậy Chu Thiên Diệp cũng là nghe vậy một lăng, trong lòng làm ra nào đó quyết định. Lão Hoàng à, hy vọng ngươi lần này chớ đem ta cái hố đi vào. Hắn trong lòng như vậy chứ lẩm nhẩm, chợt ngẩng đầu, dùng uy nghiêm ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả cảnh sát viên. Khiển trách các người cái này phân cục tối nay là ai ở trực, ai phụ trách. Vừa gặp trên đỉnh đầu mình siêu cấp boss lớn nổi cáu, những cái kia phân cục cảnh sát viên lập tức sợ hết hồn, chỉ gặp một vị lão cảnh sát lập tức chạy đến Chu Thiên Diệp còn có tiền thư ký bên cạnh, chào nói, báo cáo Chu cục trưởng, tối nay chúng ta phân cục là chị An đại đội đội trưởng Trịnh Bộ Hành đồng chí phụ trách trực. Trịnh Bộ Hành, hắn bây giờ người ở đâu, còn có các người mới vừa rồi là không phải bắt một người. Vậy Chu Thiên Diệp trên mặt không xin lỗi, có thể cái loại đó nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng nhưng làm tại chỗ tất cả cảnh sát cũng trong lòng toát ra hơi lạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ đây là biết ra đại vấn đề, nếu không, cái này hơn nửa đêm Chu Cục trưởng làm sao có thể tự mình tới. Chẳng qua là, Chu Cục trưởng cái này hơn nửa đêm không thể nào thật là vì trẻ tuổi kia tiểu tử chứ. Trời ạ, điều này sao có thể? Chu Cục trưởng vậy là thân phận gì? Chớ nói chi là hắn bên cạnh còn có một nghi là cùng hoàng phó thị trưởng có quan hệ người. Thằng nhóc kia thật đáng cái này hai tôn đại lão hơn nửa đêm là hắn chạy tới công an phân cục. Rõ ràng liền chuyện nghiêm trọng, lão kia cảnh sát cũng không dám lại ẩn núp, lắp ba lắp bắp mở miệng nói Chu cục trưởng, Trịnh đội trưởng và vậy, vị tiên sinh kia ở phòng giam. Cái gì, phòng giam? Chu Thiên Diệp nghe vậy cả kinh, sắc mặt lập tức mắt thường có thể thấy được khó xem. Thành tựu cục công an thành phố cục trưởng, hắn dĩ nhiên biết bắt người nên trước nhất đi phòng thẩm vấn đặt, nhưng bây giờ hắn nghe được là cái gì? Phòng giam, những thứ này khốn kiếp ở đâu ra lá gan lớn như vậy, lại dám như vậy vi phạm làm việc, cái này làm hắn cái này vốn là hệ thống công an trực thuộc lãnh đạo tối cao cảm giác tức giận không thôi, có thể nói đối hắn áy náy. Đi! Nghĩ đến đây, hắn vội vàng dẫn người hướng công an phân cục phòng giam đi tới. Có phân cục lão cảnh sát vừa gặp trận này chiến đấu, cũng biết chuyện lớn chuyện rồi, vội vàng tránh ở một bên đi cho nhà mình cục trưởng La Cường gọi điện thoại. Lại không nói cái này, một mặt khẩn trương còn có một đường mặt lạnh lùng hướng phòng giam đi tới tiền thư ký, Chu cục trưởng các người. Bọn họ cũng mới vừa đi tới phòng giam trước cửa, liền nghe được trong đó La Siêu tiếng ầm ĩ, còn có Trịnh Bộ Hành cười nhạt cùng với bịch bịch nặng nề loạn hưởng. Nhất thời làm vậy Chu Thiên Diệp sắc mặt đen thiếu chút nữa muốn nhỏ xuống nước tới, không nhịn được giơ chân lên một cước nặng nề đạp về phía cửa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa bị trùng trùng đạp ra tới. Ngươi là ai, ai cho phép? Vậy Trịnh Bộ Hành điều kiện phản xạ sắc mặt tối sầm, muốn vỗ đầu mắng to. Là không có mắt như vậy, lại dám ở hắn làm việc sự việc xông tới. Coi như làm hắn nói cũng còn không mắng ra miệng. Liền gặp hắn Chu Thiên Diệp vậy tấm trong nội tâm vô cùng khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt hoảng hốt, cặp mắt một chỉ, hai chân không kềm hãm được không khí lực, lắp ba lắp bắp run rẩy nói Chu cục trưởng, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích à. Thân là cục công an cảnh sát, có thể không gặp được sẽ biết Mạc Thành Mạc bí thư, nhưng cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp, hắn cũng tuyệt đối không thể nào không nhận biết. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn giờ phút này trong tay còn cầm cây kia đen thui trường côn tử, bị bắt tại trận, chính là muốn giải thích rõ cũng không được. Hơn nữa không chỉ là hắn, một bên La Siêu còn có vậy hai cái cảnh sát trẻ tuổi trong tay đều tự nắm một cây trường côn, chỉ gặp trên mặt bọn họ cũng mặt xanh lơ cái mũi sưng, đầu dài túi túi, nhìn như thảm không được, không giống như là đánh người, ngược lại giống như là bị đánh như nhau. Chẳng qua là trận này chiến đấu. Vẫn còn là làm vậy tiền thư ký mồ hôi lạnh trên trán dường như báo, trái tim treo đến cổ họng, vội vàng mở ra tống giam Trần Phi Hàng rào sắt, một mặt thấp thỏm giọng nói run rẩy nói Trần bác sĩ ngươi không có sao chứ?
đây nếu là bị Hoàng phó thị trưởng biết Trần bác sĩ lại có thể ở nơi này công an phân cục bị loại đãi ngộ này, sợ rằng lập tức sẽ tức giận đi. Đáng chết, đám người này không có mắt ngu xuẩn, làm sao biết như thế ngu xuẩn à? Tiền thư ký ta không có sao, liền mấy cái này ngu xuẩn có thể làm gì ta? Dù sao cũng Trần Phi mặt tươi cười mở miệng, lời kia ý nghĩa, hình như là mới vừa rồi cũng chỉ chơi một chút như nhau. Im miệng, ngươi cho ta chờ, lão tử ngày hôm nay không chỉnh chết ngươi ta cũng không kêu La Siêu. Vậy La Siêu vừa nghe đến Trần Phi như vậy giễu cợt, lập tức không nhịn được, một mặt sưng mũi tức miệng mắng to, nhất thời làm Chu Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Đầy mặt hắn lạnh như băng chất vấn Trịnh Bộ Hành. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra, cái này La Siêu tuyệt không phải người của Cục Công an. Chu Cục trưởng, hắn là. Vậy Trịnh Bộ Hành một mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. La Siêu là bọn họ khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục cục trưởng La Cường con trai, có thể cái này phải để cho hắn nói thế nào à? Trịnh thúc thúc ngươi sợ hắn làm gì, ba ta là La Cường. Nghe rõ ràng không? Ngược lại thì vậy La Siêu liên tiếp dáng vẻ phách lối, thật giống như cũng không phải là Chu Thiên Diệp. La Cường. Chu Thiên Diệp ở trong miệng lặp lại một lần danh tự này, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, sau đó, hắn bật thốt lên một đạo xâm nhiên thanh âm, cho ta đem bọn họ bắt lại. Ba ngươi là La Cường. Xem ra ngươi là đem cái này cục công an làm là nhà mình. Lập tức có Chu Thiên Diệp từ trong thị cục mặt người mang tới, như lang như hổ nhào lên, đem La Siêu, Trịnh Bộ Hành cùng bốn người toàn còng lại. Người mẹ hắn là ai, có biết nơi này là địa phương nào hay không? Vậy La Siêu thân là khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục trưởng con trai, lại đang mình địa bàn bị còng lại, lúc này làm hắn cảm thấy làm nhục, dương ra liền mắng to lên. Ta là Chu Thiên Diệp, cục công an thành phố cục trưởng. Có thể Chu Thiên Diệp kế tiếp một câu nói, nhưng làm hắn nhất thời trừng mắt, sắc mặt tái nhợt ngậm miệng. Chu Thiên Diệp. Thành phố, Cục Công an thành phố Cục trưởng. Đây chính là bọn họ Bắc Sơn hệ thống công an chân chính người đứng đầu, đừng nói là ba hắn, coi như là ba hắn sau lưng núi dựa Cục Công an thành phố thường vụ Hứa Phó Cục dài, cũng phải trung thực thấp đối phương một đầu. Bây giờ chỉ cần hắn đầu óc không phải chân tránh tự trêu chọc, đều biết cái này gây họa lớn. Ngay tại lúc này, làm La Siêu, Trịnh Bộ Hành cùng bốn người đều bị thành phố người của Cục Công an còng lại sau đó. Chu Thiên Diệp mới chú ý tới tiền thư ký vẫn còn ở hướng đối phương bồi tội Trần Phi. Hắn trong lòng do dự một chút, vẫn là đi lên phía trước xin lỗi nói, xin lỗi, Trần Tiên Sinh, là ta thủ hạ quản lý vô phương, đưa đến người bị như thế đãi ngộ không công bình. Ta đại biểu vốn là hệ thống công an, hướng ngươi xin lỗi. Thấy tình cảnh này, vậy Trịnh Bộ Hành còn có La Siêu sợ hãi trong lòng đổi được càng nhiều, hai chân cũng đang run rẩy. Đây chính là Cục Công an thành phố dài, vốn là hệ thống công an người đứng đầu, nhưng trịnh trọng như vậy chuyện lạ hướng một cái bác sĩ nhỏ xin lỗi, cái này làm bọn họ tim cũng sắp lao ra cổ họng, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Chu Cục trưởng đúng không, tuy nói đây là đang và ngươi quan hệ không lớn, là có người cố ý muốn chỉnh ta. Bất quá, các người cái này trong Cục Công an đều là chút lộn xộn cái gì người, để cho những người này để bảo vệ xã hội trị an, bảo đảm lợi ích của nhân dân quần chúng. Bất giác được có chút buồn cười sao. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không khách khí mở miệng nói. Đừng xem hắn trước thật giống như rất bộ dáng nhàn nhã, còn cười, có thể trên thực tế trong lòng của hắn vẫn là nín một cổ khí. Nếu không qua hắn thực lực hơn người, đối phương căn bản không chơi thắng hắn, muốn đổi thành những người bình thường khác chỉ sợ sớm đã mất mạng, cái này làm cho hắn đối với đối phương cái này hệ thống công an vốn là người đứng đầu rất không hài lòng. Ngự hạ không nghiêm. Mà làm hắn lời này vừa nói ra, vô luận là Trịnh Bộ Hành, La Siêu các người, hoặc giả là tiền thư ký, đi theo Chu Thiên Diệp sau lưng cảnh sát, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại dám dùng loại này giễu cợt, khiển trách giọng cùng Cục Công an thành phố Cục trưởng nói chuyện. Loại thái độ đó, nếu là người ngoài không biết tình huống, sợ rằng thật đúng là cho là lãnh đạo đang khiển trách dưới tay mình đây. Đêm tối dưới, cao tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục hàng lang im ắng một mảnh. Hầu như ở đây tất cả mọi người phía sau lưng đều ứa ra hàn khí, dùng một loại há hốc mồm ánh mắt nhìn khẩu suất cuồng ngôn Trần Phi, vẻ mặt dại ra. Có thể tưởng tượng, đường đường Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục, vốn là hệ thống công an chân chính một tay,
lại bị một người trẻ tuổi dùng như vậy giọng nói răn dậy, sợ rằng nếu đổi lại là ai cũng sẽ cho là mình lúc này là đang nằm mơ chứ. Bất quá, làm đương sự, Chu Thiên Diệp trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì ngay vừa rồi Trần Phi nói chuyện chỉ chốc lát, hắn rõ ràng cảm giác được có một loại không hiểu nặng nề áp lực hướng hắn cuồng kéo tới, làm hắn trái tim không khỏi thiếu chút nữa muốn nhảy ra tiếng nói mắt, phảng phất sắp hít thở không thông. Hắn trong nháy mắt nhìn phía Trần Phi ánh mắt hơn lau một cái kinh hãi, ánh mắt run. Hắn tuy rằng cận là một quan địa phương, nhưng dầu gì cũng là địa cấp thành phố hệ thống công an một tay, tin tức linh thông, loáng thoáng biết một ít về quốc nội cái kia đáng sợ vòng tròn chuyện tình. Mặc dù là hắn lúc này căn bản không có thể xác định, trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc là có phải hay không vòng tròn người, có thể hắn vẫn không hiểu nội tâm hiện ra một ít sợ hãi, để xuống thấp tư thái nói vâng, vâng, Trần tiên sinh trách cứ chính là, chuyện lần này sau ta nhất định hảo hảo chỉnh đốn vốn là hệ thống công an, sẽ không để cho một viên chuột thị phá hủy một nồi nước. Dĩ nhiên, hắn như vậy để xuống thấp tư thái, cũng là bên trong tâm còn có một cái lo lắng. Đối phương mình biết mình thân phận, lại vẫn như cũ còn cái loại này răn dậy giọng cùng hắn nói, hoặc là hắn là người ngu, hoặc là chính là hắn chân chính có lo lắng, căn bản không đem hắn cái này cục trưởng thị công an cục không coi vào đâu. Cái này, trời ạ, tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì, liên chu cục trưởng hắn cũng dám huấn. Mà thấy tình cảnh này, ở đây những người đó tự nhiên từng cái một đều sợ ngây người. Ừ, Trần Phi vừa rồi cuối cùng là ở nổi nóng, hiện tại khí qua, tự nhiên không có khả năng lấy oán trả ơn nhượng một cái đến giúp hắn cục trưởng không xuống đài được. Chỉ thấy kỳ tiện tay đem còng ở bản thân bị thương còng tay tạo thành bánh quai trèo, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ trong đi tới lồng sắt, đi ra phòng giam. Hắn đến cùng là ai? Đây chính là cục chúng ta chuyên dụng còng tay. Trịnh Bộ Hành đám người lúc này thần sắc đều ngây người, sắc mặt trắng bệch, thế mới biết đối phương chính mình cỡ nào lực lượng kinh khủng. Muốn là đối phương dùng bóp còng tay khí lực tại bọn hắn tay chân, hoặc là trên cổ nhẹ nhàng bóp một cái, chẳng phải là bọn họ ngay tức khắc sẽ mất mạng. Ngạch, Trần tiên sinh, thỉnh. Tiền bí thư lúc này cũng là sợ đến quá, rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Phi ở Hoàng Phó Thị trưởng phụ tử trong mắt địa vị cao như vậy, nguyên lai là như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đến mức Chu Thiên Diệp, lúc này cũng đang lấy một loại rung động ánh mắt nhìn Trần Phi đi ra phòng giam bóng lưng, trong nội tâm càng thêm khẳng định bản thân trước phán đoán. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân còn có ồ ồ tiếng thở, đón có hai cái tướng mạo coi như uy vũ trung niên nhân xuất hiện. Hai người này không là người khác, chính là Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cục trưởng La Cường, cùng với thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Hứa Ba. Hứa Ba đồng chí, người thế nào cũng tới. Chu Thiên Diệp cau mày nhìn người, giọng nói bình thản mở miệng nói. Cái này Hứa Ba bình thường cùng Chu Trác phó thị trưởng đi tương đương gần, mà Chu Trác lại là Mạc bí thư thủ hạ chính là dòng chính, có một số việc tự nhiên không cần nói cũng biết. Ba, mà bị thị cục công an người thủ sẵn La Siêu gặp La Cường chạy tới, ngay tức khắc như là gặp được cứu tinh, ủy khuất kêu to lên. Tiểu Siêu, La Cường không gì sánh được đau lòng nhìn mình mặt đã sưng thành đầu heo, chật vật không ngớt nhi tử, nhưng cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài, dù sao lúc này đứng ở trước mặt hắn thế nhưng vốn là hệ thống công an tối cao một tay, huống hồ trước ở trên đường thời gian hắn cũng đã hiểu rõ ràng chuyện chân tướng, biết đối lý, lại không dám lỗ mãng, chỉ dám dùng một loại nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía đứng ở hắn bên cạnh hư cục phó. Dù sao ngày hôm nay chuyện này, thế nhưng hắn hứa cục phó tự mình gọi điện thoại thụ ý, luôn không khả năng nhường con của hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác đi. Hứa Ba hứa cục phó rõ ràng thấy được La Cường xin giúp đỡ nhãn thần, nội tâm mặc dù đang thầm mắng, nhưng hắn vẫn kiên trì, mặt mỉm cười hướng Chu Thiên Diệp đi đến. Cục trưởng ngài trễ như thế cũng còn không chối từ vất vả cực nhọc, đến phân cục chỉ đạo công tác, thực sự là cực khổ. La Cường đồng chí, người nói là đi. La Cường nghe được hứa cục phó trong lời nói ý bảo, ngay tức khắc trên mặt tuôn ra dáng tươi cười, khách khí nói hoan nghênh Chu cục trưởng đêm khuya đến ta Cao Tân gây dựng sự nghiệp phân chia cục chỉ đạo công tác, lãnh đạo cực khổ. Cực khổ, ta xem không có gì hay cực khổ đi, dù thế nào các ngươi cái này phân cục mọi người đem sự tình làm sạch sẽ, không phải sao. Thế nhưng Chu Thiên Diệp lại không cho bọn hắn một chút mặt mũi, mặt âm trầm hừ lạnh nói ra nói khiến một bên bị thủ sẵn Trịnh Bộ Hành cả người run lên. Chu cục trưởng ngươi nói gì vậy?
thực sự là nghiêm trọng. Hứa Ba nghe được Chu Thiên Diệp lại còn nói chuyện như thế không khách khí, không để cho hắn mặt mũi, ngay tức khắc trong lòng có chút căm tức, dư quang quét đứng ở một bên Trần Phi còn có Tiền Bí Thư, hơi sững sờ, lại đi ra phía trước hướng về Tiền Bí Thư mỉm cười nói Tiền Bí Thư ngươi cũng tới, không biết các ngươi đây là Hứa Cục Phó. Tiền Bí Thư khách khí gật đầu, mở miệng nói Hứa Cục Phó, là như vậy, Hoàng Phó Thị trưởng có một vị bằng hữu bị Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục lầm bắt, vì vậy lãnh đạo ngay tức khắc phái ta trước tới, hắn lập tức cũng sẽ chạy tới. Cái gì, Hoàng Phó Thị trưởng cũng muốn đến. Hứa Cục Phó ngay tức khắc biến sắc, trong mắt không khỏi hiện ra lau một cái mịt mờ giật mình. Đêm nay việc này tuy rằng có thể nói là hắn Hứa Ba một tay đạo diễn, là Chu Trác Chu xin nhờ hắn hỗ trợ cả một người, cũng nhắc nhở qua hắn, việc này có lẽ sẽ liên lụy đến Hoàng Phó Thị trưởng, có thể không nghĩ tới, người này cư nhiên ở đối phương trong lòng địa vị nặng như vậy hơn nửa đêm, đường đường Bắc Sơn Thị Bốn bắt tay. Lại muốn tự mình đến. Hắn không khỏi cái trán có chút đổ mồ hôi, hiểu vấn đề nghiêm trọng tính. Đồng thời trong lòng hắn đã ở thầm mắng, Chu Trác tên khốn kiếp kia cư nhiên không cho mình nói rõ ràng. Hứa Cục Phó. Liên đường đường thì Cục Công an Thường vụ Phó Cục trưởng đều như vậy, cái kia cái gì La Cường tự nhiên rất tốt không đi nơi nào, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi. Ngày hôm nay việc này muốn là thật toàn bộ chọc ra đến, mặc dù là hắn cái này phân cục cục trưởng, đáng tin cũng phải chịu không nổi, dù sao đối phương thế nhưng Hoàng Đào Hoàng Phó Thị trưởng, bản là chân chánh quan trường bốn bắt tay. Trừ phi là mấy vị kia nguyện ý tự mình đứng ra bảo hắn, nếu không, cái khác ai tới đều không dùng. Chu Cục, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Chút chuyện nhỏ này, cũng không cần làm phiền Hoàng Phó Thị trưởng đi. Nghĩ đến đây, La Cường sắc mặt đều trắng, nhìn Chu Thiên Diệp khổ miễn cười nói. Việc nhỏ, ngươi nghĩ cái này nếu làm việc nhỏ nói, Hoàng Phó Thị trưởng sẽ lớn như vậy nửa đêm, còn không phải muốn đích thân đến. Còn ngươi nữa con trai này, thật đúng là vô pháp vô thiên a. Ta xem hắn đều đem cái này phân cục trở thành là nhà mình đi. Chu Thiên Diệp nghe vậy lạnh lùng cười nói. La Cường nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đột nhiên xoay người luân khởi quả đấm tự hướng con trai mình đầu không mặt mũi đánh ta đánh chết ngươi cái này vô pháp vô thiên tiểu tử thối. Ba ta sai lầm rồi. Đừng đánh, không nên đánh, lần sau ta nhất định cũng không dám nữa. La Siêu bị hắn lão tử đánh cho ôm đầu thẳng tán loạn. Thế mà, Chu Thiên Diệp đúng một màn này lại làm như không thấy, thờ ơ lạnh nhạt. Lấy nhãn lực của hắn lại làm sao nhìn không ra La Cường đây là diễn cho hắn thấy, hy vọng hắn có thể cho mấy phần mặt mũi buông tha con của hắn. Nếu ngày hôm nay việc này không liên lụy đến Trần Phi, không liên lụy đến Hoàng Phó Thị trưởng, nói không chừng mặt mũi này hắn tự lòng biết rõ cho. Thế nhưng, hắn không kiềm hãm được nhìn liếc mắt Trần Phi, trước cái loại này phảng phất sắp cảm giác hít thở không thông lại xuất hiện. Làm hắn cả người run lên, ngay tức khắc quay đầu nhìn đối phương lạnh lùng nói được rồi La Cường đồng chí, ngày hôm nay chuyện này tính chất quá ác liệt, thân là bản cục trưởng thị công an cục, ta cũng không dám tưởng tượng tại đây phân cục giống như cái này xấu xí một mặt, thật muốn miệt mài theo đuổi lên nói, người cái này phân cục cục trưởng, cũng phạm sai lầm lớn. Dứt lời, hắn vung tay lên cho ta toàn bộ mang đi, trước mang cho ta trở lại thị cục công an rồi hãy nói. Không muốn, không muốn bắt ta. Ba, cứu ta a! Chu Thiên Diệp lời này vừa nói ra, La Siêu sắc mặt ngay tức khắc tựu trắng bệch, rốt cuộc minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Hiện nay hắn phân cục cục trưởng Ba Ba là hắn duy nhất người cứu mạng rơm rạ. Chu Cục, không cần thiết làm được như thế tuyệt đi. Hứa Ba nhìn không được đứng dậy. Dù sao việc này từ đầu tới đuôi đều là do hắn thụ ý, một là hắn không thể có thể làm cho mình người chịu tiếng xấu thay cho người khác, hai là La Cường. La Siêu hai phụ tử nếu là chó cùng dứt dậu, đem hắn khai ra lại nên làm cái gì bây giờ? Không cần thiết làm được như thế tuyệt. Hứa Ba đồng chí, người đây là muốn làm việc thiên tư sao? Đúng lúc này, một đạo rất nặng tiếng thở cùng uy nghiêm quát thanh từ cách đó không xa hàng lang truyền đến, theo chỉ thấy ăn mặc một thân áo ngủ Hoàng Đào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng, Hoàng Phó Thị trưởng, không phải là, ta. Hứa Ba lúc này sắc mặt triệt để thay đổi. Tim đập cổ họng. Hắn là thật không nghĩ tới đường đường thường vụ phó thị trưởng lại là ăn mặc áo ngủ chạy tới, liền y phục cũng không kịp đổi. Cái này cho thấy tiểu tử kia ở Hoàng Phó Thị trưởng trong lòng địa vị, đạt tới hạng cao độ, sợ rằng dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nhất thanh nhị sở. Đến bây giờ,
hắn mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch mình bị Chu Trác làm một khẩu súng, quấn vào không cần thiết thị phi, đắc tội hắn không nên đắc tội, chỉ sợ cũng không đắc tội nổi người. Trần bác sĩ, người không sao chứ? Thế mà Hoàng Đào nhưng căn bản không để ý tới Hứa Ba, sau đó thở phì phò chạy chậm đến Trần Phi bên cạnh, lấy một loại sợ hãi giọng mở miệng. Một màn này, khiến ở đây mọi người lại một lần nữa biến sắc. Hoàng Đào là ai? Đây chính là vốn là thường vụ phó thị trưởng, thị ủy thường ủy, công nhận vốn là đệ tứ bắt tay, đồng thời cũng là hiện nay tối khả năng thăng chức phi thị trưởng người. Có thể lớn như thế nhân vật, nhưng ở chính là một người trẻ tuổi trước mặt biểu hiện như vậy sợ hãi, như vậy khiêm tốn, cái này khiến ở đây tất cả mọi người hầu như không có biện pháp tưởng tượng, vẻ mặt ngạc nhiên. Ta không sao, Hoàng Thúc, cái này hiện tại mặc dù là mùa hè, cái này hơn nửa đêm cũng vẫn còn chút lạnh, phi bộ quần áo đi. Trần Phi gặp đối phương lại là khoác áo ngủ tới, trong lòng vẫn là hết sức cảm động, cởi áo khoác của mình cho hắn phủ thêm. Gặp Trần Phi không tức giận, Hoàng Đào cái này trong lòng mới mặt tùng một cái đại khí, xoay người nhìn phía Chu Thiên Diệp nghiêm túc nói Chu Cục trưởng, đêm nay chuyện này quan hệ đến người nhất định phải nghiêm trị không tha. Không thể để cho một viên chuột thỉ, phá hủy chính phủ chúng ta hệ thống công an một nồi nước. Ở đây mọi người nghe vậy đều là run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Minh bạch Hoàng phó thị trưởng đây là muốn đến thật. La Cục trưởng, mời nhớ kỹ, hệ thống công an không cho phép có bất kỳ con sâu làm dầu nồi canh, đêm nay việc này là của ngươi nghiêm trọng thất trách, ta không muốn nói thêm gì nữa, ngươi trong lòng mình đều biết đi. Còn có Hứa Cục phó, cái này hơn nửa đêm ngươi không ở trong nhà ngủ, không chối từ vất vả cực nhọc tới rồi cái này cao tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục, ngươi nói ta cần ca ngợi ngươi ni. Còn là, hanh. Cao tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cửa, Hoàng Đào bỏ lại hai câu lạnh lùng nói, hừ lạnh một tiếng, đón liền ngồi trên Hoàng Phong mở Audi A6 ly khai. Đến mức La Siêu, Trịnh Bộ Hành đám người phạm án nhân viên thì bị Chu Thiên Diệp toàn bộ mang đi thị cục. Trong đêm đen, nhìn từ thị cục công an tới xe cảnh sát đem con trai mình khảo theo bắt đi, La Cường nói không đau lòng nhất định là giả, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng vẻ. Nghĩ đến đây. Hắn không khỏi xoay người nhìn phía bên cạnh sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Hứa Ba, Hứa Cục phó, lạnh nhạt nói Hứa Cục phó, ngày hôm nay việc này. Hắn biết, đối phương mặc dù là hắn trực hệ lãnh đạo, nón quan so với hắn lớn hơn nữa, nhưng hôm nay việc này xác xác thật thật là con của hắn cho đối phương cõng cái này miệng oan uổng, vô luận đổi lại là bất kỳ người nào khác, sợ rằng đều nuốt không trôi khẩu khí này, thái độ càng không thể nào tốt đi nơi nào. Lão La, người yên tâm đi. Ta bảo chứng Tiểu Siêu không có việc gì. Ta người tương giao coi như là có chút năm đầu đi. Ta Hứa Ba là ai, nghĩ đến trong lòng ngươi phải có tính. Hứa Ba sắc mặt âm trầm, mặt không thay đổi mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại nhịn không được mở miệng mắng lão La A, ngày hôm nay việc này đừng nói là ngươi, coi như tự ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy, ta giống như ngươi, đều bị Chu Trác Vương bát đản xiêm áo một đạo. Tuy nói hắn bình thường đều cùng đối phương đi rất gần, cái khác ngoại nhân cũng đều cho rằng hắn và Mạc Bí Thư nhất phái có quan hệ gì. Nhưng trên thực tế, hắn và Chu Trác hai người vẻn vẹn cũng liền chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hôm nay việc này, lại vô duyên vô cớ nháo lớn như vậy, liên quan Hoàng Phó Thị trưởng đều tự mình ra mặt, bắt hắn cho ghi hận trên, nếu hắn sớm biết rằng sẽ có như thế vừa ra, cái này tranh vũng nước đục vậy hắn nhất định là không quay về thang. Hơn nữa. Tối làm hắn tâm quý sự tình vâng, có thể để cho đường đường thường vụ phó thị trưởng hơn nửa đêm ăn mặc áo ngủ đuổi tới cứu người, đều không kịp thay quần áo, dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản, điều này cũng làm cho hắn thật sâu thở dài một hơi. Lão La A, ngày hôm nay việc này trách ta, nhưng ngươi cũng có thể thấy rõ ràng, cái này tuổi trẻ tiểu tử sợ rằng địa vị không đơn giản, ngươi nghĩ chúng ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi như thế nói. Nghe thế dạng nghiêm túc trọng tâm câu chuyện, La Cường trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói Hứa Cục phó, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn, rốt cuộc là Chu phó thị trưởng muốn đối phó người nọ, còn là... Vị kia... Hứa Ba nghe vậy khàn khàn đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, chậm rãi nói đây là ta hỏi qua, tựa hồ mặt trên người không ai cho hắn bày mưu đặt kế, chính là hắn Chu Trác một người tự chủ trương. Vậy nếu là như thế... Hoặc là, chỉ có chúng ta hướng hắn cúi đầu nhận sai, chịu nhận lỗi, hoặc là, cũng chỉ có đuổi tận giết tuyệt. La Cường đột nhiên hung ác nói. Đuổi tận giết tuyệt a?
Hứa Ba hơi hí mắt ra, chậm rãi nói đi liên hệ hổ báo đường người đi. Chỉ cần tiền cho đủ, tựa hồ bọn họ cái gì cũng dám khô. Trong gió rét, đột nhiên nhiều hơn đến một sơ sắc tiêu điều gió lạnh, làm người ta thấu xương băng hàn. Trần bác sĩ thực sự là xin lỗi, cho ngươi ở chính phủ công an bộ phận then chốt gặp gỡ loại sự tình này, là của ta thất trách. Ở trên đường trở về, Hoàng Đào nhịn không được mở miệng. Hắn biết, đêm nay Trần Phi tâm tình khẳng định thật không tốt. Hoàng thúc ngươi cũng đừng nói như vậy, đây là rõ ràng là có người ở nhằm vào ta, ngầm vạch kế hoạch vụ oan. Chỉ là, tốt nhất đừng làm cho ta biết là ai, nếu không việc này có thể sẽ không dễ dàng như vậy coi như. Trần Phi ngay từ đầu vẫn còn khuyên, nói đến phần sau hắn vẫn không ngăn chặn nội tâm sao động lệ khí, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Rất hiển nhiên, bất kể là ai gặp gỡ loại này ai cũng không thể tâm tình tốt, hơn nữa còn là cho hắn xiêm áo lớn như vậy chiến trận, nếu hắn thật là một người thường, chẳng phải là sẽ lao để tọa xuyên, vĩnh viễn không xoay người ngày. Trần bác sĩ, ba, thì cục công an hứa cục phó bình thường cùng Chu phó thị trưởng đi rất gần, các ngươi nói. Có phải hay không là bởi vì ngoại thương đầu tư chuyện kia, dẫn đến Trần bác sĩ bị Chu phó thị trưởng ghi hận, vì vậy lén xin nhờ người trả thù. Đột nhiên, đang ở vì bọn họ lái xe Hoàng Phong nói rằng. Ngoại thương đầu tư, Trần bác sĩ, ngươi thật đúng là đừng nói, chuyện này hình như thật có khả năng này. Hoàng Đào trầm ngâm một hồi, chăm chú phân tích nói trước nếu không ngoại thương đầu tư chuyện này, hắn Chu chắc phía sau có Mạc bí thư ngầm chống đỡ. Còn có thể miễn cưỡng cùng ta tranh một chuyến gần chống ra thị trưởng vị, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hắn căn bản quá đơn bạc, lý lịch quá cạn, liên thị ủy thường ủy đều không phải là. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói mà bây giờ, ngoại thương đầu tư công lao rơi xuống trên đầu ta, coi như là nổi lên giải quyết dứt khoát hiệu quả, hắn Chu Trác đã vô lực tiếp tục sẽ cùng ta tranh hạ đi. Nếu là hắn vì vậy mà ghi hận Trần bác sĩ, tìm người trả thù ngươi. Coi như là nói xong đi qua. Trần Phi nghe vậy đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, thản nhiên nói sư phụ ta từng giáo dục ta, đối đãi phải có điểm mấu chốt, làm việc phải có quy củ. Chỉ là hiện tại quy củ cũng làm cho người cho phá vỡ, ta Trần Phi, tự nhiên cũng không có khả năng buồn bực đầu bị. Hoàng thúc, người có thể giúp ta một chuyện sao? Hắn theo nói như vậy. Gấp cái gì? Nghe được Trần Phi lạnh như băng ngôn ngữ, Hoàng Đào mặc danh kỳ diệu trái tim vừa nhảy. Ta nghĩ mời giúp ta tra một chút lần này rốt cuộc là ai ở sau lưng đối phó ta, ta không muốn buông tha bất kỳ một cái nào địch nhân, cũng không muốn tính sai bất kỳ một cái nào người không liên quan. Trần Phi lạnh lùng nói. Trần bác sĩ, ta hiểu được, ta sẽ giúp ngươi điều tra ra phía sau người nọ là của ai. Nghe được câu nói sau cùng, Hoàng Đào trái tim lần thứ hai nhịn không được run lên. Trước xe bài, đang lái xe Hoàng Phong xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Trần Phi liếc mắt. Trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm kính nể. Đến mức Hoàng Đào lúc này nội tâm tâm tình cũng thập phần trầm trọng, cũng không chỉ là bởi vì. Này sự kiện có khả năng liên lạc với Chu Trác phó thị trưởng, thậm chí có khả năng dính dáng vị kia, Mạc bí thư, mà là bởi vì chuyện này liên lụy đến Trần Phi, nhưng hắn khắc sâu hơn ý thức được chuyện này sợ rằng không có biện pháp đơn giản hiểu rõ. Còn nếu là trong mắt hắn không gì sánh được kinh khủng Trần Phi, thật muốn nháo lên không buông tay nói. Sợ rằng toàn bộ Bắc Sơn thị quan trường cũng phải phát sinh động đất, hơn phân nửa ảnh hưởng sẽ thập phần thật lớn. Tiểu Phong, người ngay phía dưới thả ta đi xuống đi. Đột nhiên Trần Phi mở miệng nói. Thì ở phía trước xuống xe, không phải là còn chưa tới sao? Hoàng Phong tự nhiên biết Trần Phi hôm nay là ở tại California Hoa Viên Đại Tửu Điếm. Không có việc gì, phía trước có cái trạm xe buýt, ca đêm xe là tốc hành. Ta có chút bực mình. Cũng muốn một người yên lặng một chút. Trần Phi tạ tuyệt hảo ý của đối phương, lại hướng về Hoàng Đào chắp tay nói Hoàng Thúc, chuyện ngày hôm nay đa tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Hắn rất rõ ràng, giữa người và người không có thủy chung đơn phương nỗ lực, hơn nữa đối phương đường đường một vị thường vụ phó thị trưởng, lớn như vậy nửa đêm liên áo ngủ đều không đổi, tự vội vội vàng vàng tới rồi cứu hắn, đây là một phần tình ý, được nhớ kỹ. Mà đang ở hắn đang khi nói chuyện, xe Audi đã vững vàng dừng sát ở ven đường trên. Phía trước quả thật có cái trạm xe buýt đài. Trần bác sĩ bên ngoài gió lớn, về sớm một chút nghỉ ngơi. Hoàng Đào biết việc này không có cách nào khác khuyên, chỉ có thể nói như thế. Đã biết, Hoàng Thúc, Tiểu Phong các ngươi mau trở về đi thôi, ngày hôm nay thực sự là đa tạ.
Trần Phi hướng về trong xe Audi mặt hai người cười phất tay, nói. Sau một lát, xe Audi khởi động chậm rãi chạy ly khai. Oanh! Sẽ ở đó xe Audi sau khi rời đi không lâu sau, Trần Phi sắc mặt vốn là tiếu ý không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có lau một cái màu sắc trang nhã, sau đó chỉ thấy thứ nhất nhớ tiên chân hung hăng quét vào bên cạnh bãi cỏ trên một tảng đá lớn, người sau phát sinh trầm muộn tiếng vang, lên tiếng trả lời bể thành khối vụn. Làm một người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đầu khớp xương kiên cường, giảng đạo lý hắn là thật có một ít nuốt không trôi khẩu khí này. Thử nghĩ, nếu không phải trên tay hắn có vài phần thực lực, cơ duyên xảo hợp đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nói, muốn nếu đổi lại là một người bình thường, sợ rằng sớm bị chỉnh tử, những người này quả thực chính là thảo gian nhân mạng. Phải biết rằng những người này nhưng khi quan, nếu bọn họ không lòng mang xã tắc lòng mang bách tính, trái lại giày xéo pháp luật, xưng bá vi vương nói, đem so với phổ thông tội phạm còn đáng sợ hơn vô số lần. Trong lòng lóe ra rất nhiều lẫn lộn ý niệm trong đầu, Trần Phi không khỏi nhức đầu lấy tay xoa xoa, lại thấy kỳ khóe mắt dư quang phiết tới đất trên này đá vụn đầu khối, hắn theo liền ngồi xổm xuống, theo tay cầm lên một khối đá vụn để xuống ở lòng bàn tay thưởng thức, trong miệng dù gì nói xem ra còn là thực lực đột nhiên tăng mạnh quá nhanh, dẫn đến ta đến bây giờ đều vẫn không thể rất tốt nắm trong tay lực đạo của mình. Nguyên lai, hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, bắt đầu tu luyện cái thế tiên điển tọa vong kinh trước, thực lực chân chính của hắn kỳ thực cũng liền vừa mới vừa đạt tới nhị lưu cao thủ trình độ mà thôi. Mà khi hắn thành công nhập môn quyển kia cái thế tiên điển sau, trong cơ thể minh kính lại xảy ra biến chất, tiến hóa vi trong truyền thuyết linh khí. Minh kính trên là ám kình trên là chân khí trên mới là linh khí. Vì vậy thực lực của hắn mới có thể như vậy tăng vọt, đạt tới hôm nay gần như nhị lưu cao thủ đỉnh phong trình tự. Chỉ là thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, cơ hồ là toát ra tính, dẫn đến hắn đối với lực lượng trưởng khống lực còn thập phần không thành thục. Mà phương diện này nếu là hắn muốn đuổi tới nói, sợ rằng muốn chút thời gian. Là ai? Đúng lúc này, ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phi chợt ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt nổ bắn ra ra lau một cái tinh mang. Ngay hắn vừa rồi chính đang suy tư tự thân thực lực trưởng khống lực thời gian, hắn khí cơ lại rõ ràng bắt được chu vi có người ở nhìn kỹ nó, trong bóng đêm. Mà khi hắn theo mặt không biểu tình đứng dậy, cẩn thận quan sát chu vi từng phương hướng, từng góc lúc, lại ngạc nhiên phát hiện không ai. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Hắn không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, nghi ngờ nói. Vừa vặn, đúng lúc này. Lái hướng California Hoa Viên đại tửu điếm giao thông công cộng ca đêm xe tới, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, lên chiếc kia ca đêm xe buýt. Nhưng ngay khi Trần Phi ngồi ca đêm xe buýt rời đi sau, cách đó không xa góc đường chỗ tối bỗng nhiên nhiều hơn một vị 40-50 tuổi nam tử. Hắn mặc đường trang, hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch gây sự chú ý khởi, phá lệ làm cho. Hắn cư nhiên có thể phát hiện ta, đường trang nam tử sắc bén đôi mắt lóe ra có lau một cái ngoài ý muốn thần sắc. Bắc Sơn thị Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu diện tích không coi là nhỏ, nhưng lại bởi vì hiện nay đang đứng ở khai phá trạng thái, nhà xưởng, nơi sân tương đối nhiều, vì vậy có vẻ tương đối hoang vắng, ven đường không ít địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ đại đạo, chỉ có đèn đường mờ mờ cùng với ca đêm xe buýt mới ở trong đó ghé qua, hàn phong lạnh lùng. Mà khi Trần Phi ngồi trên ban trạm cuối lái về phía California Hoa Viên đại tửu điếm ca đêm xe buýt sau, phát hiện xe người của phía trên rất ít, cũng tựu mấy cái như vậy người. Trần Phi theo liền yên lặng đi tới kháo hậu chỗ ngồi xuống, mở cửa sổ ra, một vừa nhìn phía ngoài buổi tối phong cảnh, một bên nửa híp mắt đẽo gọt sự tình. Cũng không lâu lắm, ca đêm xe buýt dừng sát ở trạm kế tiếp lúc, từ trạm xe buýt trên đài lại lên xe đến vài người, đưa tới Trần Phi chú ý. Sát khí. Hắn híp mắt, cư nhiên ở mấy người kia trên người cảm giác được rõ ràng sát khí, cùng bọn chúng lúc này cố ý quần áo nón nảy nhã nhặn, thông thường hình tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cái loại này liên hắn đều có chút cau mày sát khí độ dày, tất nhiên là chỉ có giết rất nhiều người, mới có thể ngưng tụ ra đến. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện mấy cái tựa hồ còn chia làm hai nhóm, một nhóm là một vị ăn mặc giáo sư Tây trang phục sức. Mang theo chỉ bạc viên kính mắt tuổi thanh xuân nữ tử. Tướng mạo thoạt nhìn tựa hồ rất vậy, nhưng vóc người của nàng nhưng ở lên xe một khắc kia trở thành trên xe sở hữu nam sĩ ánh mắt tiêu điểm, hết sức chọc người, nóng bỏng.
không thể không nói, loại nữ nhân này hoàn toàn không có xem mặt cần phải, bởi vì quang là của nàng nóng bỏng vóc người cũng đủ để chinh phục hết thảy. Đến mức nhóm thứ hai người, có ba, hầu như toàn bộ đều mang một cái hắc sắc tuyến nhung mũ, vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ là Trần Phi lại chú ý tới vành nón dưới hai mắt thường thường lóe ra tới một điểm hàn quang, cùng với bọn họ bên hông hà bao tựa hồ phình, có cái gì? Bọn người kia, Trần Phi minh bạch, rất hiển nhiên hắn lúc này đụng với cái gì chuyện thú vị mà. Điểm này từ ba người kia từ đầu tới đuôi lực chú ý đều ở đây trên người cô gái, là có thể nhìn ra. Ca đêm xe buýt theo khởi động, ngoại trừ này hoàn toàn không rõ gặp gỡ chuyện gì người thường ở ngoài, tràn ngập ở nàng kia còn có ba người kia trong lúc đó bầu không khí có vẻ tương đương băng lãnh cùng áp lực. Trần Phi thờ ơ lạnh nhạt theo một màn này, mờ ám giấu rất kỹ, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ là khóe miệng hắn như có như không hiện lên thiếu ý, lại bán đứng nội tâm hắn bây giờ tất cả. Lúc đầu tâm tình sẽ không thoải mái, vừa vặn gặp được thú vị như vậy chuyện mà, không tham dự một thanh, có thể nào đi ni. Đại khái 10 phút sau, ca đêm xe buýt chạy đến một cái thập phần rộng, cũng rất vắng vẻ công hán khu ngoại đại lộ. Sư phụ dừng một chút đi, ta muốn tại đây xuống xe. Mặc giáo sư Âu phục, mang theo chỉ bạc viên kính mắt nữ tử bỗng nhiên mở miệng, dễ nghe thanh âm có vẻ thập phần đột ngột. Cô nương, cái này cũng đều nửa đêm 12 giờ, nơi này trước không phía sau thôn không tiệm, những hàng kia người ở bên trong phòng chừng cũng đã sớm tan việc, người thật muốn tại đây. Tài xế kia hảo tâm nhắc nhở. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, trong ba người một người, đột nhiên xốc lên trên đầu mình hắc sắc nhung tơ mũ, lộ ra một trương hung ác, dữ tợn khuôn mặt, hướng về phía hắn không kiên nhẫn lạnh lùng mở miệng lão đầu nhi. Người khác muốn tại đây xuống xe, ta nói ngươi quan tâm cái gì nhàn sự a? Còn không mau nhanh xe đỗ, ma lưu giờ. Xem hắn những lời này nói xong, trong không khí mặt nhiệt độ đều phảng phất thấp xuống rất nhiều. Cái này, tài xế kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, kinh nghiệm lão đạo hắn rất rõ ràng đã cảm giác được có chuyện, thân thể hơi run. Sư phụ, dừng xe đi, bằng hữu ta vẫn còn trong xưởng chờ ta đi qua hướng hắn có chút việc. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bỗng nhiên lên đi tới phía trước đến, nói. Lời vừa nói ra, không chỉ là tài xế nghe được ngây ngẩn cả người, ngay cả trên xe cái khác những người đó, cô gái kia, còn có ba người kia đều nhãn thần kỳ quái nhìn Trần Phi. Bọn họ sở dĩ không có làm như vậy quá phận, cũng là bởi vì sợ người trên xe hoài nghi, nếu sau đã xảy ra chuyện bị bọn họ thấy, gây nên hoài nghi, vậy sẽ rất phiền phức. Tuy rằng trong tay bọn họ mặt đã sớm dính không chỉ một người máu tươi, nhưng này trên xe. Ít nhất, cũng có 7-8 người, nếu toàn bộ giết, ảnh hưởng quá lớn, cũng quá ác liệt, chân thực không cần thiết. Lúc đầu bọn họ trước một mực muốn, cần cách gì đem nữ nhân đáng chết lộng xuống xe, cư nhiên cũng có người đưa ra muốn xuống xe, cái này tránh hợp bọn họ ý tứ. Thấy tình cảnh này, nàng kia tuy rằng sắc mặt có chút dị dạng, nhưng hắn tựa hồ đồng dạng cũng muốn xuống xe đi đem sự tình hoàn toàn hiểu rõ, ở là hướng về phía tài xế thản nhiên nói sư phụ, ở bên cạnh dừng thi một chút đi. Ta muốn xuống xe. Nga, vậy được rồi. Cái này tài xế kia không có khuyên nữa, bởi vì giờ khắc này phỏng chừng coi như hắn là cái tên đầu heo cũng biết có vấn đề, ngay cả này cái khác hành khách hơn phân nửa cũng minh bạch phát cái gì chuyện gì, một đám sắc mặt hốt hoảng, hai chân khẽ run. Đợi được Trần Phi đám người đi xuống ca tối xe buýt sau, ngay tức khắc phát động xe, nhanh chóng tiêu thất trong đêm đen. Nghe thường, chúng ta coi như là quen biết đã lâu đi. Ngươi lần này lá gan thật đúng là đại, liền lão vật lớn cũng dám trộm. Ta khuyên ngươi còn là thành thật đem đồ vật giao ra đây đi, mấy người chúng ta sẽ cho ngươi cái thống khoái, coi như là quen biết một hồi. Ba người kia trong, tên còn lại tại hạ hắc sắc nhung tơ mũ. Lộ ra một trương ngoài dự đoán mọi người thanh tú khuôn mặt, hướng về phía nàng kia mỉm cười nói, thế nhưng ngôn ngữ nghe vào người trong lỗ tai lại làm cho người nghĩ có chút thân thể phát lạnh. Độc hạt, cái này còn có người ni. Vẻ mặt hung ác nam tử bất mãn mở miệng, nhãn thần lạnh như băng hướng về Trần Phi nhìn lại, lộ ra một tia nhe răng cười tiểu tử, ai bảo ngươi vận khí như thế không tốt, nghe được bí mật của chúng ta, xem ra ngươi ngày hôm nay cũng phải cùng nàng vậy, ở tại chỗ này. Được rồi, mau ra tay đi, việc này không nên chậm trễ, lão đại muốn gì đó khẳng định ở trên tay nàng, nghìn vạn bất động để cho nàng giao cho người khác. Cuối cùng người nọ giọng nói lãnh khốc mở miệng,
cư nhiên từ bên hông trong ví móc ra một thanh lóe hàn quang súng lục. Không sai, thật là thương súng. Trần Phi Nguyên vốn cả chút vui cười tâm tình trong nháy mắt trở nên có chút trầm trọng, tuy rằng hắn cũng từng muốn quá việc này sợ rằng không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên thẳng tắp móc ra một thanh giành được, hơn nữa rõ ràng hay là thật tên. Cái này xem ra có chút phiền phức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy nói bởi vì có linh khí đối với lực công kích tăng phúc, làm hắn thực lực tổng hợp đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh, nhưng nhượng hắn chống lại một khẩu súng, nói thật, vẫn còn có chút chột dạ. Bất quá, tuy rằng hắn quả thật có chút bị việc này kinh hù dọa, nhưng là còn chưa tới cái loại này sợ mức, dù sao, hắn cũng không phải mặc cho người thịt cá cá nạm. Ta nói, việc này có thể cùng ta không quan hệ, các ngươi nhất định phải đem ta cho cuốn vào. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, hướng về phía đúng mới chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vô luận là nữ nhân kia hay là ba người kia sắc mặt đều hơi đổi, hiện ra lau một cái dị dạng vẻ. Xem ra ngươi đúng thân thủ của mình rất tự tin. Diện mạo hung ác nam tử theo liền cười gần đi lên, từ bên hông trong móc ra một thanh lạnh như băng súng đạn phi pháp, ngăn ở Trần Phi cái chán, bất thiết nhất cố giễu cợt nói không có bị sợ tè ra quần tiểu tử ngươi nhưng thật ra làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá, ở ta Hắc Hùng trước mặt, ngươi lại coi là cái thứ gì. Hắc Hùng dừng tay, nàng kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào đem họng trận Trần Phi cái chán hung ác nam tử. Lạnh lùng nói cái này không liên quan chuyện của hắn mà, đem người cho thả. Thả, ngươi thật đúng là trước sau như một thiện lương a, nghề thường. Trước được xưng là độc hạt khuôn mặt thanh tú nam tử tạ ý cười, hướng về phía nàng kia lạnh lùng nói nghề thường, bây giờ lập tức đem lá thư này còn có chương đúng giấy tờ giao ra đây, bằng không, ta chỉ tính 3 giây, ngươi tin hay không tiểu tử kia đầu sẽ bị đạn mở động. Ngươi, nàng kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Nhãn thần hơi có chút do dự cùng lo lắng. Mấy người các ngươi biết không, ta rất đáng ghét có người cầm vật gì vậy chĩa vào người của ta. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên đang lúc mọi người bên tai vang lên. Ngươi nói thật, độc kia hạt sắc mặt chợt biến, có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt nguyên bản Trần Phi sở đứng yên vị trí, kỳ thân ảnh bất ngờ biến thành một bay nhanh thân ảnh, năm ngón tay khép lại, như pháo quyền. Cả người trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người, như mãnh hổ xuống núi, lấy thuận lôi không kịp che tai xu thế hung hăng liên tục hai quyền đánh vào khuôn mặt hung ác nam tử trên vai, trực tiếp đem cánh tay kia cho oành một tiếng phế bỏ. Phanh một tiếng súng vang. Trước chỉ nói một câu nói người quả đoán đến cực điểm, một thấy đồng bạn mình bị phế rơi, cư nhiên trực tiếp nổ súng động thủ. Cẩn thận! Nàng kia biến sắc hét lớn, một thương này mục tiêu là nhắm ngay Trần Phi. Đáng chết. Ở người kia bóp cò, tiếng súng đồng thời, Trần Phi chỉ cảm giác mình cả người lông tơ đều nhanh muốn đứng lên, có một đáng sợ áp lực xỏ xuyên qua không khí hướng hắn kéo tới, khiến tinh thần hắn buộc chặt, lực chú ý cao độ tập trung, rốt cục tại nơi chỉ mảnh treo chuông tránh thoát đạn, chật vật trốn được một bên ven đường. Không thể không nói hắn phản ứng quả thực đã rất nhanh, bởi vì này sao gần cự ly, nếu là đổi thành cái khác nhị lưu cao thủ cổ vũ giả. Hơn phân nửa tránh không khỏi. Thối, không nghĩ tới ngươi lại còn có đồng bạn tiếp ứng, chết cho ta. Khuôn mặt thanh tú độc hạt lúc này sắc mặt tràn đầy sát khí, từ bên hông lao ra một thanh súng đạn phi pháp liền hướng phía Nghê Thường nổ súng. Dầm một tiếng. Nghê Thường tựa hồ kinh nghiệm rất lão đạo, phản kích cực nhanh, từ lúc độc hạt rút ra thương súng nổ súng trước, cũng đã sạch sẽ lưu loát một cái té ngã nghiêng người cuộn, tránh thoát một thương này. Thuận thế đi tới Trần Phi để yểm hộ bãi cỏ bên cạnh. Này, giúp ta chuyện. Hắn hướng về phía Trần Phi hô. Hỗ trợ, ta cũng không muốn đánh nhau. Trần Phi khổ mở miệng cười, có chút hối hận tham dự vào cái này chuyện hư hỏng. Người nhắc tới sao kích thích bắn nhau tràng diện, hắn từ sinh ra đến bây giờ, tuyệt đối là chân chính lần đầu tiên gặp phải, người muốn nói hắn không khẩn trương đây tuyệt đối là không thể nào. Thế nhưng trả lời hắn cũng hai tiếng súng. Phanh, phanh, kinh hồn ở giữa Trần Phi rõ ràng thấy rõ ràng, đối phương hai người đã cầm cướp hướng bọn họ đánh tới, vẻ mặt nhe răng cười, toàn thân tràn đầy sát khí. Cận đại trước đây, quốc nội ngoại trừ chấp trưởng thiên hạ triều đình, trên cơ bản đều là này cổ vũ giả thiên hạ, có thể theo cận đại công nghệ cao càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, các loại súng ống, lựu đạn thậm chí máy bay đại pháo ùn ùn xuất hiện, dẫn đến cổ vũ giả càng ngày càng yếu xu thế, dần dần ẩn vào phía sau màn.
Dù sao căn cứ cổ thực lực võ giả mạnh yếu phân chia, nếu muốn trở thành một gã tam lưu cường giả, từ nhập môn đến tiến dần từng bước ít nói cũng phải 5-6 năm. Chớ nói chi là càng ở trên đó nhị lưu cao thủ trình tự, mặc dù là thiên phú dị bẩm, phỏng chừng ít nói cũng phải 10 năm đi lên tính, nếu không là có thể giống như trước Trần Phi gặp gỡ cái kia đồng lão gia tử vậy. Thuở nhỏ tập võ, luyện đều nhanh một cái một giáp cư nhiên cũng mới nhị lưu cao thủ đỉnh tả hữu, đây là điển hình không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào nỗ lực cứng rắn đống đi tới. Mà này công nghệ cao lại bất đồng, tùy tùy tiện tiện một người cầm đem cướp, đều biết chính mình to lớn phá hư năng lực, đối với xã hội có cự đại uy hiếp. Mặc dù là một gã cổ vũ nhị lưu cao thủ, nếu là bị thương súng chính diện đánh chúng nói, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, trừ phi là có thể đi đến nhất lưu cao thủ trình tự, chính mình ám kình. Trước tự từng nói đã đến, có hay không chính mình ám kình là so sánh một cái cổ vũ giả có hay không đi đến nhất lưu cao thủ tầng thứ chuẩn tắc. Mà nếu có thể chính mình ám kình nói, tự hoàn toàn có thể làm được không hãi sợ bất luận cái gì phổ thông súng ống, một là đến lúc đó, phản ứng của bọn họ lực đã xa vượt qua thường nhân, có thể ở đạn bắn chung trước hắn dễ dàng né tránh, hai là ám kình bản thân đồng dạng cũng chính mình đáng sợ uy lực, hoàn toàn có thể làm được ngăn trở đạn. Cho nên đối với bây giờ quốc gia mà nói, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Người sau hoàn toàn để được với là một cái thậm chí mấy cái bộ đội đặc chủng quân đội. Dầm một tiếng. Lại một tiếng súng vang kích thích Trần Phi thần kinh nhạy cảm. Hắn hiện nay tuy rằng đã chính mình có thể so với nhị lưu cao thủ đỉnh phong thực lực, thế nhưng, hắn nhưng không cách nào xác định mình phản ứng lực đến cùng có thể hay không đủ né tránh đạn, nếu như bị đánh chúng nói, trong cơ thể mình linh khí đến cùng có thể hay không ngăn cản cái loại này công nghệ cao trùng kích. Nói trắng ra là chính là hắn có chút sợ, dù sao, thật nếu nói hắn cũng liền chỉ là một 20 tuổi tuổi nhỏ người mà thôi, chưa nhìn thấy loại chiến trận này. Ngươi nếu không muốn chết, liền cùng ta cùng nhau động thủ, phanh. Nữ nhân kia cư nhiên cũng từ trong quần áo móc ra một thanh lấp lánh hàn quang, đen như mực súng lục. Chỉ thấy kỳ to gan nhảy cút ra khỏi bãi cỏ, đứng dậy chính là một thương súng, sau đó cấp tốc nằm xuống, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Cảnh đẹp ý vui, thuần thục tới cực điểm. Khuôn mặt thanh tú độc hạt nhất thời muộn hừ một tiếng, bởi vì này một thương súng trúng mục tiêu thân thể hắn, tuy rằng hắn có nghĩ tới muốn tránh, nhưng thế nhưng, còn là phản ứng chậm, đạn vững vàng đánh xuyên chân phải của hắn bắp đùi, huyết hoa văng khắp nơi. Cơ hội. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nguyên bản lóe lên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Theo chỉ thấy kỳ mạnh lao ra bãi cỏ. Cả người như trong đêm tối liệp báo vậy, cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến thân thể hắn dường như tàn ảnh vậy cấp tốc giải quyết độc kia hạt, nhấc chân hung hăng đá một cái, người sau trực tiếp đã bị một cước này đá ngất đi. Chết tiệt cổ vũ giả! Phanh! Độc kia hạt đồng bạn hiển nhiên phản ứng cũng rất nhanh, giơ lên trong tay thương súng lại là một tiếng súng vang. Mau tránh ra, nữ nhân kia ngay tức khắc sắc mặt khẩn trương hô lớn. Một thương này chuẩn bị không có lầm đánh trúng Trần Phi trước dừng lại địa phương, mặc dù hắn đã tinh thần căng thẳng cao độ, ở một chân đá choáng khuôn mặt thanh tú độc hạt sau, cấp tốc mau tránh ra, nhưng hắn vẫn ít ít chậm một điểm, trên cánh tay lau ra một đạo vết máu. Tiểu tử thối, cho ta đi tìm chết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng còn không mau tránh ra đứng vững, từ phía sau hắn tự bỗng nhiên nhiều hơn một đạo hắc ảnh, lại là diện mạo hung ác hắc hùng. Nguyên lai. Hắn vừa rồi tuy rằng bị Trần Phi thoáng cái tự phế bỏ hai cái tay, không cách nào lại mang dùng súng, thế nhưng hắn nhưng không có ngất đi. Lúc này bị hắn nắm lấy cơ hội sau, hắn cư nhiên dùng miệng ba cắn một thanh ba cạnh dao găm hung ác hướng phía Trần Phi phía sau lưng kéo tới, mắt thấy sẽ đâm thủng phía sau lưng của hắn. Phanh! Đột nhiên, một tiếng súng vang, một viên đạn chuẩn bị đánh bể đầu của hắn, cũng được kêu là làm nghe thường nữ nhân ra tay. Người chết! Trần Phi trong đầu một bên chỗ trống, gấu đen kia tại phía sau hắn đầu bị đánh bể, máu tươi đầy phía sau lưng của hắn, cái loại này cảm giác ấm áp làm hắn muốn buồn nôn, thân thể đều đang phát run. Tuy nói hắn thuở nhỏ đi theo sư phụ tập võ, lại chiếm được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, hôm nay đã nhị lưu cao thủ tầng thứ tột cùng, thế nhưng, hắn lại chưa từng giết người a, thậm chí ngay cả gặp đều chưa thấy qua, vì vậy trước mắt một màn này trực tiếp nhượng hắn sợ ngây người, óc trống rỗng. Nguyên lai là một đứa con nít. Trong địch nhân người cuối cùng gặp Trần Phi loại thần thái này,
đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng hiện ra lau một cái vẻ trào phúng, không chút do dự giơ tay lên sẽ nổ súng. Đáng chết, người này trước lẽ nào chưa thấy qua máu. Nữ nhân kia gặp Trần Phi như vậy, cũng là sửng sờ, sau đó sắc mặt hốt hoảng bất đắc dĩ. Hắn quả thực không nghĩ tới, đường đường một vị cổ vũ giả, lại là cái chưa thấy qua máu tanh non, cái này nói ra ai tin. Cũng may Trần Phi phản ứng cũng đủ nhanh, sẽ ở đó tiếng súng trong nháy mắt cả người mạnh giật mình tỉnh giấc, cố nén buồn nôn cảm về phía sau tránh, một luồng bạch quang nhàn nhạt lặng yên không hơi thở xuất hiện ở đạn kia gần đánh trúng địa phương. Hanh! Sau một khắc, kêu đau một tiếng, Trần Phi ngã nhào đến một bên trong bụi cỏ, trên mặt đất có chút ít vết máu. Ngay Trần Phi hư hư thực thực thụ thương rơi xuống đến bụi cỏ đồng thời, địch nhân kia trong cuối cùng vị kia một cái cấp chạy nước rút, cầm lên thương súng đem tự hướng nữ nhân kia ném tới. Xem ra hắn đạn đã dùng hết rồi. Rất hiển nhiên hắn ngoại trừ biết dùng thương, súng ở ngoài, thân thủ cũng không yếu. Ít nhất, cũng có cái tam lưu cao thủ đỉnh thực lực, khiến nữ nhân kia sáng sủa đôi mắt hiện ra lau một cái hoảng loạn. Tuy rằng trong tay nàng có súng, hơn nữa cũng còn có đạn, có thể là đối phương như thế đè một cái đến nhất thời làm hắn căn bản là không có cơ hội nổ súng. Bang bang phanh. Song phương giao thủ lên, chống trải công hán khu ngoại vang lên trầm muộn tiếng vang. Nữ nhân kia hiển nhiên cũng là trải qua huấn luyện, gần người vật lộn chút nào không kém, quyền cước hổ hổ xanh phong, cùng địch nhân kia có thế lực ngang nhau. Chỉ là, trên tay địch nhân có vũ khí, hơn nữa rõ ràng càng chiếm ưu thế một ít, gần người vật lộn năng lực càng mạnh, nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói, nữ nhân kia rất có thể sẽ bị thua. Nghe thường, buông tha đi. Ngươi nên biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử kia vẻ mặt lãnh khốc mở miệng nói. Hanh! Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, không có nhận nói. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Nam tử kia giọng nói lệ sâm sâm, đằng đằng sát khí. Ngươi tựa hồ đem ta quên. Nhưng vào lúc này, người nọ bên tai chợt hiện ra một đạo băng lãnh lạnh giọng âm, khiến kỳ sắc mặt chợt biến đổi. Không có khả năng, ngươi không có việc gì. Nam tử kia mạnh một cước đem nữ nhân kia đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó vẻ mặt cây ết yêu ta sợ nhìn Trần Phi. Hắn vừa rồi nhất thương rõ ràng đánh trúng đối phương, thế nhưng, tên kia lại không chuyện. Phanh! Đúng lúc này, một tiếng súng vang, nam tử kia thân thể run lên bần bật, sau đó sụi lơ trên mặt đất. Nguyên lai hắn tuy rằng gần người vật lộn năng lực mạnh hơn nữ nhân kia, một cước trực tiếp đem đá ngã lăn trên mặt đất, thế nhưng... Hắn lại đã quên trên tay đối phương còn có thương, súng trong cũng còn có đạn. Đã chết rồi sao? Trần Phi có chút trầm mặc nhìn vậy cũng không dậy nổi thân ảnh, dù gì nói. Vừa rồi, hắn tuy rằng bị đối phương một thương, súng đánh trúng lưng, thế nhưng trong cơ thể hắn linh khí lại cứu hắn một mạng. Nguyên lai lấy hắn bây giờ cường độ linh khí, thì đã có thể miễn cưỡng ngăn trở phổ thông tay súng bắn ra đạn, vì vậy hắn mới không có việc gì, chỉ là lưng có chút đau mà thôi. Ngươi không sao chứ, ta xem ngươi vừa rồi hình như bị đánh trúng, bị trở thành nghê thường nữ tử một bên thở hào hển, một bên từ dưới đất gian nan đứng lên. Đối phương vừa rồi một cước kia tựa hồ đã đá gãy của nàng đầu khớp xương, tê, đau quá. Chỉ là lau đi thay đổi biên mà thôi, nhưng thật ra ngươi. Cho ta xem đi, ta là cái bác sĩ. Trần Phi chú ý tới đối phương vết thương trên người, đi tới nói. Vân vân chờ đã, đừng. Nữ nhân kia đột nhiên sắc mặt có chút đỏ lên, bởi vì nàng bị thương địa phương không phải là cái khác, chính là bên hông, hơn nữa còn là tương đối gần trước ngực nàng vậy đối với đứng thẳng hai ngọn núi địa phương. Đi nữa, bệnh không kỵ trị, hơn nữa ta xem ngươi xương sườn hình như đều chặt đứt, nếu trễ cứu trị, có thể sẽ tàn phế. Thế mà Trần Phi lại không để ý của nàng cự tuyệt, bình tĩnh đi tới, cẩn thận vạch tìm tòi đối phương y phục. Vừa để cho nàng lộ ra vết thương. Cũng không làm cho đối phương chạy sạch. Có thể khi nhìn đến đối phương vết thương thời gian, hắn chân mày lại nhíu lại, mắt không tự chủ hướng người bị chết dưới chân xem. Chỉ thấy hắn cặp chân kia trên mặc bì ngoa biên giới bất ngờ có một mảnh nhỏ tinh mịn răng cưa trạng lưỡi dao, trước hắn sở dĩ không chú ý tới, là bởi vì trời quá tối, hơn nữa quá có chút không yên lòng. Bọn người kia thật đúng là chuyên nghiệp, giày bên trong cũng còn cất giấu lưỡi dao, thật tưởng đang đóng phim sao. Trần Phi có chút hết chỗ nói rồi, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Ba tên kia đều là hổ báo đường người. Hổ báo đường, người hẳn nghe nói qua đi.
Toàn bộ lĩnh Nam ba tỉnh bang phái lớn nhất, mặc dù là ở phóng nhãn toàn quốc, thậm chí toàn bộ Á Châu ở trong vòng đều có hết sức quan trọng vị trí. Bọn họ làm những chuyện như vậy, vậy có thể so với đóng phim càng chuyên nghiệp. Nghe Thường yếu ớt nói. Phải, vậy ngươi lại dám trộm đồ của bọn họ, lá gan cũng thật lớn. Trần Phi một bên phân tán sức chú ý của đối phương, vừa bắt đầu vì nàng nhẹ nhàng xử lý vết thương. Hanh! Nghe Thường muộn hừ một tiếng, hiển nhiên rất đau, nhưng hắn còn là cố nén không có biểu hiện ra ngoài, mặt tái nhợt mở nổi lên vui đùa ngươi không phải là lá gan cũng thật lớn sao? Đủ giết hai người bọn họ, xem ra sau này sẽ đem ngươi xếp vào phải giết sổ đen. Cái đó và ta có quan hệ gì? Không tất cả đều là ngươi giết sao? Trần Phi thoáng cái trợn tròn mắt, bất mãn nói. Dù thế nào trừ ngươi ra so với người lại không biết, bọn họ về sau nếu tìm tới ta, ta liền đem chuyện này toàn bộ giao cho ngươi thì tốt rồi. Nghe Thường trêu ghẹo nói. Trần Phi im lặng liếc nàng một cái, lại hỏi ngươi tên là gì? Nghe Thường. Không phải là, đây chẳng qua là ta lẻn vào hổ báo đường lúc sử dụng danh hiệu. Tên của ta gọi Triệu Hâm, ngươi ni. Đang nói ra tên của mình thời gian, Triệu Hâm đột nhiên trên mặt có một ít đỏ lên, không rõ tại sao mình muốn đem tên nói cho một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ. Ta gọi là Trần Phi. Trần Phi vừa nói kỳ thực thật bội phục đối phương, bởi vì hắn thế nhưng đang không có ngân châm nhưng đối phương gây tê vết thương tình huống dưới, cho nàng xử lý vết thương. Có thể hắn lại vẫn có thể chịu nhịn không kêu lên, chỉ điểm này, là có thể chứng minh đối phương sự nhẫn nại quả thực không giống bình thường, viễn siêu thường nhân. Người có thể hay không động tác nhanh lên một chút, Triệu Hâm nhịn không được mở miệng, sắc mặt ửng đỏ. Trần Phi hai tay một mực hắn bên hông hoạt động, cự ly hắn dẫn cho rằng ngạo đứng thẳng hai ngọn núi cận có một chút giờ cự ly, thậm chí thỉnh thoảng đối phương đều biết không chú ý va chạm vào. Cũng không biết vô tình hay cố ý, cái này khiến hắn rất không có thói quen, rất khó chịu. Ta cũng muốn nhanh lên một chút, thế nhưng, tên kia dày trên lưỡi dao, tựa hồ có độc. Trần Phi cau mày nhìn vậy có một ít hiện lên đen vết thương, nói. Tuy rằng điểm ấy tiểu thương với hắn mà nói không coi vào đâu, mặc dù là có độc, cũng không ảnh hưởng toàn cục, có thể sự tình hỏng tự phá hủy ở trên tay hắn không công cụ, nếu là tiêu hao linh khí vì đối phương trị liệu. Lại lộ vẻ quá kỳ quái, dễ làm lộ. Vậy làm sao bây giờ? Vừa nghe đến đao kia đồ trên có độc, Triệu Hâm chân mày nhìn không được nhíu lại. Ta cần công cụ mới có thể giúp ngươi giải độc, chữa thương, như vậy đi, ngươi nếu tin lời của ta, theo ta đi thế nào? Trần Phi trầm mặc suy tư một trận, mở miệng như thế nói. Tuy rằng, hắn biết đối phương khả năng địa vị không đơn giản, là một có chuyện xưa tên, nếu là đem mang đi. Rất có thể cuốn vào không cần thiết thị phi, cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ là hắn lại làm không được đúng người bị thương mà làm như không thấy, hơn nữa, dù sao trước các nàng còn cùng nhau kể vai chiến đấu đi. Không được. Có thể Triệu Hâm nghe vậy lại lắc đầu, quả quyết nói ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, đang ở bị người đuổi giết, ta không muốn liên lụy ngươi. Hơn nữa, ta bây giờ còn lấy một món khác nói, hắn còn dùng rằng muốn đứng lên. Thế nhưng Trần Phi lại lắc đầu, một tay lấy kỳ ấn ở, chậm rãi nói là cái kia cái gì tin, còn có đúng giấy tờ. Triệu Hâm nghe vậy trầm mặc, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu. Ta kỳ thực thật tò mò, đến cùng ngươi là cầm bọn họ vật gì vậy, đáng giá cái kia cái gì hổ báo đường phái ra như thế ba người truy sát ngươi. Muốn ta xem, ba người này thân thủ cũng không tính là yếu đi. Trần Phi nhìn hắn hiếu kỳ nói. Triệu Hâm nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Truy sát của nàng ba người này há chỉ thân thủ không tính là yếu, coi như là ở lĩnh Nam ba tỉnh xưng vương xưng bá hổ báo đường, ba người bọn họ tạo thành tiểu đội cũng coi như có thể xếp thượng hào. Thậm chí ngay cả không ít cổ vũ nhị lưu cao thủ đều cắm ở trên tay bọn họ quá, trên tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi của địch nhân, chiến tích văn hoa, hung danh hiển hách, ở hổ báo đường thiết lập tại tỉnh Giang Nam phân bộ coi như là vương bài một trong. Lĩnh Nam ba tỉnh chính là tổ quốc tốt sơn hà tối tới gần lĩnh Nam dãy núi ba tỉnh hợp xưng. Cái này ba tỉnh theo thứ tự là Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu. Tin cùng đúng giấy tờ liên lụy đến cơ mật, người đừng hỏi ta cũng không sẽ nói cho người biết. Hắn nói như vậy, lại đột nhiên nghĩ đến đồ vật hôm nay không ở trên tay nàng, mà là bị hắn trước tạm thời giấu ở một chỗ, nếu là trùng hợp người qua đường phát hiện nói. Trong lòng nàng thoáng cái khẩn trương, nói mau tránh ra, ta muốn. Cho ta thành thật tại đây đợi đi,
tựu ngươi bây giờ cái này trạng thái, còn có thể đi đâu? Trần Phi đem hắn ấn ở, nghiêm túc nói. Không được, ngươi có biết hay không ta hiện đang thi hành nhiệm vụ? Triệu Hâm thanh âm trở nên có chút lãnh cứng, nói. Chấp hành nhiệm vụ, chưa thì thế nào, ta có thể không cảm thấy có thể có nhiệm vụ gì so với ngươi cái này một thân thương còn trọng yếu. Trần Phi như trước mở miệng như thế, lấy điện thoại ra cho California Hoa Viên đại tử điếm đánh. Hắn hiện tại đã thường ở nơi đâu, tự nhiên cũng còn có bên trong tử điếm mấy cái quản lý điện thoại, phương tiện bình thường có những chuyện gì, dễ xử lý. Bọn họ hiện tại nơi này cự ly California Hoa Viên đại tử điếm đã không xa lắm, vì vậy gọi bọn hắn phái chiếc xe tới đón một chút được rồi. Ngươi! Triệu Hâm thân thể suy yếu, muốn đứng lên lại bị Trần Phi vững vàng đè xuống, trong lòng hơi có chút không tình nguyện. Mà khi hắn nghe được Trần Phi lần nói sau, trong lòng có chút mềm mại nhiều chỗ một tia rung động, lãnh cứng rắn giọng tiêu thất, nhỏ giọng nói vậy ngươi giúp ta đi lấy. Vài thứ kia là ta thiếu chút nữa quăng đi tính mệnh mới cầm tới tay, không có khả năng đã đánh mất. Ta đi cầm, ngươi không phải nói vật kia rất cơ mật sao? Rốt cuộc là cái gì, sẽ không sợ ta đi cầm thời gian nhìn lén. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, tò mò hỏi. Là vốn là bí thư Mạc Thành tham ô nhận hối lộ, cấu kết hổ báo đường hắc ác thế lực chứng cứ. Lúc này đây hắn cư nhiên nói thẳng. À, vốn là bí thư, Mạc Thành. Cái này đổi thành Trần Phi ngây ngẩn cả người, tham ô nhận hối lộ, cấu kết hắc ác thế lực. Việc này có thể có giờ không bình thường à? Ừ, chính là hắn. Chúng ta trước đã chú ý tới người này làm quan tác phong có chuyện, lén cùng hắc ác thế lực hổ báo đường có cấu kết, tham ô nhận hối lộ, nhưng khổ nổi chậm chạp không có chứng cứ, vì vậy mặt trên mới phái mấy người chúng ta lẻn vào hổ báo đường, thu thập chứng cứ. Triệu Hâm chậm rãi nói. Mấy người chúng ta, lẽ nào trừ ngươi ra, còn có những người khác? Trần Phi lại mở miệng hỏi. Ừ, bất quá bọn hắn đã chết, bọn họ bị người kia nhận thấy được không đúng. Đang nói những lời này thời gian, Triệu Hâm cảm xúc có chút hạ, viên mắt ửng đỏ, bởi vì những người đó đều là của nàng chiến hữu. Trần Phi nghe đến đó trầm mặc. Nằm vùng. Tuy rằng loại này nội dung vở kịch tuy rằng bình thường ở trong phim ảnh nhìn thấy, nhưng chân chính phát sinh ở hiện thực. Nhưng vẫn là làm hắn có một loại không rõ bi thương cảm. Đây chính là vài cái nhân mạng a, cứ như vậy không công không giải thích được chết, chỉ là để cái gọi chứng cứ. Không phải là đều biết cái kia cái gì hổ báo đường là hắc ác thế lực sao? Vì sao mặc kệ trực tiếp đánh dụng, phí nhiều chuyện như vậy? Đồ vật ở đâu, chờ sẽ có người tới đón ngươi sau, ta liền đi qua cầm. Bất quá Trần Phi theo cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì hắn biết sự tình không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hắc bạch lưỡng đạo, các loại khu vực phản cảnh sai dính dáng chuyện tình nhiều lắm, không có khả năng một lần là xong. Còn nhớ rõ chúng ta trước lên xe chỗ đó, ở chỗ đó hướng bắc đi, đại khái mấy cây số, tự có một cái tên là Bằng Vận Tiểu Lữ Quán, tại nơi lữ quán lầu 2 tới gần bên trái nhất người thứ hai gian phòng dưới giường mặt, tự cất dấu vật của ta muốn. Triệu Hâm có chút hư nhược rồi, chậm rãi mở miệng nói. Ta đã biết, ngươi đừng nói trước nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Phi biết thân thể của hắn trạng thái có thể có chút không tốt lắm, vì vậy mở miệng nói. Vân chờ đã. Nhưng vào lúc này, hắn chợt như là nhớ ra cái gì đó, từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, đứng dậy lung lay lắc lắc đi tới bị Trần Phi một chân đá choáng trên mặt đất độc hạt trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo, chủy thủ thoáng cái đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương, huyết hoa văng khắp nơi. Trần Phi thấy thế trong lòng có chút không lớn thoải mái, do dự một chút, nhưng vẫn là nuốt xuống bụng, không nói ra. Ngươi có đúng hay không nghĩ ta quá tàn nhẫn? Dù thế nào Triệu Hâm tái nhợt nghiêm mặt hỏi. Tàn nhẫn, cũng không phải, chỉ là trước đây cho tới bây giờ không sát nhân chẳng diện, có chút khó chịu mà thôi. Trần Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Ngươi nếu biết bọn người kia bình thường đều ta đã làm gì, cũng sẽ không thương hại bọn hắn. Ngươi biết không? Ba tên này trên tay mạng người, bảo thủ phỏng chừng có ít nhất 100 điều. Triệu Hâm lạnh như băng mở miệng nói. 100 điều, vậy bọn họ quả thực thật đáng chết. Trần Phi sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong lòng tuôn ra không ức chế được lửa giận. Muốn thật là như thế này, nếu là hắn sớm biết, vừa rồi tựu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một cước, đủ để đá bể đầu của người ta. Điện thoại gọi thông không bao lâu. California Hoa Viên đại tử điếm bên kia cũng đã phái người lái xe tới rồi.
Tuy rằng tài xế kia còn có tửu điếm quản lý nhìn thấy bị thương Triệu Hâm thời gian, sắc mặt rất kỳ quái, nhưng bọn hắn đều rất biết điều không có gì cả hỏi, ngoan ngoãn lái xe đem người mang về tửu điếm. Đến mức Trần Phi, tự nhiên là mình ở trên đường đánh một cái xe, đi đến cái kia cái gì gọi là bằng vận tiểu lữ hành sắc đem đồ vật lấy ra ngoài. Một phong thơ còn có một chương đúng giấy tờ, người trước là Mạc Thành Mạc bí thư tự mình viết cho hổ báo đường tỉnh Giang Nam người phụ trách tin, nội dung nhìn làm cho sát tâm nổi lên, toàn bộ đều là phạm tội nội dung. Đến mức vậy đối với giấy tờ, còn lại là một chương Thụy Sĩ ngân hàng đúng giấy tờ. Tài khoản ký tên là Mạc bí thư nhi tử Mạc Thành, kim ngạch viết chính là 300 vạn. Chỉ là cái này một chương đúng giấy tờ thì có 300 vạn, xem ra Mạc bí thư từ trong tay đối phương bắt được, không ít a. Trần Phi đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, biết đây là người nào đó ở hành động hổ báo đường ô dù, từ đó thu hoạch được thật lớn tham ô nhận hối lộ lợi ích. Người đã trở về, đồ vật bắt được không? Chờ hắn trở lại tửu điếm sau, chính nằm ở trên giường Triệu Hâm kích động nói. Xem trên người nàng đã gói kỹ băng gạc, rất hiển nhiên, là tửu điếm đặc biệt xính chuyên trách bác sĩ đã giúp nàng giản đơn chỗ sửa lại một chút. Lấy được, cái này nói ở trên những chuyện kia đều là thật. Trần Phi đem tin cùng đúng giấy tờ giao cho đối phương, mặt không thay đổi mở miệng hỏi. Đương nhiên là thực sự, Triệu Hâm khẳng định gật đầu một cái nói. Mẹ, trách không được nói người này có thể ở Bắc Sơn lấy thúng úp voi, nguyên lai hắn chính là làm như vậy quan phụ mẫu. Trần Phi nhịn không được hùng hùng hổ hổ, phỏng chừng bất kể là ai thấy lá thư này nội dung phía trên, đều biết tức giận không ngớt. Lá thư này nội dung phía trên rõ ràng là song phương chuẩn bị lợi dụng một lần chính phủ trả giá công trình, từ Mạc bí thư ở lén làm một ít mờ ám, lấy cực thấp giới nhận thầu cho hổ báo đường kỳ hạ công ty xây cất, mưu cầu lớn chênh lệch giá lợi ích. Mặt khác, trong thơ còn nhắc tới sẽ đối mới là hắn diệt trừ một người, chính là trước Mạc danh kỳ diệu xảy ra tai nạn xe cộ chết thị kỷ ủy phó thư ký. Trong thư này mặt chữ đều là Mạc Thành thân thủ viết, ta chỉ muốn lấy về giao cho tỉnh kỷ ủy. Hắn xác định vững chắc rơi đài. Chỉ là cái này hổ báo đường, rắc rối khó gỡ dính dáng nhiều lắm, hơn nữa lại có mấy người kia tồn tại, mặt trên cố kỵ nhiều lắm, sợ rằng nhất thì bán hội không nhúc nhích được, ai? Triệu Hâm thở dài một hơi nói. Mấy người kia, Trần Phi nghi ngờ nói. Chính là hổ báo đường nội bộ tiên thiên cổ vũ cường giả. Người mình chính là cổ vũ giả, hẳn là minh bạch cái này ý vị như thế nào đi? Triệu Hâm liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, tiên thiên cảnh giới cổ vũ cường giả, Trần Phi nghe vậy trực tiếp trầm mặc. Trách không được hổ báo đường có thể ở cái này lĩnh nam ba tỉnh xưng vương xưng bá, kết nối với mặt đều cố kỵ nhiều lắm, không dám động nó, nguyên lai là bởi vì. Này, phải biết rằng sư phụ hắn chính là một vị chánh nhi bát kinh tiên thiên cấp bậc cổ vũ cường giả, hắn tự nhiên minh bạch cái tầng thứ kia cổ vũ cường giả có kinh khủng bực nào. Có thể chút nào nói không khoa trương một câu. Cái loại này tầng thứ cường giả nếu là có mấy cái nói, thậm chí so với quân đội cũng còn muốn làm cho mấy phần, cũng trách không được mặt trên sẽ kiêng kỵ như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.